Chương 971, khẩu chiến với các lão già ở bộ giao thông. Đến lúc đó bị dọa đến mức nói không thành lời nữa thì chuyện này không xong chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người đề cử như mình trước mặt Phó Thủ tướng Yến sẽ mất mặt lắm. Chuyện này cũng có ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sau này. Tâm trạng lúc này của Chu Tiến Phong rất phức tạp, một chút hối hận len lỏi trong suy nghĩ của ông ta. Nhưng đã cưỡi lên mình hổ rồi thì khó xuống lắm. Phó Thủ tướng Yến muốn gặp Diệp Phàm mình cũng không thể ngăn cản không cho gặp được. Vì vậy, Chu Tiến Phong chỉ có thể cầu xin ông trời ban cho chút ân tình thôi. Với đôi mắt chim ưng và thuật xem tướng, Diệp Phàm chỉ nhìn qua một lượt đã thâu tóm hết mọi nét mặt của mọi người trong phòng họp. Nhưng điều làm cho những lão già này thất vọng là tên Việt non này hình như không có chút luống cuống nào cả, thậm chí tương đối điềm đạm, bình tĩnh, còn gật gật đầu với mấy vị lãnh đạo. Trên mặt lộ nụ cười mỉm, tỏ vẻ rất tao nhã và lịch sự. Phải biết là năm ngoái chủ tịch huyện của một huyện nào đó của Bắc Kinh cũng gặp phải trường hợp này. Lúc đó, vừa bước vào đã hồi hộp đến mức cúi gằm mặt xuống không dám nhìn xung quanh. Bộ trưởng vừa hỏi đã lắp ba lắp bắp như người bị nói lắp. Hơn nữa mồ hôi trên trán nhiều như tắm, đến nửa ngày cũng không nói được câu nào. Mà hôm nay thì càng không giống rồi, người hỏi đường đường là Phó Thủ tướng Yến. Theo lý mà nói thì tên nhãi này phải cúi đầu trước các vị lãnh đạo mới đúng chứ. Sao có thể giống như dáng vẻ của hắn hiện tại được, ánh mắt tương đối bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt. Mọi người đều bị hắn nhìn một lần rồi. Những lão già này có cảm giác bị coi thường. Tuy nhiên ánh mắt của Diệp Phàm lại không lộ ra bất cứ vẻ coi thường nào. Vẻ điềm tĩnh của hắn giống như là nơi hắn đang đứng không phải là bộ giao thông trung tâm quyền lực mà là vườn rau nhà mình vậy. Tất cả những người trong phòng họp tự nhiên đều biến thành rau trong vườn của hắn, có cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Vài lão già tức giận rồi, quyết định lát nữa nhất định phải cho tên này nếm chút gian khổ. Phải làm cho hắn mất mặt trước Phó Thủ tướng Yến mới được, nếu không thì khó có thể xả được sự tức giận này. Thực ra cũng khó trách những lão già này, tố chất tinh thần của Diệp Phàm có liên quan đến dưỡng sinh thuật. Quan trọng nhất là những nhân vật đình đám như Triệu Bảo Cương, Phượng Thiên Diêu, Trấn Đông Hải, Lý Khiếu Phong, tên nhóc họ Diệp đều đã từng gặp qua. Những lão già trong bộ giao thông này cấp cao nhất là Phó Thủ tướng Yến, đối với mọi người luôn tỏ thái độ cao cao tại thượng. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang tầm với Trấn Đông Hải, còn so với người có vị thế như Phượng Thiên Diêu thì thế lực, tầm ảnh hưởng đều còn thua xa. Đây gọi là lạc dương trở về không xem hoa. Những bông hoa đẹp nhất đều được ngắm rồi, những bông hoa bình thường khác thì không muốn nhìn nữa. Phượng Thiên Diêu, Triệu Bảo Cương đều đã gặp rồi, thậm chí là có vẻ thân thiết với Triệu Bảo Cương nữa. Đến đại quan biên giới như Quách Phác Dương cũng bị tên Diệp Phàm này đùa giỡn mà, nên sự điềm tĩnh của Diệp Phàm là do trong quá trình tiếp xúc với các nhân vật cấp trên mà luyện thành. Phó Thủ tướng Yến trong lòng gật gật đầu, lúc đầu cũng bị tuổi trẻ của Diệp Phàm lừa một chút. Thậm chí trong lòng còn thầm nghĩ phải chăng các đồng chí Đức Bình tỉnh Nam Phúc trong khi điều nhiệm đã nhận của người ta ít nhiều ưu đãi. Nếu không sao có thể chọn những người như thằng nhóc đó làm quan chức nhà nước được. Tuy nhiên Phó Thủ tướng Yến chỉ thấy trong mắt Diệp Phàm sự điềm tĩnh của một bí thư huyện ủy, không, phải là sự điềm tĩnh của một bí thư địa ủy. Bí thư huyện ủy ở nơi này chắc là không có được vẻ điềm tĩnh như thế này. Ông quyết định thử xem, là la hay là ngựa thì phải thử mới được, có thể ánh mắt của hắn đều là giả mà thôi, thực sự trong lòng hắn sớm đã loạn hết lên rồi. Tin là chỉ cần ta hỏi một câu là lòi đuôi chuột ra ngay. Cậu chính là Diệp Phàm, bí thư huyện ủy Ma Xuyên địa khu Đức Bình. Phó Thủ tướng Yến vẻ mặt trở nên tương đối nghiêm túc, khí chất quan uy trên người toát ra rồi. Từ một ông lão bình thường dường như chớp mắt biến thành một vị đại quan. Những lão già trong bộ giao thông trong lòng đều thấy rùng mình, tự nhủ tên nhóc này chắc đen đủi rồi. Chắc là Phó Thủ tướng Yến thấy hắn mới trẻ thế mà đã làm bí thư huyện ủy nên bắt đầu làm khó dễ. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã an vị trên ngai vàng bí thư huyện ủy, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng là dùng tiền mua được, điển hình của giao dịch quyền tiền. Quay lại nhìn Chu Tiến Phong thấy trên mặt không hiện lên chút sợ hãi nào nhưng Diệp Phàm vẫn phát hiện lông mi hình như đang rung động. Nhất định là do sợ hãi hay cái gì đó mới thành thế. Vâng, thưa Phó Thủ tướng Yến, nhưng trước bí thư huyện ủy cần phải thêm một chữ quyền nữa ạ. Chỉ là tạm thời quản lý công tác huyện Ma Xuyên chứ không phải chính thức. Diệp Phàm đứng thẳng người trả lời rất điềm tĩnh, thực ra tim hắn cũng bắt đầu đập nhanh lên hơn rồi. Cậu bao nhiêu tuổi?
Giọng của Yến Vân có chút cứng nhắc, có chút giống như đang chất vấn. 21 tuổi. Diệp Phàm trả lời. Hừ, bí thư của Đức Bình có phải hồ đồ rồi không? Yến Vân cố ý nói vẻ tức giận. Bí thư Trang rất tỉnh táo. Ông ấy không hồ đồ chút nào đâu ạ. Diệp Phàm trả lời lưu loát nhanh gọn. Trong lòng thầm nghĩ ông phó thủ tướng Yến này có cái gì là lạ. Không hỏi công trình đường thiên tường mà lại hỏi toàn những cái không liên quan gì cả. Chẳng ra cái gì cả. Không phải là thấy ông mày còn trẻ quá mà không phục chứ. Tỉnh táo mà lại chọn một người mới 21 tuổi như cậu làm bí thư huyện ủy à? Đây khác nào coi nguyên tắc tổ chức đảng như trò trẻ con. Các quan chức đảng đều được chọn một cách khinh suất thế sao? Yến Vân tiếp tục nói. Xem ra bí thư Trang của các cậu nhìn nhầm người rồi. Con người cũng có lúc nhìn nhầm mà. Xin lỗi Phó Thủ tướng Yến, tôi nhận thấy quyết định của bí thư Trang là hoàn toàn chính xác. Con mắt của ông ta cũng rất sắc bén. Diệp Phàm nói, vẫn giữ được hơi thở bình thường. Anh bạn trẻ, cho cậu cơ hội cuối cùng. Hôm nay cậu nói ra được lý do, tôi sẽ cho cậu cơ hội thuyết trình về phương án dự án quốc lộ thiên tường. Yến Vân vẫn nghiêm mặt nói. Được à, các dự án kinh tế huyện Ma Xuyên luôn xếp cuối cùng. Lúc tôi đảm nhiệm phụ trách kinh tế Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, thành phố Mạc Hương, lãnh đạo toàn thể cán bộ khu kinh tế giải hết đường 2 xã, 6 thị trấn, mặt đường nhựa đẹp như đường quốc lộ. Một năm trước chỉ tiêu kinh tế huyện Ngư Dương đứng ở vị trí thứ 8 trong tỉnh từ dưới lên. Một năm sau, chỉ tiêu kinh tế của huyện tăng 7 bậc, tức là xếp thứ 15 toàn tỉnh từ dưới lên. Theo thứ tự thì cũng đứng khoảng thứ 80. Bí thư Trang thấy tiềm lực của tôi nên mới trực tiếp điều tôi làm chủ tịch huyện Ma Xuyên. Sau khi đến huyện Ma Xuyên, tôi chỉ dùng khoảng 3 tháng, huyện đã. Diệp Phàm nói có sách mách có chứng làm cho mấy lão già trong bộ giao thông lại phải rụi rụi mắt, phải xem xét lại tên nhóc này. Ừ, coi như cậu có chút thành tựu, đủ tư cách đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Tiếp theo, các đồng chí trong bộ giao thông sẽ nói chuyện với cậu về công trình quốc lộ thiên tường. Vẻ mặt của Yến Vân dịu đi không ít, Diệp Phàm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Tiến Phong sớm đã toát mồ hôi, vừa mới thư giãn được một lúc thì lại lo lắng rồi. Các vị lãnh đạo, ý tưởng thiết kế công trình quốc lộ thiên tường bắt nguồn từ 3 hạng mục cơ bản của huyện Ma Xuyên. Tôi đến huyện Ma Xuyên này không lâu, thông qua điều tra nghiên cứu thực địa đã thương lượng với các đồng nghiệp khác làm 3 hạng mục cơ bản. Lần lượt là hạng mục trà thanh vụ đã nhận được sự ủng hộ lớn về tài chính của Sở Nông nghiệp tỉnh, đầu tư lên đến hơn 30 triệu tệ. Phó Chủ tịch Tập đoàn An Đạt khu vực châu Á đã đích thân đến huyện Ma Xuyên và đang trong quá trình bàn bạc. Bàn đào ảnh thị Sơn Trang đang trong quá trình khai thác, kết hợp với quảng cáo qua điện ảnh và truyền hình. Là do Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Giang Nam Mai Phán Nhi và Vạn Đông Tuyền của Thủy Châu Hào Hưng Độ giả Sơn Trang cùng nhau quyết định. Đầu tư lên đến hơn 50 triệu nhân dân tệ. Nói đến đây Diệp Phàm dừng lại một chút rồi cười nói. Có thể cho tôi một chén trà không? Tôi thấy hơi khát, có lẽ các đồng chí ngồi ở đây nghe tôi nói từ nãy đến giờ nghĩ là tôi đang nói lung tung. Thực ra, tôi muốn đưa từ đầu đến cuối công trình quốc lộ thiên tường đặt ra trước mặt các vị. Như vậy chắc sẽ có sức thuyết phục hơn. Dù sao các vị cũng là lãnh đạo, tôi bày ít đồ ra. Nếu không sẽ khó nhận được sự đồng ý của các vị, đúng không? Một nhân viên tạp vụ vội vàng lên pha trà ngon cho Diệp Phàm. Một dự án đầu tư lớn như thế này tổng vốn chắc phải hơn 100 triệu. Nhưng việc đầu tiên là phải sửa lại đường lên núi Thiên Sa đã mới được. Đây là một trong những nguyên nhân chính. Thứ hai là đường núi Thiên Sa là do thổ phỉ huyện Ma Xuyên trước giải phóng hoành hành quá nên quân giải phóng mới làm một con đường nhỏ để đi tiêu diệt bọn thổ phỉ. Mấy hôm trước tôi có đến thăm đội trưởng đội tiêu diệt bọn thổ phỉ ngày trước Tống Gia Xuyên. Ông ta hiện nay đang là phó trưởng ban tổng cục hậu cần. Nghe ông ta nói là lúc đó mở đường núi Thiên Sa hơn 100 chiến sĩ Hồng quân giải phóng đã phải hy sinh. Nhưng bây giờ điều kiện đường lên núi Thiên Sa quá kém rồi. Mỗi năm đều lấy đi sinh mạng của mười mấy người vô tội. Đây cũng là lý do thứ hai khiến tôi hạ quyết tâm sửa lại đường lên núi Thiên Sa. Trưởng ban Tống nghe xong thấy rất đau lòng liền đồng ý có thể xuất 20 triệu nhân dân tệ để xây dựng quốc lộ thiên tường. Vốn lúc đầu là không có quốc lộ thiên tường. Sau đó một cơ hội bất ngờ, tôi đến huyện Giang Tân tỉnh Giang Đô. Sau khi đi một vòng trong đầu chợt có ý tưởng mới. Đó là triệt để khai thông núi Thiên Sa. Phía tây bắc nối liền huyện Giang Tân tỉnh Giang Đô,
phía đông bắc nối liền huyện tự trị Sương Châu tỉnh An Đông. Thông qua huyện Ma Xuyên trực tiếp vào tỉnh Nam Phúc, mà huyện Ma Xuyên sẽ trở thành ngã ba tiếp giáp giữa ba tỉnh. Đương nhiên tôi cũng có chút tư lợi, nếu quốc lộ thiên tường được thông qua thì huyện Ma Xuyên cũng sẽ có cơ hội đi lên con đường giàu có. Ưu điểm của quốc lộ thiên tường là từ tỉnh Giang Đô và An Đông đến tỉnh Nam Phúc so với việc đi đường khác thì thông qua quốc lộ thiên tường sẽ tiết kiệm được khoảng 150 km. Như vậy thì thử nhấc bút lên tính xem sẽ vô cùng kinh ngạc. Ví dụ như xăng dầu, hao tổn xe cộ, vận chuyển quân sự quốc gia, phản ứng nhanh, sản phẩm nông nghiệp và ưu thế mùa vụ, thời gian mọi mặt đều có lợi rất lớn. Diệp Phàm tự nhiên, điềm tĩnh trình bày lại quan điểm, nhận xét của mình, những khó khăn gặp phải cũng như những bài học mà bản thân học được qua công trình quốc lộ thiên tường. Diệp Phàm cũng rất xảo quyệt, trong khi nói cố ý nhắc tới tướng quân Tống Gia Xuyên và tập đoàn truyền thông Giang Nam của Mai Gia ở Bắc Kinh. Tất nhiên đa số những người ngồi ở đây không biết mối quan hệ giữa Tống tướng quân với tập đoàn truyền thông Giang Nam của nhà họ Mai ở Bắc Kinh. Nhưng có một vài người ít nhất cũng phải nể mặt hai thế lực này. Chương 972, khua môi múa mép cũng vô dụng. Đồng chí Diệp Phàm, công trình quốc lộ thiên tường của cậu quả thực là lớn, liên quan đến cả ba tỉnh. Nhưng về sự phối hợp giữa ba tỉnh, cậu nắm chắc được cái gì không? Một người gầy nhom, mặt giống con lừa lên tiếng, Chu Tiến Phong ngồi cạnh nhìn lão một cái, rất không thoải mái. Biết ngay là lão này lại muốn nói đến công việc rồi. Bởi vì lão già này tên là Thái Bồi, nhà nhân vật thứ ba ở Bộ Giao thông sau Bộ trưởng và Phó trưởng Ban Thường trực Chu Tiến Phong. Người này và Chu Tiến Phong chẳng hề hợp phách với nhau, bởi ông ta cho tăng vị trí của mình bị Chu Tiến Phong cướp mất. Cho nên, lần này ông ta đã kích người đứng đầu quốc lộ thiên tường. Ha ha, tôi nghĩ chỉ cần Bộ Giao thông đồng ý lập dự án, lãnh đạo tỉnh chúng ta sẽ đứng ra để phối hợp ba tỉnh. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ, lão già này chẳng hề có chút thiện ý nào. Hừ, thế có nghĩa là cậu không có chút chuẩn bị nào cho việc này đúng không? Phó trưởng ban Thái sụ mặt hỏi. Yến Vân vẻ mặt thản nhiên ngồi uống trà, thể hiện thái độ xem chừng. Hội nghị ngày hôm nay là do Phó trưởng ban thường trực Chu Tiến Phong chủ trì, y không tiện ra mặt. Nếu ra mặt thì có lẽ Thái Bồi sẽ càng hăng, Diệp Phàm kia sẽ bị gạt sang một bên, trở thành tranh đấu của Bộ Giao thông. Như vậy, chắc chắn sẽ để lại cho người ta một ấn tượng xấu về bộ máy bất hòa. Thái Bồi chính là có chủ ý này, tin rằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Diệp Phàm sẽ chịu không được sự liên thủ của mình và đồng minh. Chuẩn bị, biện pháp thì có, chỉ có điều các vị lãnh đạo cũng biết đấy. Chức vụ của tôi quá thấp, nghĩ ra biện pháo nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Quốc lộ liên quan đến ba tỉnh, chắc chắn phải để lãnh đạo tỉnh ra mặt. Đến lúc đó bên này lập dự án, thì bên tỉnh sẽ thành lập một ban chỉ huy chuyên phụ trách việc này. Diệp Phàm cẩn thận trả lời, phải đề phòng, nếu để lão già này nắm được điểm gì không hay thì quốc lộ thiên tường coi như hỏng bét. Hơn nữa, trông thấy Chu Tiến Phong trầm ngâm không nói lời nào, phỏng chừng mình đã vô ý bị rơi vào việc đấu tranh quyền lực của nội bộ Bộ Giao thông rồi. Người trong giang hồ, đôi khi bản thân mình không phải là của mình. Đây chỉ là cậu tình nguyện mà thôi. Hạng mục quốc lộ thiên tường này, hình như Sở Giao thông tỉnh Nam Phúc các cậu vẫn chưa lập dự án báo cáo, chứng tỏ trên tỉnh không ủng hộ huyện Ma Xuyên làm dự án quốc lộ thiên tường. Không có sự ủng hộ của tỉnh, chỉ dựa vào một mình huyện Ma Xuyên các cậu mà có thể làm được hạng mục lớn như vậy sao? Mơ mộng hão huyền thì tôi không nói, nhưng... Một người dáng mập mạp ngồi đối diện Thái Bồi lạnh nhạt nói. Chu Tiến Phong nhíu mày, không thể tưởng tượng được vụ trưởng dự ái quốc dường như cũng bị Thái Bồi, lôi kéo kết bè với nhau. Con đường có liên quan đến ba tỉnh, hơn nữa, quốc lộ thiên tường sau khi quy hoạch lại, còn phải xây thêm ba cây cầu, ở núi Thiên Sa còn phải đào một đường nữa, ước tính tất cả cũng phải hết khoảng 300 triệu. Công trình lớn như vậy, chỉ có Bộ Giao thông lập dự án mới có thể xây được. Sở Giao thông tỉnh chủ yếu suy nghĩ đến việc Đức Bình hiện còn một hạng mục khác, tên là quốc lộ La Thủy cũng đang báo cáo, còn quốc lộ thiên tường liên quan đến ba tỉnh này thì vốn quá lớn. Sở không kham nổi, vì vậy trọng điểm đặt ở Bộ Giao thông. Diệp Phàm bình tĩnh lại, nói. Ở tỉnh còn không ủng hộ, chẳng lẽ dựa vào huyện Ma Xuyên mà có thể quyết định được hạng mục quốc lộ thiên tường sao? Đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn nghe tính toán cụ thể của đồng chí. Nếu chỉ là những suy nghĩ viển vông, không có chút thực tế nào, nói khó nghe một chút chỉ là một cái bánh vẽ mã thôi,
ngon đấy nhưng không thể nào ăn được. Gì mà đường liên ba tỉnh chứ, tất cả đều là hão huyền cả. Khoản 300 triệu mà cậu vừa nói vừa nãy, dựa vào kinh nghiệm của tôi, thì có lẽ còn không đủ. Bởi vì, công trình quốc lộ trong tỉnh Giang Đô và An Đông cậu chưa tính, mà chỉ tính chi phí quốc lộ trong tỉnh Nam Phúc mà thôi. Nếu đã gọi là đường liên ba tỉnh, sao có thể bỏ dự toán của hai tỉnh khác ra một bên như vậy? Nếu cộng lại, nếu không có 400 triệu, thì đừng mơ. Giao thông mặc dù là lập dự án, nhưng cũng không thể tất cả do bộ rót xuống được. Dựa vào quy hoạch của cậu, 400 triệu kia bộ nhiều nhất chỉ có thể chi một nửa, mà thậm chí còn không được một nửa. Dựa vào cách mà cậu nói vừa rồi để xử lý, cậu đã rút được 20 triệu từ nhà tướng quân Tống, và nghe nói là huyện các cậu cũng chuẩn bị được 20 triệu. Cộng lại mới được 40 triệu, thêm 200 triệu bộ rót xuống nữa thì, cậu còn thiếu 160 triệu, thậm chí là 200 triệu nữa mới đủ được. Khoản tiền lớn như vậy, ở tỉnh lại không ủng hộ, cậu đào đâu ra số tiền đó? Hừ! Phó trưởng Ban Thái hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn sắc mặt càng u ám của Chu Tiến Phong, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Đúng vậy, không có thêm 160 triệu, công trình kia cuối cùng sẽ biến thành hình dạng gì, không nói các vị ở đây cũng biết, kết quả không khó đoán trước. Một người vóc dáng thấp bé ngồi bên cạnh Thái Bổ cũng bắt đầu lên tiếng rồi. Huyện Ma Xuyên áp vùng sâu vùng xa, hơn nữa còn là vùng giải phóng cũ. Sau khi Bộ Giao thông lập dự án, tài chính hẳn phải được ưu tiên. Nhà nước có chính sách riêng với phương diện này. Tôi nghĩ, công trình lớn, 400 triệu này, thì trên bộ ít nhất cũng phải rót xuống 6 phần chứ. Còn thiếu 160 triệu, tôi đã xoay được 40 triệu. Bên địa khu tôi không xin nữa, vì còn đang khởi công xây dựng quốc lộ La Thủy. Cộng lại, còn thiếu 120 triệu nữa. 120 triệu, một lãnh đạo một hữu quan trên tỉnh đã đồng ý cấp 20 triệu. Còn lại 100 triệu, tin rằng hai tỉnh Giang Đô và An Đông sẽ bỏ ra, mỗi tỉnh bỏ ra 20 triệu, thậm chí hơn là điều có thể. Bởi quốc lộ Thiên Tường hoàn thành, được lợi không chỉ riêng tỉnh Nam Phúc, mà nó còn đem lại lợi ích cho cả ba tỉnh. 450 triệu còn lại, tôi nghĩ có thể để đóng góp, thông qua việc thu phí một cách xác đáng để bù vào. Diệp Phàm nói, đây chỉ là suy nghĩ của cậu, chúng tôi không xem hư, mà chúng tôi muốn xem thực. Một đồng chí lãnh đạo Nam Phúc đồng ý cấp cho 20 triệu ư, đồng chí Diệp Phàm, đồng chí ấy là ai vậy? Chúng tôi phải đến chứng thực. Thái Bồi vặn lại Diệp Phàm, cười nhạt. Các đồng chí ở Bộ Giao thông tuyệt đối không để ý đến một công trình không có tính hiện thực. Đó là lãng phí tiền bạc của nhà nước. Thực ra 20 triệu mà Diệp Phàm nói kia là do hắn bịa ra mà thôi. Tề Chấn Đào đồng ý cấp 40 ngàn, nhưng đã bị Diệp Phàm thổi phồng lên rồi. Thằng nhãi này bị Thái Bồi dồn ép, chẳng có cách nào khác, đành phải kiên trì đến cùng, nói. Thực ra công trình Thiên Tường, đã được Bí thư tỉnh ủy Quách gật đầu rồi, Phó Chủ tịch tỉnh Tề đồng ý toàn lực ủng hộ. 20 triệu kia cũng là do ông ấy nói. Nếu ngài muốn chứng thực, bây giờ tôi có thể gọi điện luôn cho Phó Chủ tịch tỉnh Tề, chắc chắn ông ấy sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Tỉnh Giang Đô tôi cũng liên hệ rồi, Chủ tịch tỉnh Tề Phóng Hùng đã trả lời là ủng hộ. Hiện tôi đã gửi thư cho tỉnh An Đông. Nói thực với các vị lãnh đạo, tôi chỉ là một chủ tịch huyện còn con, phải hoàn thành công tác liên lạc quan trọng như vậy, đã vượt quá khả năng của tôi rồi. Tuy nhiên, đối với quốc lộ Thiên Tường, vì nhân dân Ma Xuyên không còn người thương vong, vì tương lai của cả ba tỉnh, Diệp Phàm tôi nguyện sẽ hết lòng. Cho dù là Bộ Giao thông không đồng ý cho lập dự án, tôi vẫn muốn nói rằng tôi vẫn tiếp tục công trình này, cái này coi như là lý tưởng của tôi đi. Ở đây, điều tôi muốn nói là, một chủ tịch huyện nhỏ bé như tôi còn khí khái như vậy, huống hồ các vị có mặt ở đây còn không có khí khái bằng tôi sao? Diệp Phàm nhất thời hăng hái quá độ, trên người toát ra một khí thế khiến người khác phải rung mình. Tuy nhiên, những lời Diệp Phàm nói quá khéo, nếu Thái Bồi lại chặn hỏng tiếp, thì chẳng phải các vị ngồi đây không khí khái bằng Diệp Phàm một chủ tịch huyện còn con hay sao? Ừ, đồng chí Diệp Phàm có tinh thần rất tốt. Phó Thủ trưởng Yến đột nhiên lên tiếng. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nghe xem ý kiến của lãnh đạo tỉnh Nam Phúc thế nào, đồng chí Diệp Phàm, chỉ cần đồng chí đưa ra ý kiến của lãnh đạo Nam Phúc để minh chứng, thì quốc lộ Thiên Tường có thể được quyết định. Các vị ngồi đây không ai muốn để thua đồng chí Diệp Phàm chứ? Ha ha! Mấy vị trong phòng hội nghị cũng gật gật đầu phụ họa theo. Ừ,
chỉ cần tỉnh ủy Nam Phúc và chủ tịch tỉnh Giang Đô đồng ý, thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của sếp Yến. Tuy nhiên, còn cần phải tướng quân Tống chứng thực nữa. Thái Bội phụ họa nói, chính là muốn Diệp Phàm mất mặt, trong lòng ông ta cho rằng, Diệp Phàm không có khả năng đã, nắm, được hai tỉnh kia, mà chỉ đang lừa gạt mà thôi. Nếu các vị lãnh đạo đã quan tâm đến quốc lộ thiên tường, thì nên tỏ thái độ thực sự. Diệp Phàm nói, lúc này một nhân viên đã chuẩn bị xong điện thoại cho hắn, khi Diệp Phàm nghe điện thoại, mọi người đều có thể nghe được. Phó Chủ tịch tỉnh Tề, xin chào ngài. Tôi là Diệp Phàm, báo cáo hạng mục công trình quốc lộ thiên tường hiện đang được Bộ Giao thông thảo luận. Phó Thủ tướng Yến và lãnh đạo Bộ Giao thông muốn nghe xem thái độ của tỉnh Nam Phúc chúng ta. Ngài là lãnh đạo quản lý mảng giao thông, hy vọng ngài có thể ủng hộ quốc lộ thiên tường. Diệp Phàm bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất bồn chồn. Xin chào Phó Thủ tướng Yến, xin chào các vị lãnh đạo Bộ Giao thông, tôi là Tề Chấn Đào. Tỉnh Nam Phúc chúng tôi toàn lực ủng hộ Diệp Phàm làm quốc lộ thiên tường. Không lâu sau, đã truyền đến giọng nói của Tề Chấn Đào một cách vô cùng rõ ràng. Yến Vân gật gật đầu. Diệp Phàm lại kết nối được điện thoại với bí thư Quách Phác Dương, nói. Thư ký Vương, tôi là Diệp Phàm, quyền bí thư huyện Ma Xuyên, báo cáo hạng mục quốc lộ thiên tường đang được thảo luận, do Phó Thủ tướng Yến. Vừa nghe thấy tên Phó Thủ tướng Yến, bí thư Vương Hòa Phong không dám chậm trễ, liền trực tiếp vào phòng hội nghị. Vì tỉnh ủy đang mời dự họp hội nghị thường vụ, chuyện bình thường không dám làm phiền. Phó Thủ tướng Yến, tôi là Quách Phác Dương. Đồng chí Diệp Phàm dẫn dắt nhân dân Ma Xuyên làm quốc lộ thiên trường, trên tỉnh sẽ kiên quyết ủng hộ, cả tài chính và nhân lực. Quách Phác Dương trả lời nói, trong lòng cũng có chút chấn động. Không thể tưởng tượng được thằng nhãi Diệp Phàm này lại mang chuyện quốc lộ thiên tường ra để Bộ Giao thông bàn bạc. Hơn nữa, đến Phó Thủ tướng Yến cũng đều ra. Cụ thể hình thế nào ông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể kiên quyết tỏ thái độ trước. Chương 973, phần thắng. Bí thư Quách, tôi muốn hỏi một chút, nếu tỉnh Nam Phúc các ông toàn lực ủng hộ hạng mục quốc lộ thiên tường, vì sao Sở Giao thông tỉnh lại không thể thông qua hạng mục này? Lời Phó trưởng Ban Thái vừa hỏi ra thật là độc địa, Quách Phác Dương bị nghẹn, thiếu chút nữa quăng mất cái chén. Tuy nhiên, giờ phút này không phải lúc quăng cái chén. Quách Phác Dương lập tức nói. Các đồng chí Sở Giao thông tỉnh có lẽ có suy nghĩ khác, quốc lộ La Thủy cũng đang chờ khảo sát, phỏng chừng là suy xét đến yếu tố này. Tuy nhiên, tôi hiện tại đã biểu lộ thái độ, Nam Phúc sẽ dùng toàn bộ sức lực tỉnh thúc đẩy xây dựng quốc lộ thiên tường. Thái độ Tề Phóng Hùng của tỉnh Giang Đô cũng rất kiên quyết, cũng toàn lực ủng hộ. Trong điện thoại, tướng quân Tống Gia Xuyên nói. Xin chào Phó Thủ tướng Yến. Chào các đồng chí ở Bộ Giao thông, tôi là Tống Gia Xuyên. Quốc lộ thiên tường đã tới lúc không thể không tu sửa. Nhớ năm đó vì giải quyết vấn đề thổ phỉ huyện Ma Xuyên, các chiến sĩ giải phóng quân đã anh dũng hy sinh đến hai liên đội. Năm đó, tôi mang hai liên đội hơn 100 người, cuối cùng còn lại không đến một ban. Vì giúp chúng ta tiêu diệt thổ phỉ, người dân Ma Xuyên cũng hy sinh 500 mạng người để đổi lấy một Ma Xuyên mới. Nhớ tới mà đau lòng. Chúng ta là lãnh đạo, không thể lại nhìn người dân Ma Xuyên gặp cảnh khốn cùng, còn đang trong cảnh nghèo khổ. Dòng máu anh hùng không thể mất không được, mấy ngày hôm trước Diệp Phàm tìm được tôi rồi, tôi trả lời cấp 20 triệu. Buổi sáng ngày hôm qua, tôi đã đem việc này báo lên Tổng cục Hậu Cần. Lãnh đạo Tổng cục Hậu Cần tương đối coi trọng việc này, quyết định xây dựng nhà lưu niệm, cấp thêm 20 triệu cho nhân dân Ma Xuyên cải thiện vùng thành thị sát cổng thành. Khoản tiền này trực tiếp rút ra cấp cho huyện Ma Xuyên, đồng chí Diệp Phàm thay mặt quản lý, chủ yếu dùng xây dựng các hạng mục cho huyện Ma Xuyên. Bởi vì quốc lộ thiên tường không chỉ là một quốc lộ dân dụng, nó còn dùng để vận chuyển vật tư chiến lược quân đội, tương đối quan trọng. Hy vọng các đồng chí Bộ Giao thông có thể suy xét đến đặc thù của quân hậu cần mà ủng hộ quốc lộ thiên tường. Lời nói của Tống Gia Xuyên vừa dứt, mặt Thái Bồi đã thành gan lợn, lúc này, y cũng không dám cứng rắn nữa. Nếu còn muốn ngăn cản thì sẽ trở thành phần tử mưu phản việc kiến thiết quốc phòng. Lời nói của Tống Gia Xuyên tương đối độc, tương đối nóng bỏng, đó là khéo léo dựa thế, mượn thế kiến thiết quốc phòng, có mấy quan lớn dám chống đối lại việc kiến thiết tuyến quốc phòng. Tống tướng quân yên tâm, tôi là Chu Tiến Phong, hội nghị hôm nay do tôi chủ trì, quốc lộ thiên tường đã có thể bắt đầu. Suy xét đến đặc thù huyện Ma Xuyên, nhân dân Ma Xuyên đã dùng máu để đánh đổi.
đối với phương diện tài chính, Bộ Giao thông khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Đề nghị của tôi chính là Bộ Giao thông rút ra 300 triệu, khoản còn thiếu cho hạng mục quốc lộ Thiên Tường, các bộ chỉ huy khác sẽ gom góp tài chính. Trong phạm vi chính sách nhà nước cho phép có thể có nhiều cách để dự trù, cần phải khiến cho quốc lộ Thiên Tường xây dựng đúng thời gian, làm ra một con đường tốt, hỗ trợ cho nhân dân Ma Xuyên nói riêng và ba tỉnh miền Đông Bắc nói chung. Vì xây dựng tuyến phòng ngự mà xuất lực, Tiến Phong dựa thế mà lên, một cây búa ép xuống dưới, làm cho đám người Thái Bồi toàn bộ câm điếc, vài lão già trong phòng hội nghị đều gật đầu đồng ý. Lúc này, điện thoại Diệp Phàm rung lên, vừa thấy dãy số, không ngờ là Phượng Khuynh Thành gọi tới. Vốn định không để ý tới cô, tuy nhiên, nhắm mắt tưởng tượng, nếu không mượn thế lực nhà họ Phượng thì không tốt. Suy nghĩ một chút liền bấm nút nhận điện thoại. Nghe nói hạng mục quốc lộ Thiên Tường của các anh đang được trình bày ở Bộ Giao thông. Phượng Khuynh Thành nói. Đúng vậy. Diệp Phàm trả lời. Bác tôi có chuyện nói với anh hãy nghe cho kỹ. Giọng điệu Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nói. Cậu là Diệp Phàm, quyền bí thư huyện Ma Xuyên. Bác của Phượng Khuynh Thành là Phượng Triều Dương hỏi. Đúng vậy, xin hỏi ngài là ai? Diệp Phàm hỏi. Tôi là bí thư tỉnh An Đông Phượng Triều Dương, hạng mục quốc lộ Thiên Tường các cậu có thể trình bày thành công, tỉnh An Đông sẽ ủng hộ các cậu. Phượng Triều Dương nói. Chào bí thư Phượng, có thể đem lời của ngài nói vào trong phòng họp không? Bởi vì Phó Thủ tướng Yến và lãnh đạo Bộ Giao thông đều ở đó, bọn họ muốn thu thập ý kiến. Diệp Phàm nói. Có thể. Phượng Triều Dương nói, đương nhiên, Bộ Giao thông chắc chắn có người nhà họ Phượng, cho nên, tình hình bên trong hiển nhiên truyền đến nhà họ Phượng. Đối với quốc lộ Thiên Tường, tỉnh An Đông đương nhiên cũng muốn tranh thủ một chút. Lợi ích hiển nhiên khá nhiều, đương nhiên, đầu to bị tỉnh Nam Phúc cầm, đầu nhỏ cũng phải chiếm trở về. Nếu bây giờ còn không tỏ thái độ, hơn nữa Tề Phóng Hùng tỉnh Giang Đô đều tỏ thái độ, sau này hạng mục này được làm, tỉnh An Đông đã bị vây vào vị trí tương đối bị động. Nghe xong lời Phượng Triều Dương nói, những lão già Bộ Giao thông hoàn toàn chấn kinh rồi, một đám đều âm thầm suy xét xem thằng nhãi Diệp Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, một chủ tịch huyện nhỏ nhoi, không ngờ có thể làm nhiều quan lớn ra mặt vì hắn như vậy. Phượng Triều Dương điện thoại biểu lộ thái độ. Điều đó cho thấy thằng nhãi Diệp Phàm này rất có khả năng được người nhà họ Phượng để ý. Kỳ thật, nhà họ Phượng làm sao không cẩn thận suy nghĩ một chút về phương diện này. Quốc lộ Thiên Tường có thành tích chính trị như thế nào, một chủ tịch huyện Diệp Phàm có thể bắt được. Nếu bên ngoài nói việc này là do ủng hộ của nhà họ Phượng, Diệp Phàm là người họ Phượng, nhìn thấy không, nhà họ Phượng ủng hộ một chủ tịch huyện nhỏ có năng lực như thế, điều đó giải thích nhà họ Phượng tôi vẫn còn xuất hiện lớp lớp các nhân tài. Quốc lộ Thiên Tường kia không phải là công trạng của nhà họ Phượng sao? Lão già này, quả thực là rất tích cực. Tin tức này đương nhiên rơi vào tai Quách Phác Dương, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Tuy nhiên, hạng mục quốc lộ Thiên Tường lấy Nam Phúc làm chính trình lên để Bộ Giao thông thông qua, kỳ thực Quách Phác Dương trong lòng rất sảng khoái. Về phần nói vì sao nhà họ Phượng ủng hộ Diệp Phàm, Quách Phác Dương tin tưởng Diệp Phàm không phải là người nhà họ Phượng. Bởi vì cấp bậc của hắn kém quá xa, sao có thể được nhà họ Phượng chú ý? Có thể được chú ý, ít nhất cũng phải cấp thứ trưởng hoặc quan lớn trở lên, hơn nữa, cấp thứ trưởng còn phải mang cái danh ủy viên thường vụ mới được. Phân lượng Diệp Phàm quá nhỏ, nhà họ Phượng đơn giản là muốn đạt thành quả chính trị để nâng cao danh tiếng mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm ngồi trên phi cơ nhắn tin đầu tiên cho Phượng Khuynh Thành. Nội dung như sau, em Phượng, anh phải đi. Nếu không đến tiễn đưa, bằng không, anh sẽ nhớ em đến chết. Phượng Khuynh Thành nhắn tin trở lại, chúc anh bị gió thổi ra ngoài máy bay chết mất xác. Tiểu Diệp hồi lại, anh ở thiên đường nhìn em. Phượng Khuynh Thành nhắn lại, cảm ơn anh, xem em đi vào điện phủ thành hôn. Tiểu Diệp nhắn lại, độc ác. Phượng Khuynh Thành nhắn, ha ha. Trở lại Thủy Châu, Diệp Phàm thẳng đến nhà Tề Chấn Đào. Chú Tề, chuyện của chú quyết định chưa? Diệp Phàm cười nói, thằng nhóc, cậu giả bộ hồ đồ thăm dò tôi có phải hay không, hừ. Tề Chấn Đào làm bộ tức giận, kỳ thật trong lòng rất phấn chấn. Vậy chú Tề chắc chắn thăng chức, có phải nên làm một cuộc gặp mặt hay không? Diệp Phàm trêu ghẹo nói, gặp gỡ nhiều cán bộ cấp cao, tố chất Diệp Phàm ngày càng vững vàng. Gặp mặt khẳng định là có, đem quốc lộ Thiên Tường làm tốt, tôi sẽ cấp thêm tiền cho cậu. Thằng nhóc,
làm cho tốt, quốc lộ thiên tường chính là thành quả chính trị tốt nhất. Người dân Ma Xuyên thoát khỏi nghèo khó làm giàu là bởi con đường này. Tề Chấn Đào cố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc, tỏ rõ quan uy. Đến lúc đó mời chú Tề xuống đó cắt băng khánh thành. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên chú Tề, vùng sát cổng thành Ma Xuyên còn là đường đá vụn, có thể rút chút tiền giải thành đường xi măng hay không? Thằng nhóc cậu giả ngốc có phải hay không? Quốc lộ thiên tường một khi khởi công, còn sợ vùng sát cổng thành Ma Xuyên không giải thành đường xi măng hay sao? Mượn gió đông, đem vùng sát cổng thành Ma Xuyên vào quy hoạch. Hơn nữa, đừng tưởng lừa gạt được tôi, Tống tướng quân của Tổng cục Hậu cần không phải nói lãnh đạo hậu cần cho thêm các cậu 20 triệu để dùng xây dựng vùng sát cổng thành, cải thiện cơ sở hạ tầng nhân dân Ma Xuyên sao? Tề Chấn Đào lật bài Diệp Phàm. Chú Tề, đúng là có 20 triệu. Nhưng cháu có tính toán khác. 20 triệu này dứt khoát lấy để cải thiện toàn bộ đường huyện Ma Xuyên, đặc biệt đường hai xã Kim Đào và Kháo Sơn, vì phát triển kinh tế phải làm một con đường tốt. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Hơn nữa, chú Tề, ngay cả Tổng cục Hậu cần xa như vậy mà lãnh đạo đều đồng ý cấp 20 triệu, chẳng lẽ tấm lòng lãnh đạo Nam Phúc chúng ta không bằng bọn họ sao? Ma Xuyên chính là vùng giải phóng cũ mà. Đừng dùng cách khích tướng với tôi. Vô dụng thôi. Tề Chấn Đào cười gượng nói, chuyển người liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Thôi được, rút 2 triệu cho cậu, bằng không, thằng nhóc cậu lại bảo lão già này keo kiệt. Cảm ơn chú Tề, có thể trực tiếp chuyển đến quỹ chủ tịch huyện. Diệp Phàm lên tiếng cười nói. Muốn làm gì? Tề Chấn Đào tức giận hừ một tiếng. Thôi đi, đã định như vậy rồi. Lúc này điện thoại Diệp Phàm vang lên, bên trong truyền đến giọng nói của Vương Hòa. Thư ký của Quách Phác Dương. Đồng chí Diệp Phàm, bí thư Quách bảo anh buổi sáng ngày mai tới tỉnh ủy trước, bí thư Quách muốn nghe anh báo cáo chuyên môn. Sau đó còn phải đem tình hình quốc lộ thiên tường báo cáo ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy một chút, anh chuẩn bị cho tốt. Tôi biết rồi thư ký Vương, cảm ơn. Diệp Phàm nói. Không có gì, tuy nhiên, đến lúc đó tình hình ở sở giao thông anh cũng giới thiệu qua một chút. Vương Hòa Phong thuận miệng nhắc nhở một câu. Có vẻ rất tùy ý. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm nói. Chú Tề, chú xem có phải bí thư Quách muốn cho giám đốc sở lô của sở giao thông tỉnh biết tay. Diệp Phàm lên tiếng cười nói. Tề Chấn Đào vừa nghe liền hiểu rõ, vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Bí thư Quách có thể suy nghĩ hẹp hòi như vậy sao? Thằng nhóc cậu đừng ngờ vực lung tung vô căn cứ. Việc này, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Sớm biết rằng sẽ không nói được cùng chú Tề. Việc này không thể nói. Diệp Phàm nói. Tôi là ngoại lệ, về sau có chuyện gì cứ nói cho tôi trước một chút. Tề Chấn Đào khí phách tràn đầy nói. Tuy nhiên, cũng nên chỉnh đốn lô cửu nhất một chút. Bố khỉ, lời tôi nói cũng dám không nghe. Cháu hiểu rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, thầm nhủ, may mắn là mấy lão già bộ giao thông đã giúp mình được việc này, làm mất mặt bí thư Quách. Có lẽ họ lô cực kỳ đen đủi. Mai đây xem thế nào lại tưới một thùng dầu lên trên đống lửa lớn. Nếu cùng đối đầu nước lửa với nhà họ Cố, vậy phải dũng cảm tiến tới, hung hăng tiến công một chút. Đừng tưởng bố trí vài tên tép siêu, cũng có thể có năng lượng ngất trời như cũ. Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm sớm tới tỉnh ủy rồi. Thư ký Vương Hòa Phong vóc dáng thấp nhỏ, nhìn thấy Diệp Phàm nhưng không tự cao tự đại, hơn nữa, còn tiến lên nắm chặt tay Diệp Phàm. Rất khách sáo dẫn Diệp Phàm vào văn phòng. Chương 974, hạ bệ giám đốc sở giao thông. Người này là một thư ký rất tinh ý, từ mắt ông chủ Quách Phác Dương, anh ta thấy được ông chủ rất thích Diệp Phàm. Diệp Phàm, như thế nào lại trở thành ngôi sao mới tiềm lực vô hạn của chính tỉnh Nam Phúc? Chính bởi vì quốc lộ thiên tường Khánh Thành đã trở thành pháp mã thăng quan cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, lần này quốc lộ thiên tường có thể làm ở Nam Phúc chúng ta. Làm tốt lắm. Câu đầu tiên Quách Phác Dương nói là khuyến khích. Cảm ơn bí thư Quách khích lệ, điều này, đều do lãnh đạo tỉnh ủy tốt, ha ha. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Ừ, nói cụ thể về hành trình ở Bắc Kinh đi. Quách Phác Dương trở lại chuyện chính, nghe Diệp Phàm thuật lại chuyện ở Bộ Giao thông. Sở Giao thông tỉnh rốt cuộc sao lại như thế? Quách Phác Dương trầm ngâm một lúc đột nhiên hỏi. Tôi cũng không biết vì sao lại thế này. Giám đốc sở lô không để ý tới người, tôi đâu có gì xấu, tôi còn nói quốc lộ thiên tường không cần sở giao thông tỉnh chi tiền,
chỉ xin lập dự án, chúng tôi nghĩ biện pháp đến chỗ Tống tướng quân và Bộ Giao thông xin tiền. Hơn nữa, Tống tướng quân chính là do Bí thư Quách đề xuất. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Lô cơ bản không nghe tôi giải thích. Diệp Phàm đương nhiên nhân cơ hội này tố cáo. Nghe nói cậu làm cho Tề Chấn Đào phê duyệt. Bí thư Quách hỏi. Vâng, Giám đốc Sở Lô không để ý tới tôi, ôi. Diệp Phàm thở dài, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Quách Phác Dương rồi biến mất, tuy nhiên bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm bắt được, thầm nghĩ, lão Quách này đang có ý gì, vừa nghe nói Tề Chấn Đào đóng cửa ăn canh, chẳng lẽ vui vẻ vì người khác gặp họa. Ở tỉnh hôm nay thành lập một ban điều hành quốc lộ Thiên Tường, cậu cũng vào đó. Chàng trai, làm cho tốt, theo tôi cùng đến hội nghị thường vụ. Quách Phác Dương vỗ vỗ vai Diệp Phàm, kéo theo Diệp Phàm thẳng tới phòng họp. Đương nhiên, Diệp Phàm đi lui ra sau một bước, tuy nhiên dù là như vậy, cùng đi tới, cũng làm trong mắt mọi người trong tỉnh ủy rơi hết xuống đất, đều đoán người trẻ tuổi kia là thần thành phương nào, không ngờ cùng Quách Phác Dương vừa cười vừa nói. Tiến vào phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đại diện cho trung tâm quyền lực tỉnh Nam Phúc, trong lòng Diệp Phàm tương đối hồi hộp, còn hồi hộp hơn cả ở Bộ Giao thông, sau khi hít mấy hơi, trong lòng hét lên một tiếng lớn, mới bình tĩnh trở lại. Liếc mắt nhìn trộm các vị quan to một cái, phát hiện chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm với cái đầu tương đối thô. Bí thư Cố Phong Sơn có cái đầu vừa phải, khuôn mặt bốn phần giống Cố Tuấn Phi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật La Trường Giang là một lão già, tóc đã trắng toàn bộ. Các vị lãnh đạo, chào các ngài, tôi là Diệp Phàm, quyền bí thư huyện Ma Xuyên, quốc lộ Thiên Tường. Diệp Phàm đem chuyện quốc lộ Thiên Tường nói ra, đương nhiên trong đó có Quách Phác Dương nhắc nhở, Tề Chấn Đào ủng hộ. Trang Thế Thành tương trợ toàn bộ đều kể ra. Chàng trai, làm tốt lắm, ha ha. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật La Trường Giang dù sao cũng sắp về hưu, mở lời đầu tiên, khen ngợi Diệp Phàm một câu. Đồng chí Diệp Phàm, bất luận là đi chỗ nào, cậu đều có thể làm cho người ta giật mình, ha ha. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô Minh Châu mỉm cười nói. Ồ, trưởng ban thư ký Lô cũng biết tiểu Diệp. Tề Chấn Đào cười hỏi. Năm trước không phải tôi đi qua Lâm Tuyền Ngư Dương sao, lúc ấy anh chàng này muốn làm khu kinh tế Lâm Tuyền, không đơn giản, một chủ tịch thị trấn mà làm đầu tư trên 100 triệu, khu kinh tế Lâm Tuyền xã xây dựng được cũng có thể so sánh với tỉnh lộ. Không thể tưởng tượng sau đó không lâu, ở huyện Ma Xuyên đồng chí Diệp Phàm lại làm ra việc này khiến các ủy viên thường vụ đều cảm thấy có chút xấu hổ. Công trình lớn 400 triệu, giúp đỡ cho bao nhiêu người Nam Phúc à? Lô Minh Châu cũng không tiếc lời khen ngợi. Ừ, đồng chí Tiểu Diệp làm không tồi, có thể làm đảng viên gương mẫu của tỉnh Nam Phúc chúng ta. Quách Phác Dương dùng giọng điệu rõ ràng, khẳng định đầy đủ thành tích của Diệp Phàm. Tuy nhiên, bí thư Quách chuyển mặt nghiêm nói. Ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Giao thông hỏi tôi, công trình lớn như vậy, giúp đỡ cho mấy ngàn vạn người Nam Phúc thật là tốt, được Tổng cục Hậu cần liệt vào công trình xây dựng đường quốc phòng, vì sao Sở Giao thông tỉnh cứng ngắc ngăn cản không cho lập dự án. Đây là một cái tát mạnh đối với tỉnh Nam Phúc chúng ta. Quách Phác Dương nói đến đây, trong phòng hội nghị đã có vài nét mặt ủy viên thường vụ hổ thẹn, đương nhiên, người thứ nhất chính là Phó Bí thư Quản lý Công tác Đảng Cố Phong Sơn, biết hôm nay Giám đốc Sở Lô cửu nhất có chút sợ hãi, phỏng chừng Quách Phác Dương muốn khai đao với ông ta. Đây là Quách Phác Dương châm biếm mỉa mai chính mình, điều này Cố Phong Sơn đã sớm nhìn ra. Nói đến việc này tôi cũng không sợ mất mặt. Lúc ấy đồng chí Diệp Phàm ở văn phòng của tôi nhờ cậy, tôi lúc ấy cũng lật xem cẩn thận kế hoạch quốc lộ Thiên Tường, nghe đồng chí Diệp Phàm nói phương án này là bí thư Quách đã xem qua, hơn nữa, kinh phí phương án này chủ yếu là của Bộ Giao thông và Tổng cục Hậu cần. Cho nên, tôi liền trực tiếp phê duyệt, không thể tưởng tượng Lô cửu nhất không hề để ý tới, cứng nhắc loại bỏ quốc lộ Thiên Tường. Tôi làm sao có thể quản lãnh đạo Sở Giao thông, ha ha, mà quản cái gì? Nguyên tắc tổ chức đảng. Đồng chí Lô cửu nhất làm như không thấy, tôi nghĩ cần hỏi chính là, ai cho Lô cửu nhất uy phong lớn như thế, có thể không để ý lãnh đạo đảng. Tề Chấn Đào lạnh lùng hừ nói. Hừ, có vài đồng chí hoàn toàn không nhìn thấy nhân dân Ma Xuyên khốn khổ, chính mình thoải mái là đủ rồi. Hơn nữa, xem chỉ thị lãnh đạo như không có gì, như vậy đồng chí tự cho mình là cao, chỉ lo cho mình, làm sao có thể lo toàn bộ việc kiến thiết giao thông của cả tỉnh. Đặc biệt quốc lộ Thiên Tường là của Nam Phúc chúng ta, càng không thể để đồng chí này làm hỏng việc lớn. Bí thư Quách, tôi thấy Lô cửu nhất đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức giám đốc Sở Giao thông tỉnh,
Phó Bí Thư Tề, anh nghĩ thế nào? Người ủng hộ chân thành của Quách Phác Dương, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Mã Quốc Chính đứng ra đầu tiên. Đầu tiên là ân cần hỏi han Quách Phác Dương, lôi kéo, ngay lập tức làm Tề Chấn Đào kéo xuống ngựa, Mã Quốc Chính thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy thật lợi hại, đây là đấu tranh cấp bậc tỉnh ủy. Với sự sắc bén vô hình, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Theo chân bọn họ, cảm giác mình ở huyện tranh đấu một ít việc nhỏ thực sự như chơi trò chơi tập làm người lớn. Đúng vậy, nên điều chỉnh công tác đồng chí Lô Cửu Nhất, quốc lộ thiên tường sắp tới khởi công, hôm nay sẽ thành lập ban điều hành quốc lộ thiên tường, thống nhất điều hành toàn bộ nhân lực, tài chính tỉnh, không thể lại vì đồng chí nào đó mà không làm rồi hỏng đại sự quốc lộ thiên tường. Tề Chấn Đào nói một câu, đương nhiên đánh rắn dập đầu. Đồng chí Lô Cửu Nhất phỏng chừng lúc ấy cũng bởi là suy nghĩ về hạng mục quốc lộ La Thủy ở Đức Bình đã được trình bày, hơn nữa, nghe nói quốc lộ La Thủy đã đầu tư 10 triệu vào giai đoạn đầu thi công. Kinh tế địa khu Đức Bình kém như vậy, một quốc lộ La Thủy đã là gánh nặng trầm trọng, lại thêm quốc lộ thiên tường, làm sao có thể gánh được tốt. Đến lúc đó chỉ làm được nửa công trình thì không được, dựa vào thái độ vì dân vì nước thì thái độ của Lô Cửu Nhất cũng là có thể nể tình. Phó Bí Thư phụ trách đảng và quần chúng Cố Phong Sơn ngồi không yên, đứng lên. Dù sao cũng phải biểu lộ thái độ, bằng không, rất nhiều người sẽ không đi theo mình. Ừ, đồng chí Lô Cửu Nhất cũng là vì công việc, vì không muốn lãng phí tài chính quốc gia, tin tưởng sau khi quốc lộ thiên tường được xây dựng ở Nam Phúc sẽ làm đồng chí thay đổi thái độ, toàn lực đầu tư xây dựng quốc lộ thiên tường. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Sơ Kiệt lần này không đạt được chức Phó Bí Thư, buồn bực muốn chết. Căn bản hiện tại ông ta quan hệ mật thiết với nhà họ Cố, cho nên cũng ra sức ủng hộ Cố Phong Sơn, ủng hộ Lô Cửu Nhất. Chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng đồng chí Lô Cửu Nhất hay không, các đồng chí có dám thử xem không? Nếu quốc lộ thiên tường lại gặp tình huống khó khăn như lúc trước khiến việc xây dựng quốc lộ thiên tường có vấn đề gì đó, tin tưởng những người ngồi ở đây đều đo lường được. Theo góc độ của tôi thấy, chúng ta không thể lấy khoản tiền cách xù 400 triệu này để đánh cuộc. Lô Minh Châu theo góc độ cá nhân, tỏ rõ quan điểm của chính mình. Tầm nhìn của Lô Cửu Nhất rất hẹp, không thích hợp đảm nhiệm chức giám đốc sở giao thông tỉnh khi sắp tới quốc lộ thiên tường khởi công. Làm chủ quản đơn vị kiến thiết giao thông một tỉnh, khi quốc lộ thiên tường vừa khởi động, giám đốc sở chắc chắn phải vào ban chỉ huy. Lời tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành vừa nói ra, mặt Cố Phong Sơn kia có chút đen tối. Bí thư thành phố Thượng Hải Nạp Lan Nhược Phong theo Quách Phác Dương nói thẳng. Tôi đồng ý điều chuyển công tác đồng chí Lô Cửu Nhất, không thể lại lấy quốc lộ thiên tường ra đánh cuộc, đem việc đó trở thành trò cười cho cả nước. Nam Phúc chúng ta sẽ thua không dậy nổi. Tôi thấy không thể phủ định toàn bộ, chính sách đảng cho tới bây giờ đối với đồng chí phạm một vài lỗi nhỏ đều dùng phương châm trị bệnh cứu người. Đồng chí Lô Cửu Nhất theo một số phương diện suy xét có chút không ổn, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đồng chí ấy một cơ hội. Trước tiên xử phạt khiến đồng chí ấy trong việc xây dựng quốc lộ thiên tường phải lập công chuộc tội. Một đồng chí lăn lộn vài chục năm ở chiến tuyến giao thông, có kinh nghiệm phong phú, có năng lực lãnh đạo, đảng bồi dưỡng một cán bộ lão thành có kinh nghiệm phong phú như vậy là không dễ dàng. Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm đột nhiên lên tiếng, lời nói kinh động bốn phương. Lần này rõ ràng đứng ra ủng hộ Cố Phong Sơn, nhưng thật ra khiến vận mệnh tỉnh biến hóa không nhỏ. Kỳ thật, do chủ tịch tỉnh Chu không ủng hộ Tề Chấn Đào tranh vị trí phó bí thư, nên đại biểu vùng này là Liên minh Tập đoàn Chu, Tề sinh ra rạn nứt rất lớn. Về phần nói vết rách này có hàn gắn lại được hay không, theo trạng thái trước mắt xem ra, càng ngày càng tan vỡ. Tề Chấn Đào hướng về phía nhà họ Phượng chủ trì tân phái, Chu Thế Lâm cùng Tề Chấn Đào không hề cùng nhịp. Đương nhiên, việc Tề Chấn Đào và Chu Thế Lâm tách rời nhau ra là điều mà bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương mong muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, Quách Phác Dương càng không muốn thấy Chu Thế Lâm và Cố Phong Sơn liên minh với nhau. Nếu hai người này liên minh với nhau, lực uy hiếp sẽ lớn hơn liên minh Chu, Tề nhiều. Hơn nữa, Tề Chấn Đào thân cận với nhà họ Phượng, đối với Quách Phác Dương giúp đỡ không lớn, bởi vì Quách Phác Dương cũng không phải thuộc tân phái. Lần này Tề Chấn Đào sẽ đứng ra áp chế Cố Phong Sơn, đơn giản là bởi vì giám đốc sở giao thông Lô Cửu Nhất đã không nể mặt ông ta, đây là điều những lãnh đạo thẳng tính đều không thể chịu đựng được. Cũng bởi Lô Cửu Nhất xui xẻo, mà Quách Phác Dương cũng hiểu được Lô Cửu Nhất là đồng minh với Cố Phong Sơn, là do nhà họ Cố đẩy đi lên, làm ở sở giao thông tỉnh, vị trí tương đối quan trọng.
Quách Phác Dương đã sớm muốn đổi tướng, lần này nhân sự kiện Diệp Phàm muốn làm quốc lộ thiên tường, chính là nguyên nhân để Quách Phác Dương xuống tay. Tuy nhiên, đối với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô Minh Châu cũng đứng ra xí cờ ủng hộ mình bắt Lô Cửu Nhất, Quách Phác Dương suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ Lô Minh Châu cũng xung đột với Cố Phong Sơn, nhưng hình như không nghe nói qua. Nếu nói Lô Minh Châu mâu thuẫn với Lô Cửu Nhất, cũng không nghe qua, việc này thật ra rất kỳ lạ. Chương 975, cùng cán bộ cấp sở đảm nhiệm chức phó trưởng ban. Kỳ thật việc này là bởi vì trưởng lão nhà họ Lô có giao cho Lô Minh Châu phải ủng hộ Diệp Phàm, Quách Phác Dương nghĩ nát đầu cũng không đoán được việc này là do nhà họ Lô ủng hộ đồng chí Tiểu Diệp, mà không phải là Lô Cửu Nhất, lại càng không trợ giúp phái kia. Về phần nói tư lệnh quân khu Trấn Thang Thành sẽ ủng hộ chính mình, có lẽ là nể mặt Tề Trấn Đào, bởi vì Tề Trấn Đào là quân chuyển tướng, vẫn còn quan hệ thân thiết với Trấn Thang Thành. Nếu không phải vậy, cũng là Trấn Thang Thành ủng hộ Diệp Phàm. Việc này nếu Quách Phác Dương biết chân tướng, phỏng chừng dù ông ta làm bí thư một tỉnh cũng sẽ rơi tròng mắt vì kinh ngạc. Trưởng ban tuyên giáo Thang Kim Ngọc vẫn kiên định ủng hộ chủ tịch tỉnh Chu, cho nên, sau khi Chu Thế Lâm nói xong, ngay sau đó bà ta nói. Tôi đồng ý với quan điểm của chủ tịch tỉnh Chu, đồng chí Lô Cửu Nhất làm như vậy chỉ là có vấn đề nhỏ, xử phạt anh ta để anh ta lấy công chuộc tội cũng là cách lựa chọn không tồi. Kỳ thật, Chu Thế Lâm và Cố Phong Sơn đều biết rằng, hai người tạm thời liên minh, tuy nhiên mới chỉ có 4 phiếu. 13 người ủy viên thường vụ tỉnh họp đảng ủy, bởi vì một chức phó bí thư vẫn được kiêm nhiệm nên mới có 12 người, mà Hứa Vạn Sơn lại bị cắt chức. Thực tế mà nói, trước mắt còn lại 11 ủy viên thường vụ. Tại đây đã có Tề Trấn Đào, La Trường Giang, Trấn Thăng Thành, Lô Minh Châu, Mã Quốc Chính, Nạp Lan Nhược Phong ủng hộ xử lý Lô Cửu Nhất, hơn nữa lại thêm một phiếu của Quách Phác Dương. 7 người ủng hộ, mặc dù Quách Phác Dương chưa mở miệng, việc này xem như kết cục đã định, không phải giải trình gì. Hai người chỉ biểu hiện được thái độ, nói ra quan điểm bản thân ở tỉnh ủy, bằng không, về sau càng khó tranh thủ được lợi ích. Vẻ mặt chủ tịch tỉnh Chu âm u, không thể tưởng tượng chưa đến 2 tháng, thế lực của mình thấp đến nông nỗi như thế. Trước kia có Tề Trấn Đào ủng hộ, hơn nữa còn có Hứa Vạn Sơn, Thang Kim Ngọc, 4 phiếu chắc chắn của phe mình. Tại thời điểm kia, Lô Minh Châu lắc lư bất định, La Trường Giang vẫn giữ thái độ trung lập, Trấn Thăng Thành bình thường đều bỏ phiếu trắng hoặc căn bản là không đến. Cho nên tập đoàn thế lực còn mạnh hơn so với Quách Phác Dương, thực không thể tưởng tượng được, người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này vài ngày liền thời tiết thay đổi. Giống như hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã bị Quách Phác Dương che giấu trong tay. Tâm trạng Cố Phong Sơn cũng không khác biệt lắm. Không thể tưởng tượng được chính mình rát băng nửa ngày, kéo qua bên trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Sơ Kiệt, không ngờ lại có kết cục như thế. Cải lương không bằng bạo lực, ban điều hành quốc lộ thiên tường thành lập ngay tại hôm nay đi, cũng nhanh chóng đảm nhiệm công việc trước khi khởi công. Việc này do Bí thư Trấn Đào đảm nhiệm tổng chỉ huy, phó trưởng ban do đồng chí Tần Chí Hòa đảm nhiệm, sở giao thông tuyển ra một đồng chí, cùng với đồng chí Trang Thế Thành của địa khu Đức Bình hợp thành. Chủ tịch tỉnh Chu, anh thấy thế nào? Sau khi giải quyết xong việc Lô Cửu Nhất, Quách Phác Dương lập tức thay đổi đề tài, rất nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Vốn nên là Chu Thế Lâm làm chủ tịch tỉnh chủ trì hạng mục quốc lộ thiên tường, định Tề Trấn Đào làm tổng chỉ huy, cuối cùng còn cố ý hỏi Chu Thế Lâm, thiếu chút nữa chọc tức đồng chí lão Chu, thầm mắng Quách Phác Dương không phải là người, tay cũng duỗi quá dài, mò chiến tích đều mò quá phạm vi. Đương nhiên, Quách Phác Dương tính toán chính là để Tề Trấn Đào đảm nhiệm quốc lộ thiên tường, chính mình không làm và loại trừ Chu Thế Lâm và Cố Phong Sơn ra ngoài. Mục đích thứ nhất là cho Tề Trấn Đào thấy được thiện ý, về mặt khác cũng là mịt mờ áp chế Chu Thế Lâm. Tôi đồng ý. Chu Thế Lâm chua xót mà nuốt vào quả đắng. Bởi vì quốc lộ thiên tường đến giai đoạn này, chính mình đều không có biểu hiện gì cả. Tề Trấn Đào nắm giữ ấn soái cũng là mục đích chung. Thứ hai, Tề Trấn Đào lên làm phó bí thư. Phân công quản lý chính là xây dựng giao thông, kinh tế, cho nên để ông ấy nắm giữ ấn soái thì người khác cũng không thể nói gì được. Bí thư Quách, quốc lộ thiên tường có thể nói do một tay đồng chí Diệp Phàm làm lên. Đối với phương diện này có một vài việc cụ thể còn cần cậu ấy phải đi làm, tôi cho rằng nên để đồng chí Diệp Phàm vào ban điều hành quốc lộ thiên tường. Tề Trấn Đào đề nghị nói. Các đồng chí cho rằng vào đâu? Nếu phải nhét vào, cấp chức vụ nào thì tốt? Quách Phác Dương không trả lời trước, hỏi mọi người.
Quốc lộ thiên tường do một tay đồng chí Diệp Phàm làm nên để cậu ấy vào bộ chỉ huy. Hơn nữa, đồng chí ở tỉnh không có khả năng làm việc lâu dài ở Ma Xuyên Đức Bình, chuyện cụ thể phỏng chừng còn cần các đồng chí Ma Xuyên đến giúp đỡ hoàn thành. Mã Quốc Chính tán thành đầu tiên. Về việc bố trí chức vụ gì, tôi xem vị trí phó trưởng ban có vẻ thích hợp. Mã Quốc Chính vừa nói xong, Cố Phong Sơn sốt ruột không kìm nổi, hừ giọng nói. Chủ nhiệm Mã, anh nói thật hay nói giỡn, làm công trình lớn 400 triệu, vị trí phó trưởng ban quan trọng cỡ nào, ít nhất cũng phải tài năng cỡ cán bộ cấp giám đốc sở mới có thể đảm nhiệm, Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi, nghe nói 21 tuổi. Có thể nhét vào ban điều hành quốc lộ thiên tường đã là phá lệ, không thể tưởng tượng được chủ nhiệm Mã sẽ đề xuất đề nghị hoang đường như vậy. Hoang đường, tôi không thấy điểm nào hoang đường cả. Mã Quốc Chính có chút phát hỏa, chống lại, thầm nghĩ, anh tuy là người nhà họ Cố Bắc Kinh, nhưng cũng không thể bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa, lão già Cố Thiên Long kia trụ vững không được vài ngày, đến lúc tụt lui, nhà họ Cố của cậu khó tái hiện được huy hoàng ngày xưa. Còn chưa đủ hoang đường sao? Quốc lộ thiên tường khởi công, chính là đường cái nối ba tỉnh. Làm phó trưởng ban, khả năng còn phải đảm đương trọng trách liên lạc với lãnh đạo quan trọng ba tỉnh. Ông xem một chủ tịch huyện đi đến tỉnh Giang Đô, An Đông làm việc với quan lớn cấp giám đốc sở, thậm chí cấp phó tỉnh, trong lòng người ta sẽ thấy tỉnh Nam Phúc chúng ta thế nào, đơn giản chính là coi quốc lộ thiên tường như trò đùa. Ngôn ngữ Cố Phong Sơn sắc bén. Đúng vậy, bí thư Cố nói rất có lý. Lãnh đạo hai tỉnh Giang Đô, An Đông sẽ cho rằng Nam Phúc chúng ta không coi trọng quốc lộ thiên tường, lời này nếu để Bộ Giao thông biết. Chủ yếu chính là quốc lộ thiên tường làm sao để lại ấn tượng tốt với Phó Thủ tướng Yến, nếu lãnh đạo cao cấp có ấn tượng không tốt với quốc lộ thiên tường sẽ rất phiền toái. Tống Sơ Kiệt phụ họa nói. Ha ha, quốc lộ thiên tường vốn là do đồng chí Diệp Phàm dốc hết sức thúc đẩy, lúc ấy Phó Thủ tướng Yến còn tự mình tiếp đồng chí Diệp Phàm rồi. Tôi tưởng nói vấn đề gì, các đồng chí chẳng lẽ không thấy rõ sao? Phó Thủ tướng Yến rất coi trọng đồng chí Diệp Phàm, bằng không cũng không có khả năng đồng ý duyệt dự án quốc lộ thiên tường. Có thể trong thời gian vài ngày quyết định phê duyệt quốc lộ thiên tường, chứng tỏ năng lực Diệp Phàm đã làm cho Phó Thủ tướng Yến tán thành. Hơn nữa, việc này là do đồng chí Diệp Phàm muốn làm, các đồng chí hai tỉnh Giang Đô, An Đông hẳn là biết cậu ấy chính là người khởi xướng tuyến đường này. Có thể làm việc cùng đồng chí Diệp Phàm, bọn họ càng yên tâm hơn mới đúng. Tề Chấn Đào bình tĩnh cười nói. Đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức phó trưởng ban, nếu cậu ấy không thể đảm nhiệm thì làm gì có quốc lộ thiên tường. Thái độ Lô Minh Châu rất kiên quyết. Một phó trưởng ban, vị trí là quan trọng, nhưng bộ chỉ huy lại không chỉ có một phó trưởng ban, mặc dù đồng chí Diệp Phàm kinh nghiệm còn khiếm khuyết, tin tưởng mang nhiệm vụ mới có thể làm cậu ấy trưởng thành nhanh hơn. Chúng ta có phải nên cho những người trẻ tuổi một cơ hội như vậy? Chúng ta những lão già này... Mỗi ngày phải bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, người thanh niên thật sự có năng lực đứng ra chúng ta lại ra sức khước từ không cho cơ hội, không có cơ hội thì chim non làm sao có thể thành tài. Trấn Thăng Thành nói nhiều như vậy, thật ra khiến trong lòng Quách Phác Dương thầm nhủ, giống như không phải chỉ đơn giản ủng hộ Tề Chấn Đào, xem ra, cần phải nhìn kỹ lại đồng chí Diệp Phàm. Đúng vậy, đồng chí Diệp Phàm thúc đẩy quốc lộ thiên tường, điểm này tôi làm chủ tịch tỉnh Nam Phúc, cũng tương đối vui mừng. Vừa rồi đồng chí Thăng Thành cũng nói lấy già đào đạo trẻ, điều này tôi cũng đồng ý. Cán bộ trẻ tuổi cũng cần tăng lên. Yêu cầu chúng ta phải coi trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, đồng chí Diệp Phàm giống như lớp trưởng của nhóm thanh niên ưu tú thế kỷ, được nhóm đồng chí Lão Thành dẫn dắt hẳn là có thể tiến bộ rất nhanh. Tôi thấy đồng chí Vi Kiến Minh Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông cũng không tồi, có thể để đồng chí ấy vào danh sách phó trưởng ban, lấy già dạy trẻ thôi. Chu Thế Lâm không phản đối Diệp Phàm, nhưng lại đưa ra ứng cử viên của chính mình, lập tức liền khiến cho Quách Phác Dương cảnh giác. Thầm nhủ lão Chu có phải lại nhìn trộm chức giám đốc sở giao thông kia hay không, lần này mất nhiều sức lực để bắt Lô Cửu Nhất như vậy, tuyệt đối không thể để lão lại tranh giành quyền lợi. Tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Chu đề xuất chọn người làm phó trưởng ban, đây cũng là lẽ thường. Được. Có thể đưa đồng chí Vi Kiến Minh Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông tỉnh vào làm Phó trưởng ban ban điều hành quản lý quốc lộ thiên tường. Để tăng mạnh năng lực quản lý quốc lộ thiên tường, có thể thành lập một tổ chức đảng ủy lâm thời, với mỗi hạng mục sử dụng tài chính vượt quá 5 triệu đều được họp đảng ủy thông qua. Hạng mục dưới 5 triệu phó trưởng ban có thể phân bổ khác nhau,
tự thảo luận, dựa trên nguyên tắc tự hành thao tác. Tôi thấy nên để đồng chí Trấn Đào đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy ban điều hành. Đồng chí Tần Hoài Bắc làm phó bí thư, mặt khác cũng muốn đưa vào đồng chí Trang Thế Thành. Đồng chí Diệp Phàm tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tràn đầy nhiệt tình, có gan dạ sáng suốt hơn người, thấy được việc lớn, ánh mắt sắc bén, chính phó Thủ tướng Yến cũng thấy năng lực của cậu ấy, ủy viên thường vụ tỉnh Nam Phúc chúng ta cũng không thể làm một người ngu có phải hay không. Vì năng lực đồng chí Diệp Phàm phát huy ra cũng có lợi, có thể đưa cậu ấy vào làm thành viên đảng ủy lâm thời. Quách Phác Dương đồng ý với đề nghị của Chủ tịch tỉnh Chu, nhưng lại đẩy Diệp Phàm vào. Cáo già, Chu Thế Lâm thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Bí thư Quách, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ thận trọng một chút. Diệp Phàm dù sao cũng còn rất trẻ, làm phó trưởng ban tôi giữ nguyên ý kiến, nhưng muốn làm thành viên tổ đảng bộ chỉ huy lâm thời, tôi kiên quyết phản đối. Cố Phong Sơn cũng tích cực như Quách Phác Dương. Chu Thế Lâm đương nhiên thích nhìn thấy cục diện này. Người phó Thủ tướng Yến tán thành không thể vào thành viên tổ đảng lâm thời thì ai còn đủ tư cách vào. Huống chi, quốc lộ thiên tường này nói trắng ra, là đồng chí Diệp Phàm mạnh mẽ, quyết chí tiến lên mới có được. Thử hỏi, chúng ta ngồi ở đây, có ai có được khí khái như đồng chí Diệp Phàm, cái khác không nói, Quách Phác Dương tôi trong chuyện này không thể so được. Quách Phác Dương không chút khách khí, bực tức hướng phía Cố Phong Sơn, liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, khoát tay nói. Việc này coi như đã định rồi, phản đối, bảo lưu ý kiến đều được ghi chép tóm tắt bên trong biên bản hội nghị. Đương nhiên, cuối cùng mọi người cũng thỏa hiệp, phó trưởng ban điều hành quốc lộ thiên tường lên tới 6 người. Đương nhiên Cố Phong Sơn cũng đưa người của mình vào, khắp nơi đều muốn được phân một bát canh. Cố Phong Sơn và Chu Thế Lâm cũng tính toán rất rõ ràng, phó trưởng ban càng nhiều, quyền lực trong tay Diệp Phàm càng ít. Chương 976 Cấp giám đốc Sở ra sức đấu nhau. Bởi vì, bất kể phân biệt đối xử như thế nào, Diệp Phàm đều chỉ có thể xếp hạng bét. Các phó trưởng ban khác, cấp bậc thấp nhất cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, Diệp Phàm chỉ là trưởng phòng nho nhỏ, chỉ có thể dương mắt nhìn, Quách Phác Dương và Tề Trấn Đào muốn đề bạt Diệp Phàm, đó là muốn hắn trở thành bức tường chặn lại, trông được chứ không dùng được. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tấn, sơn tự đào hoa thủy thắng khai. Bạch Cư Dị đã viết Đại Lâm tự đào hoa, đối với độ cao so với mặt nước biển xã Kim Đào cũng rất thích hợp, đều vào cuối tháng 4, hoa đào mới nở. Hai tháng qua đi, các hạng mục công tác huyện Ma Xuyên đều đang tiến vào giai đoạn mũi nhọn. Sơn Trang bàn đào ảnh thị sơ lược đã đủ điều kiện cơ bản, hạng mục trà thanh vụ lại làm được lò lửa đỏ hồng, Thượng Thiên Đồ bỏ vốn từ 10 triệu rồi tới 20 triệu, hiện tại lại thêm vào 5 triệu. Hơn nữa Lão Thượng còn kéo thêm các đồng bọn hợp tác. Đăng ký tài chính của tập đoàn Trà Thanh Vụ đã đạt tới 40 triệu. Xem ra Lão Thượng ngon ngọt, ra sức phù trì Sở Nông nghiệp tỉnh, thương hiệu Trà Thanh Vụ dần dần được thành lập lên. Còn hai xã chức nữ, Ngưu Lăng có độ cao so với mặt nước biển tương đương nhau, cho nên, tới cuối tháng 4, lá trà phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể xuất phẩm Trà Thanh Vụ. Tuy nhiên, trà phẩm cũng tương đối làm người ta vừa lòng. Mà ngày tập đoàn An Đạt rơi vào đường cùng, đành phải ngâm vào nước trước, ở xã Kháo Sơn Chuân Tử xây dựng nhà xưởng chế biến trúc, đổi được trong tay Diệp Phàm hơn 10 dược thảo trị bệnh liệt dương. Cũng như vậy, trong địa ủy Đức Bình, quốc lộ thiên tường đến lúc họp nội bộ ban chỉ huy, 7 viên đại tướng đang ngồi. Tổng chỉ huy bộ chỉ huy kiêm bí thư đảng ủy chính là ủy viên thường vụ, phó bí thư Tề Trấn Đào. Phó tổng chỉ huy kiêm phó bí thư là phó chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc. Phó Tổng Chỉ huy kiêm Ủy viên Thường vụ là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường. Phó Tổng Chỉ huy kiêm Ủy viên Thường vụ là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vi Kiến Minh. Phó Tổng Chỉ huy kiêm Ủy viên Thường vụ tỉnh là Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an Tiếu Duệ Phong. Phó Tổng Chỉ huy kiêm Ủy viên Thường vụ địa ủy Đức Bình, Bí thư Trang Thế Thành. Phó Tổng Chỉ huy kiêm Ủy viên Thường vụ huyện Ma Xuyên, quyền Bí thư Diệp Phàm. Phòng họp tạm thời là phòng hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình. Bình thường trong một hội nghị, trước kia đều là Trang Thế Thành ngồi ở vị trí chủ trì, nhưng hôm nay nghiễm nhiên người khác ngồi đầu, Trang Thế Thành trong 7 chỉ huy chỉ có thể xếp hạng thứ 2 từ dưới lên, cũng chính là lớn hơn Diệp Phàm một chút, ngồi ở vị trí đối diện Diệp Phàm. Đối với Diệp Phàm mà nói, vừa hưng phấn vừa có chút bất an. Nghe nói ở trên hội nghị thường vụ vì chức vụ phó tổng chỉ huy của mình, các ủy viên thường vụ lớn của tỉnh đã trải qua một cuộc đua, hơn nữa,
xem ra Cố Phong Sơn có thành kiến với mình đã sâu, Diệp Phàm âm thầm cảnh giác lão tiểu tử này có ngáng chân hạ thủ hay không. Các đồng chí, thông qua một loạt giai đoạn chuẩn bị trước thi công, quốc lộ thiên tường sẽ chính thức khởi công vào ngày quốc tế lao động. Đối với các khâu ngành, hiệu suất tổ công tác các hạng mục tôi tương đối vừa lòng. Mấy ngày qua, tất cả mọi người đều vất vả, một ngày một đêm, công trình hạng nhất lớn như vậy, hơn nữa lại qua ba tỉnh, các vấn đề nhiều lắm. Thu hồi đất, quy hoạch, một loạt công tác cần làm, ngay cả tôi cũng có chút cảm giác ăn không tiêu, tuy nhiên, thành tích cũng tương đối khả quan. Tề Chấn Đào đầu tiên lấy hình thức khen ngợi để cổ vũ tinh thần. Đồng chí Hoài Bắc, cũng nói một chút đi. Giai đoạn trước thi công là rất khả quan, tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ý kiến quần chúng rất mạnh. Ví như ở việc thu hồi đất, có vẻ có chút loạn, quần chúng cũng có hưởng ứng một chút. Các đồng chí chúng ta, nhất định phải đặt lợi ích của quần chúng trên tay, theo chính sách pháp luật hợp lý để bồi thường thu hồi đất. Dân chúng dựa vào điều này để kiếm sống, dù sao cũng phải để bọn họ tìm kiếm một công việc khác để sống. Nếu lúc nào cũng có thể đặt lợi ích của dân chúng trong tay, tin tưởng có thể giảm lớn phía đối lập, tạo được uy tín của đảng viên chúng ta. Tần Hoài Bắc vừa nói xong, vài người liếc mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Lời này ngay cả người ngu cũng nghe ra, bởi vì Diệp Phàm chính là người chuyên quản về việc thu hồi đất này. Đúng vậy, dân chúng mất đi ruộng đất, cũng tương đương với chúng ta lấy lương nhà nước bị đập bể bát cơm. Lúc này, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường cũng phi tới một cước, trợ uy cho Tần Hoài Bắc. Tuy rằng Trương Minh Đường và Tần Hoài Bắc không cùng một phe, Trương Minh Đường là người nhà họ Cố, Tần Hoài Bắc chính trị chủ kiến có khuynh hướng với Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, nhưng vừa rồi đã kích Diệp Phàm là nhóc con chưa ráo máu trên đầu, ý kiến hai người không khác biệt lắm. Nếu có thể nhân cơ hội này ép thằng nhãi này tự động rời khỏi bộ chỉ huy, hoặc bắt lấy khuyết điểm lớn đá tiểu tử thằng nhãi này ra khỏi bộ chỉ huy thì càng hoàn mỹ. Ừ, một số đồng chí kinh nghiệm làm việc chưa đủ, hơn nữa không có kinh nghiệm làm việc trên chiến tuyến giao thông, quan hệ với quần chúng yếu kém, phương thức làm việc có khi quá mức thô bạo, tạo thành một vài sai lầm, hy vọng sau khi quốc lộ thiên tường khởi công có thể chú ý đến chỗ thiếu sót. Đảng chúng ta cho tới bây giờ đều nói, có sai thì sửa, chỉ là thời gian chưa hoàn thành thôi. Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông Vi Kiến Minh là do Chu Thế Lâm đề cử vào Bộ Chỉ huy. Cho nên, Vi Kiến Minh sớm đem chính mình trở thành người tích cực hàng đầu của Chủ tịch tỉnh Chu. Thấy người trong cuộc nói Chủ tịch tỉnh Chu đối với Diệp Phàm có chút ý kiến nhỏ, y cũng nhân cơ hội biểu hiện một chút, không ngại đả kích Diệp Phàm là một đứa danh con. Về phần Diệp Phàm, biết mấy ông này muốn sinh sự, cho nên rõ ràng luyện đóng lỗ nhĩ, nửa con người suy nghĩ để dưỡng thần khí. Đây chủ yếu là nể mặt Tề Chấn Đào, dù sao cũng không thể gây rắc rối cho Tề Chấn Đào, nếu không ông ta cuối cùng không thể làm người chủ trì, cho nên tạm thời nhịn trước vậy. Tình hình nước Bình phức tạp, kinh tế so với tỉnh có nhiều chỗ khá lạc hậu. Nhóm quần chúng nhìn thấy ruộng đất là bát cơm, quá trình thu hồi đất xuất hiện một số phần tử quấy phá, xung đột nhỏ, mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường. Chuyện thu hồi đất xuất hiện tranh cãi, không có công trình nào không có vấn đề này. Bản thân tôi cho rằng Phó Tổng Chỉ huy Diệp Phàm phụ trách thu hồi đất đã làm tương đối tốt. Đổi lại là tôi, phỏng chừng cũng khó làm được như thế. Hiện tại nhiệm vụ thu hồi đất đã hoàn thành 5 phần, thời gian như vậy là được, có thể làm được đến như vậy, chúng ta hẳn là phải ca ngợi mới đúng. Trang Thế Thành đứng ra, trực tiếp cổ vũ Diệp Phàm. Đúng vậy, đồng chí Diệp Phàm mấy ngày qua thành tích làm được rõ như ban ngày, cần phải ca ngợi. Xuất hiện chút vấn đề nhỏ là tình huống bình thường trong công việc. Mượn vấn đề nhỏ mà nói, chúng ta những phó chỉ huy này ai không có chút vấn đề nhỏ. Mấy ngày hôm trước, phương diện liên lạc công việc hai tỉnh Giang Đô, An Đông liền xuất hiện một ít vấn đề, thiếu chút nữa khiến cho ngày khởi công quốc lộ thiên tường bị kéo dài thêm nữa. Tề Chấn Đào nói ra một câu, mặt phó chủ nhiệm Trương Minh Đường lập tức có chút ửng đỏ. Bởi vì công tác liên lạc ba tỉnh do y phụ trách. Tề Chấn Đào không đếm xỉa y đang phẫn nộ, tiếp tục nói. Phương diện lập quy hoạch, chuẩn bị vật tư thiết kế không có xảy ra sự cố sao. Nói tới đây, tôi phải phê bình một chút một số đồng chí phụ trách phương diện này. Một phương án quy hoạch như thế nào mà sửa đi sửa lại, đến bây giờ, các cậu nói xem, đã sửa mấy chục lần rồi, một ngày thay đổi một chút, ba ngày thành thay đổi lớn. Đi qua chỗ này, không đi qua chỗ nọ, loạn xả cả lên.
phương án quốc lộ thiên tường này đều nhanh thành đồ ăn mục nát ngoài chợ mất thôi. Lúc này đây, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông tỉnh Vi Kiến Minh mặt cũng ửng đỏ. Bởi vì đích thực là tình huống này. Ví như quốc lộ thiên tường không cần đi qua thị trấn nào đó, nhưng lãnh đạo thị trấn đó mời ăn cơm khách, hơn nữa thật nhiều tiền lì xì nện xuống, Vi Kiến Minh đương nhiên gật đầu một cái. Bản vẽ thiết kế kia được cải biến sơ sơ một chút. Tuy nói là thuận tiện cho thôn, trấn, nhưng chặng đường quốc lộ thiên tường càng ngày càng trở lên quá dài. Còn nữa, có vài cảnh sát giúp đỡ giải phóng mặt bằng thu hồi đất, một số đồng chí vẫn còn tư tưởng kiêu ngạo. Cho rằng công an cảnh sát đi hiệp trợ một vài quân không chính hiệu để làm việc này đó là có chút thấp kém. Đều là vì nước xuất lực, đều là vì nhân dân phục vụ, còn phân ra 3-7 loại, bàn luận trên dưới hay sao? Tề Trấn Đào ngôn từ sắc bén, cũng không sợ đắc tội với cấp dưới lâm thời. Bởi vì Tề Trấn Đào cấp bậc rất cao, đối với cán bộ cấp sở, phê bình một chút cũng không ai dám phản bác. Tất cả mọi người đều biết, đây là Tề Trấn Đào bảo vệ đồng chí Diệp Phàm và chút giận cho hắn. Thái độ này kỳ thật tương đối rõ ràng, cho mọi người một tín hiệu, tôi Tề Trấn Đào chính là chỗ dựa vững chắc của đồng chí Tiểu Diệp. Rốt cuộc Diệp Phàm quan hệ gì với Tề Trấn Đào, trong lòng các vị bắt đầu suy tính lại đi. Kỳ thật, phương diện này đương nhiên là có liên quan đến quyền chi tài chính. Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng tuy nói vất vả, nhưng khoản tiền bồi thường dễ mà sắp xếp, bồi thường tiền là do Diệp Phàm phụ trách, trong đó miếng béo cũng là các phó tổng chỉ huy lớn nhất. Cũng khó trách một đám chức phó toàn bộ đều ghen tị. Đương nhiên, Tề Trấn Đào rất yên tâm để Diệp Phàm đi làm, theo đứa con Tề Thiên nói anh chàng này còn là có thuật chữa bệnh đông y kỳ diệu, cũng có chút tài nhỏ, gia sản đã có mấy trăm triệu. Hạng mục béo bở nhất này để hắn đi phụ trách, ít nhất về phương diện tài chính sẽ không bị mất. Nếu để những người khác đi phụ trách, rất có khả năng sau khi quốc lộ thiên tường khởi công thì ủy ban kỷ luật đưa vài cán bộ đi bắt giam. Nơi này tuy nói chỉ có 7 người, Tề Trấn Đào phụ trách toàn bộ công tác, trên cơ bản rất ít ngồi ở nước bình, giống như chỉ giơ tay đồng ý, phản đối, kỳ thật công việc cụ thể đều do Phó Tổng Chỉ huy Tần Hoài Bắc chủ trì. Phía dưới 5 Phó Tổng Chỉ huy còn lại đều có một đống người, tỉ như Diệp Phàm. Đến địa khu và huyện Ma Xuyên điều động rất nhiều người hợp thành tổ công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Đội ngũ cũng có mấy chục người, nhân viên trong các tổ, đều có từ các khâu ngành, cái gì công an, xây dựng đô thị, đất đai và quân không chính hiệu. Tiếu Duệ Phong phụ trách giúp đỡ phương diện bảo an, cho nên Sở Công an tỉnh cũng mang được 10 mấy cảnh sát xuống dưới, mà công việc cụ thể do Cục Công an địa khu Đức Bình phụ trách, anh ta chỉ có thể điều động một chút thôi. Hơi giống như là đội viên cứu hỏa, nơi nào có đánh nhau, nơi nào có xung đột thì tới dẹp loạn, giống quản lý đô thị không có cách nào đành nhờ công an xuất động. Bí thư Tề, tôi vẫn còn có ý tưởng, đó chính là đem việc xây dựng quốc lộ La Thủy Đức Bình nhét vào giữa quốc lộ Thiên Tường, chỉ cần đem nguyên phương án thiết kế sửa đổi một chút, mặt cắt đường làm lớn một chút. Cũng có thể xin tỉnh gửi tiếp tiền xuống, tránh phải xây dựng chồng chéo, không nói lãng phí tài chính, còn hao tâm tốn sức và thời gian. Trang Thế Thành nói, chương 977, chiến tranh, giữa địa khu và quốc gia. Bí thư Trang, phương án quốc lộ thiên tường là sở giao thông chúng ta tập hợp toàn bộ giới học giả, chuyên gia, dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia của bộ giao thông mới làm ra được. Vừa rồi bí thư Tề cũng nói, không thể 3 ngày lại thay đổi một lần, tôi thấy hiện tại đã dần dần hình thành phương án sẽ không thay đổi nữa. Nếu thay đổi, lại phải đo đạc quy hoạch lần nữa, thời gian cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, hao tài tốn của. Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giao thông Vi Kiến Minh vừa nghe, mất hứng, trực tiếp phản bác. Thay đổi một chút là được, trước tiên là nói về phương án của cậu đi. Tề Trấn Đào đến đây hứng thú, nếu có chuyện tốt này, cũng không ngại thay đổi, cho nên, cơ bản không để ý tới ý kiến của Vi Kiến Minh. Quốc lộ La Thủy chạy thẳng đến Thủy Châu, cho nên, so với phương án hiện tại quãng đường chỉ dài hơn có 2 km. Lộ trình 2 km này, tỉnh cũng có thể đạt lộ trình 130 km, phải mất thêm mấy chục triệu. Trang Thế Thành sớm chuẩn bị tỉ mỉ, đem phương án nói ra, ngay lập tức được mọi người trong phòng hội nghị hưởng ứng. Thực ra, Trang Thế Thành cũng là muốn mượn cơ hội này để chèn ép Chủ tịch Địa Khu Vương một chút, bởi vì quốc lộ La Thủy chính là do Chủ tịch Địa Khu Vương phụ trách. Đạt được quốc lộ La Thủy, vẻ mặt Chủ tịch Địa Khu Vương sáng rọi. Hơn nữa, ông ta vì có thể khiến Sở Giao thông tỉnh thông qua phương án, cũng phải đổ nhiều công sức.
Rốt cuộc sau khi được xác định, nghe nói giai đoạn trước khoản tiền của Sở Giao thông tỉnh rút ra 10 triệu trên sổ sách địa khu. Mà Tổng Chỉ huy Quốc lộ La Thủy là Vương Triều Trung chứ còn ai nữa, trong tay có tiền sử dụng, hơn nữa Hào Quang Trang Thế Thành còn lại bao nhiêu, Vương Triều Trung có lẽ tương đối vừa lòng. Bí thư Trang, phương án này xem ra quả thật khả thi, thực ra, khi thu hồi đất tôi cũng đã nghe được không ít ý tưởng về vấn đề này. Chỉ là đạo ân quốc lộ La Thủy có thể tỉnh sẽ cấp khoảng 40 triệu. Dùng 40 triệu này làm bao nhiêu việc? Hơn nữa, tổ thu hồi đất của chúng ta cũng đỡ phải đi thu hồi đất tiếp, như vậy đoạn đường quốc lộ La Thủy kia đã bồi thường thu hồi đất và vấn đề khó khăn cũng không khác nhau lắm. Diệp Phàm là người đầu tiên xí cờ ủng hộ. Ừ, so với phương án hiện tại chẳng qua chỉ tăng hơn 2 km, cũng là số ít trong hơn 100 km đường, phương án này thực sự rất tốt, tôi đồng ý. Tần Hoài Bắc gật đầu. Tuy nhiên, vấn đề sau đó cũng phải xử lý tốt, ví như khoản tiền đầu tư quốc lộ La Thủy trước kia có phải đưa vào quỹ xây dựng quốc lộ Thiên Tường hay không? Tần Hoài Bắc đủ độc, liếc mắt một cái đã thấy tiền. Bởi vì lúc đầu Sở Giao thông tỉnh đã phê duyệt 20 triệu, hơn nữa địa khu Đức Bình cũng thu thập từ các phương diện khác gần 20 triệu, như vậy hợp lại, phỏng chừng cũng không dưới 40 triệu. Tần Hoài Bắc phỏng chừng chính là muốn 40 triệu kia phải trả lời thật rõ ràng. Dù sao Phó Tổng Chỉ huy Thường vụ là mình, càng nhiều tiền sử dụng đương nhiên càng thuận tay. Lợi ích mà, cũng không cần phải nói. Hơn nữa, đề nghị này cũng không có gì đáng chê, quốc lộ La Thủy của anh bị hủy bỏ nhập vào quốc lộ Thiên Tường, khoản tiền kia đương nhiên phải đưa vào ban quản lý quốc lộ Thiên Tường. Hơn nữa, ban điều hành quốc lộ Thiên Tường so với Bộ Chỉ huy quốc lộ La Thủy, cấp bậc cao hơn nhiều lắm, quả là không thể so sánh. Lời này nếu đến tai chủ tịch địa khu Vương, cũng không biết lão ta có tức giận mà chết hay không. Phó chủ tịch tỉnh Tần, quốc lộ La Thủy đều do chủ tịch địa khu Vương phụ trách. Trang Thế Thành liền nói ra một câu, ý tứ tự hiểu, nói Tần Hoài Bắc anh là phó chủ tịch tỉnh, có bản lĩnh chính anh đến hỏi Vương Triều Trung là được. Đối với Trang Thế Thành mà nói, đương nhiên cũng không muốn đem khoản tiền này nhét vào trong quốc lộ Thiên Tường. Có thể dùng tiếp để xây dựng những mặt khác của địa khu không phải càng hoàn mỹ, mặc dù khoản tiền này là do Vương Triều Trung làm việc, nhưng vẫn tốt hơn là rơi vào túi người khác. Dù sao quốc lộ Thiên Tường cũng có 3 tỉnh ủng hộ, có bộ giao thông làm chủ, không phải tiền của địa khu Đức Bình. Đây chính là lợi ích địa khu khác nhau trong Đức Bình và Nam Phúc. Đương nhiên, Trang Thế Thành cũng hiểu được, 40 triệu không bỏ ra một phần là không thể, bằng không. Làm sao người ta muốn đem quốc lộ La Thủy nhập vào, phỏng chừng 20 triệu Sở Giao thông cấp là không thể chạy được. Đương nhiên, 20 triệu do Đức Bình tự thu thập không thể nhét vào quốc lộ Thiên Tường quản lý. Tin rằng Vương Triều Trung dù là 20 triệu cũng không chịu lấy ra, đến lúc đó khiến cho Vương Triều Trung cùng Tần Hoài Bắc luận bàn một chút hình như cũng không tồi. Lập tức gọi đồng chí Vương Triều Trung lại đây một chút. Tần Hoài Bắc gật gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác nói. Bởi vì anh ta có quyền lực đó. Phó chủ tịch tỉnh Tần, nếu thay đổi tuyến đường chuyển được quốc lộ La Thủy, phương án quy hoạch của chúng ta có phải lại được điều chỉnh hay không? 3 ngày sau khởi công, tôi sợ thời gian không kịp. Trong lòng Vi Kiến Minh không thoải mái, dẫy dụa lần cuối. Chắc hẳn quốc lộ La Thủy cũng có quy hoạch thiết kế, bảo bọn họ cung cấp số liệu, các cậu thẩm tra sau đó làm lại quy hoạch một lần nữa là được. Ngày kia, tôi muốn nhìn lại quy hoạch của các cậu một lần nữa, phương án thiết kế sau không thể kéo dài tiến độ quốc lộ Thiên Tường. Còn nữa, chủ nhiệm Trương Minh Đường cũng phải đem việc này báo với các đồng chí ở Giang Đô, An Đông một chút. Để tránh những phiền toái không đáng có sau này. Tần Hoài Bắc rất ngang ngược, trực tiếp làm chủ. Bí thư Tề, thật muốn thay đổi tuyến đường à? Vi Kiến Minh thấy thái độ kiên quyết của Tần Hoài Bắc, khẩn trương hỏi lại Tề Chấn Đào. Bí thư Tề. Việc này phải liên lạc lại với các đồng chí hai tỉnh Giang Đô, An Đông, sợ nhất thời gian không kịp thì không dễ làm. Quốc lộ La Thủy, liên quan tới 3 tỉnh, nếu phối hợp không tốt, vô ý khiến cho các đồng chí hai tỉnh có ý kiến khác, làm ra cái gì khiến việc xây dựng quốc lộ Thiên Tường chậm trễ thì thật phiền toái. Trong lòng Trương Minh Đường đương nhiên cũng không thoải mái, việc thay đổi tuyến đường này, không nói với đồng chí hai tỉnh Giang Đô, An Đông người ta sẽ có ý kiến. Mà muốn nói cho bọn họ thông, phỏng chừng anh ta là liên lạc viên phải tinh tế một chút. Phải biết rằng phụ trách 2 tỉnh Giang Đô, An Đông đều là 2 phó chủ tịch thường trực tỉnh, cấp bậc cao hơn Trương Minh Đường nhiều lắm, khiến Trương Minh Đường có chút lo lắng không thể nói chuyện.
cảm giác cấp dưới không theo kịp cấp trên để thương lượng. Cho nên, cần phải cho Tần Hoài Bắc xuất hiện, Tề Chấn Đào nhiều việc lắm, Trương Minh Đường không dám nói ra sợ phiền ông ta, ngoài trừ bí thư Tề thì chỉ còn lại phó chủ tịch tỉnh Tần. Nhưng quốc lộ thiên tường sẽ khởi công vào ngày mùng 1 tháng 5, hiện tại chỉ còn 3 ngày, trong lòng Trương Minh Đường có chút nóng nảy. Đã định như vậy rồi, có thể tỉnh tính toán một chút, dù sao cũng là 450 triệu. Tiền nhà nước, chia ra cũng không thể lãng phí, đây là vấn đề thái độ làm việc. Có chút mệt mỏi, các đồng chí vượt qua là được, đều là vì nhân dân phục vụ thôi. Về phần khoản tiền ban đầu của quốc lộ La Thủy, do Phó Chủ tịch tỉnh Tần cùng phối hợp thương lượng với Chủ tịch địa khu Vương một chút. Tề Chấn Đào đã quyết định rồi, ai cũng không dám bàn nhiều nữa. Không lâu sau, Vương Triều Trung vào phòng họp. Sau khi Vi Kiến Minh đem việc quốc lộ thiên tường thay đổi tuyến đường La Châu nói với anh ta, mặt thằng nhãi kia lập tức đỏ bừng lên nói. Sợ không ổn được, quốc lộ La Thủy chúng tôi đã sớm tiến hành khởi công giai đoạn trước, mặt đường cũng gần như được mở rộng. Ngay cả đá vụn cũng đã giải, nếu một lần nữa quy hoạch lại, việc kia lại phải làm lần nữa. Hơn nữa, quốc lộ thiên tường so với quốc lộ La Thủy đẳng cấp cao hơn nhiều, quy hoạch quốc lộ La Thủy là nền đường 10 mét, hai bến 4 làn xe chạy, mà quốc lộ thiên tường quy hoạch là 15 mét, hai hướng 6 làn xe chạy, hơn nữa tính cả lề đường và rãnh thoát nước độ rộng lên tới 18 mét. Có thể nói là quốc lộ hiện đại nhất tỉnh chúng ta. Làm lại việc này, toàn bộ những việc làm trước của quốc lộ La Thủy lại phải lặp lại, như vậy lãng phí bao nhiêu nhân lực và tài lực. Điều này không cần cậu lo lắng, cơ sở thượng tầng của các anh lại mở rộng mấy mét, tổng lượng xây dựng một quốc lộ tiêu phí phải ít. Hơn nữa trên phương diện bồi thường thu hồi đất các cậu làm giai đoạn trước cũng không khác biệt lắm, cũng khiến chúng ta tiết kiệm được thời gian. Tần Hoài Bắc biết Phó Giám đốc Sở Vi Kiến Minh không đè ép được Vương Triều Trung, cho nên, thẳng thắn lấy chính tay áo mình áp chế. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, điều này không giống vậy. Phương án chúng tôi là rộng gần 10 mét, có một vài dân chúng đã xây dựng phòng ốc ở biên quốc lộ, nếu giờ biến thành rộng 18 mét, những phòng ốc này không thể nào lại xây dựng lại một lần nữa, như vậy sẽ kéo theo một loạt hậu quả tương đối nghiêm trọng, tôi sợ đến lúc đó dân chúng cũng không đồng ý, lại xảy ra nổi loạn gì thì tương đối phiền toái. Chủ tịch địa khu Vương lại lấy quần chúng nói ngược lại Tần Hoài Bắc. Thái độ dân chúng đương nhiên phải tôn trọng, nhưng phương châm chính sách quốc gia cũng phải chấp hành. Chẳng lẽ dân chúng không phải là nhân dân Trung Quốc chúng ta, đất đai của dân chúng không phải của quốc gia sao? Vấn đề ở đây là phải nhìn đại cục, lợi ích bé của dân chúng cũng phải phục vụ lợi ích lớn của quốc gia. Việc này, nếu các giai đoạn đoạn trước các cậu đều đã làm, chẳng lẽ mở rộng mấy mét không thể thực hiện sao? Tần Hoài Bắc có chút tức giận, lời nói nặng thêm không ít. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, theo lý thuyết, phòng ốc dân chúng xây dựng ở bên cạnh quốc lộ, như vậy đều chừa ra khoảng không mấy mét làm chỗ trống, mặc dù quốc lộ La Thủy đổi thành quốc lộ Thiên Tường, vấn đề hẳn không phải rất lớn. Cho dù có phải tòa nhà phải dỡ bỏ một phần, chúng ta cho phép bồi thường thích hợp vấn đề sẽ không khó giải quyết. Vi Kiến Minh rất bất mãn với Vương Triều Trung, lập tập liên hợp với Tần Hoài Bắc tạo áp lực với Vương Triều Trung. Trang Thế Thành cũng không hé răng tham gia náo nhiệt, bởi vì, việc này người khởi xướng là anh ta. Đương nhiên, Trang Thế Thành cũng có chút tâm tư, nhưng tám phần mục tiêu là vì đại nghĩa, vì nước. Vương Triều Trung cũng không buông tha anh ta, liếc mắt xem xét Trang Thế Thành một cái, nói. Bí thư Trang, anh là nhân vật số một của Đức Bình, việc này, anh xem làm thế nào bây giờ? Tôi phục tùng bố trí của tổ chức. Nhân vật số một, ông vì cái gì đem tôi trở thành nhân vật số một? Hiện tại bị Phó Chủ tịch tỉnh Tần và Vi Kiến Minh liên kết áp chế không chống được mới nhớ tới nhân vật số 1, Trang Thế Thành trong lòng âm thầm cười khẩy. Nói, trong chiều, việc này là phương châm chính sách quan trọng. Quốc lộ Thiên Tường là bộ giao thông qua, đường lớn kéo dài qua 3 tỉnh. Đương nhiên, đối với việc quốc lộ La Thủy có nhập vào quốc lộ Thiên Tường hay không, tôi làm nhân vật số 1 địa khu Đức Bình, Phó Tổng Chỉ huy quốc lộ Thiên Tường, thái độ của tôi chính là phục tùng đại cục. Trong chiều, tầm mắt của chúng ta phải nhìn xa một chút, có thể đem quốc lộ La Thủy nâng cao cấp bậc lên, khiến xe Đức Bình chúng ta chạy nhanh hơn, xúc tiến kinh tế phát triển, cớ sao lại không làm. Vẻ mặt Vương Triều Trung phát lạnh, nếu có bả đao ở đây phỏng chừng sẽ ngay lập tức rút ra đâm về hướng Trang Thế Thành. Chương 978, cá nhân phức tạp. Được rồi,
tôi đồng ý sáp nhập dự án xây dựng quốc lộ La Thủy vào dự án xây dựng quốc lộ Thiên Tường. Vương Triều Trung như gà trống bại trận bất đắc dĩ gật đầu, biết hôm nay nếu không gật đầu thì tuyệt đối sẽ không qua được, thay vì chờ Tần Hoài Bắc, thì chi bằng cương quyết đem dự án của quốc lộ La Thủy sáp nhập vào, chủ động giao quyền sẽ thấy thoải mái hơn. Tốt lắm, cho thấy đồng chí vẫn lấy đại cục làm trọng, điểm này rất tốt. Tiếp theo cần phải chú ý đẩy nhanh tốc độ sửa chữa của phương án. Tần Hoài Bắc sau khi nói, nhìn Vương Triều Trung liếc mắt một cái, còn nói thêm. Còn có một điểm, nếu dự án của quốc lộ La Thủy đã sáp nhập vào chung với dự án xây dựng quốc lộ Thiên Tường, thì trên thực tế đã không còn tồn tại quốc lộ La Thủy, cho nên, Chủ tịch Địa khu Vương, phiền anh chuyển toàn bộ tài chính của quốc lộ La Thủy sang phòng tài vụ của dự án quốc lộ Thiên Tường. Ban chỉ huy sẽ có kế hoạch chủ tính cân đối thu chi chung. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, khoản tiền đó là khoản tiền mà dự án quốc lộ La Thủy tranh thủ mới có. Dự án quốc lộ Thiên Tường nếu đã có khoản tài chính riêng thì khoản tiền này có thể để lại cho các dự án quốc lộ khác của địa khu Đức Bình sử dụng hay không? Khóe miệng Vương Triều Trung giật giật vài cái, không khỏi đau lòng, thiếu chút nữa đã hô to lên. Chủ tịch địa khu Vương, nói vậy là không được rồi. Tuy tiền là dùng danh nghĩa của dự án quốc lộ La Thủy tranh thủ mà có, nhưng hiện tại quốc lộ La Thủy đã sáp nhập vào quốc lộ Thiên Tường, tiền đương nhiên cũng nên để ban điều hành dự án quốc lộ Thiên Tường điều hành. Hơn nữa, để mở rộng, nâng cao mặt đường từ La Châu đến Thủy Châu, ban điều hành dự án quốc lộ Thiên Tường còn phải chi ra nhiều khoản khác mới có thể an bài được. Vi Kiến Minh vui vẻ vì người khác gặp họa, nói. Sở Giao thông tỉnh trước mắt chỉ mới rót xuống 10 triệu tệ cho dự án quốc lộ La Thủy, mà chúng tôi thì vì thúc đẩy công đoạn đầu của quốc lộ La Thủy nhanh thi công tới Đức Bình đã đầu tư vào hơn 10 triệu tệ, cho nên khác nào hiện tại chúng tôi một phân tiền cũng không lấy được, nguồn ở đâu ra để mà rút. Hơn nữa, hơn 10 triệu tệ của công đoạn trước đó cũng mong lãnh đạo suy xét một chút, trả lại cho Đức Bình khoản trợ cấp thích hợp. Về phương diện kinh tế của Đức Bình thì tin rằng tất cả đều đã hiểu được tình hình ra sao rồi nên tôi sẽ không rông dài. Vương Triều Trung nói nhưng nhìn Trang Thế Thành liếc mắt một cái. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Giai đoạn trước vì để dự án của quốc lộ La Thủy nhanh chóng thi công đến Đức Bình, Cục Tài chính địa khu trong tình hình túng quẫn kinh tế đã dám rót xuống 10 triệu tệ dùng cho giai đoạn đầu khởi động làm quốc lộ. Hơn 10 triệu tệ này tuy là của Sở Giao thông cấp, nhưng đã dùng cho việc kiến thiết cơ sở cùng với việc bồi thường khi thu hồi đất nên giờ chỉ còn lại độ 5-6 triệu. Hy vọng ban chỉ huy có thể suy xét đến tình hình của Đức Bình, trả lại khoản bồi thường trưng dụng đất cho Đức Bình. Giờ phút này Trang Thế Thành cùng Vương Triều Trung trở thành liên minh, đây là vấn đề vì ích lợi của cả tập thể mà thôi. Hiện tại Trang Thế Thành và Vương Triều Trung là vì ích lợi của địa khu Đức Bình, dự án quốc lộ Thiên Tường là hạng mục liên quan đến 3 tỉnh do Bộ Giao thông phê chuẩn, ích lợi tập thể không giống nhau. Có thể xin được đồng nào thì đỡ đồng đó. Kỳ thật, nói trắng ra thì đó là sự ma sát giữa ích lợi của địa phương và ích lợi của quốc gia. Ha ha, quốc lộ Thiên Tường là do nhiều bên bỏ vốn, theo quy định thì địa khu Đức Bình cũng phải bỏ ra một số tiền cho dự án xây dựng quốc lộ. Khi quốc lộ La Thủy gọi là quốc lộ La Thủy thì Đức Bình đồng ý bỏ tiền ra, hiện tại lại sửa tên dự án thành quốc lộ Thiên Tường, hơn nữa đẳng cấp của quốc lộ cũng được nâng cao, mặt đường được mở rộng, giờ địa khu Đức Bình ngược lại không chịu bỏ tiền ra, còn muốn ban chỉ huy chi thêm tiền, đây là đạo lý gì thế này? Tần Hoài Bắc như đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười cũng chứa đầy sát khí. Tất nhiên là phê bình Trang Thế Thành và Vương Triều Trung vì tư lợi của địa phương mà không để ý đến ích lợi quốc gia. Đúng vào lúc này, Trang Thế Thành và Vương Triều Trung vẫn đưa mắt nhìn Diệp Phàm, thằng nhãi này cũng đang âm thầm kêu khổ. Diệp Phàm phụ trách công việc trưng đất giải phóng mặt bằng, bồi thường, nếu tài chính của quốc lộ La Thủy có thể rút về được, thì tài chính nắm trong tay càng nhiều, khi dùng thì cũng linh hoạt và được nhiều việc hơn. Nếu tài chính của quốc lộ La Thủy không rút về được, thì dự án quốc lộ La Thủy kia khi trong quá trình mở rộng nếu lại gặp vấn đề gì cần phải bồi thường thì tài chính khi đó sẽ như giật gấu vá vai. Theo ý của Diệp Phàm mà nói, đương nhiên sẽ hy vọng tài chính của quốc lộ La Thủy toàn bộ sẽ sáp nhập vào ban chỉ huy, tuy nhiên, hiện tại Trang Thế Thành và Vương Triều Trung đều nhìn hắn chăm chú, không nói lời nào thì phỏng chừng trong lòng của hai người như đang nổi nhọt, bị xem là phần tử không yêu mến Đức Bình cũng là việc có khả năng. Đặc biệt Trang Thế Thành biết rõ quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào, những chuyện thế này quyết định cuối cùng thì quyền tổng chỉ huy vẫn về tay Tề Chấn Đào.
chỉ cần Diệp Phàm đồng ý xuất đầu tin rằng Tề Chấn Đào sẽ bán chút mặt mũi. Vương Triều Trung đương nhiên không biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào, ông ta chỉ muốn Diệp Phàm thân là phó tổng chỉ huy, có thể đứng ra nói vài câu, ít nhất cũng có thể trợ chút uy cho ông. Bằng không, trong phòng hội nghị này, tất cả đều là quan lớn cấp phó sở, bản thân so với Trang Thế Thành thì có vẻ ít người thế yếu. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, kiên trì nói. Vừa rồi Bí Thư Trang và Chủ tịch Địa Khu Vương nói cũng rất có lý, Sở Giao thông tỉnh tuy rót xuống 20 triệu tệ, nhưng thật ra chỉ đến tay có 10 triệu tệ. 10 triệu tệ kia chắc chắn đã được dùng cho dự án quốc lộ Thiên Tường. Vào công đoạn trước Đức Bình đã ném vào gần 15 triệu tệ, còn lại hơn 5 triệu tệ bộ chỉ huy trả cho Đức Bình cũng có đạo lý. Đương nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh Tần nói cũng hữu lý, dự án quốc lộ La Thủy đã sáp nhập vào dự án quốc lộ Thiên Tường. Tất cả đều quy về cho Thiên Tường điều hành, cách nói này không sai. Chỉ có điều tôi mong các vị lãnh đạo suy xét đến hiện trạng của Đức Bình. Kỳ thật, giai đoạn trước đầu tư vào hơn 10 triệu tệ đúng với Đức Bình mà nói đã là một gánh rất nặng rồi. Quốc lộ Thiên Tường tuy chạy xuyên suốt qua 3 tỉnh, lại có bộ giao thông ủng hộ mạnh mẽ, tôi nghĩ, các vị lãnh đạo hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm vào chút tiền của Đức Bình, con số chỉ có mấy triệu tệ, ha ha. Trọng điểm của Diệp Phàm đặt tại Đức Bình, đương nhiên, cũng không có lợi nếu đắc tội Tần Hoài Bắc. Tên này, đúng là nhào bùn nhào đến hết, kẻ dối trá. Trong lòng Trang Thế Thành âm thầm cười mắng, trong mắt Phương Triều Trung hiện lên một tia sắc lạnh. Bí Thư Trang, Chủ tịch Địa Khu Vương, tôi nghe nói dự án quốc lộ La Thủy còn gom góp được 20 triệu tệ từ nguồn khác. 20 triệu tệ này đúng là dùng danh nghĩa của quốc lộ La Thủy gom góp. Nhưng có nên quy về một mối cho bộ chỉ huy chủ tính quản lý luôn hay không? Bằng không, lý do để Đức Bình chữ tiền hình như là có chút vô lý, đến lúc đó thì giải thích thế nào với dân chúng Đức Bình? Vi Kiến Minh lại khởi xướng một phiên công kích khác. Giải thích như thế nào thì không cần nhọc công phó giám đốc Sở Vi lo lắng. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng, hừ. Chủ tịch Địa Khu Vương rõ ràng tức giận, lạnh giọng phản bác. Đối với một phó giám đốc thường vụ sở của Sở Giao thông, Chủ tịch Địa Khu Vương không có gì phải sợ. Trừ phi có hạng mục quốc lộ nào đó rơi vào tay anh ta, thì đến lúc đó hãng hay. Đúng vậy, lấy của dân, dùng cho dân, chúng tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Trang Thế Thành phụ họa nói. Lấy của dân, dùng cho dân, nói rất hay. Nếu ban đầu đã lấy của Đức Bình, danh nghĩa là quốc lộ La Thủy thì giờ có phải cũng nên dùng cho quốc lộ Thiên Tường hay không? Quốc lộ Thiên Tường, không phải thông qua từ Đức Bình sao? Hơn nữa, nói trắng ra, chúng tôi mất công lớn như vậy kiến thiết quốc lộ Thiên Tường, trên thực tế 8 phần đường đều tại địa khu Đức Bình. Tần Hoài Bắc cười nói. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, đó là tài chính mà Đức Bình tự chủ bị, chẳng lẽ quốc lộ Thiên Tường đến con số 20 triệu tệ cũng không chịu bỏ ra sao? Vương Triều Trung thiếu chút nữa hô to lên, hơn 20 triệu tệ với ông ta mà nói, nếu lấy ra thì chẳng khác nào cắt thịt trên người mình vậy. Hừ, Vương Triều Trung. Lấy của Đức Bình dùng cho Đức Bình, đây hoàn toàn chính đáng, bằng không, không dùng cho quốc lộ Thiên Tường, vậy Đức Bình các ngài đã làm trái với kỷ luật, gom góp tài chính lung tung, vô cớ xuất binh, chẳng lẽ còn cần các đồng chí bên ủy ban kỷ luật tỉnh nhúng tay vào điều tra vấn đề sao? Tần Hoài Bắc hiển nhiên là đang tức giận, cảm giác thấy quyền uy của Phó Chủ tịch tỉnh bị khiêu chiến. Cho nên, không chút khách khí điểm mặt Vương Triều Trung, đến ủy ban kỷ luật tỉnh cũng bị lôi ra. Vương Triều Trung sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Trang Thế Thành. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, 20 triệu tệ tự chủ bị kia nên nhập chung vào phòng tài vụ của dự án quốc lộ Thiên Tường, tuy nhiên, có thể cho Đức Bình giữ lại dùng vào dự án cải thiện quốc lộ huyện khu hay không? Tỷ như nộp lên trên 10 triệu tệ, khấu trừ giai đoạn trước đã bỏ ra 5 triệu, trên thực tế chỉ nộp lên trên cho bộ chỉ huy 5 triệu thôi, giữ lại cho Đức Bình 15 triệu tệ, thế nào? Diệp Phàm kiên trì nói. Đồng chí Diệp Phàm, đến lúc đó cậu trưng đất cần bồi thường, tài chính khan hiếm thì đừng tới hỏi tôi xin tiền là được, hừ. Tần Hoài Bắc hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm đành phải ngậm miệng. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Sở Giao thông tỉnh chút xuống cho dự án quốc lộ La Thủy 20 triệu tệ, trực tiếp giao cho phòng tài vụ quốc lộ Thiên Tường. Địa khu Đức Bình giai đoạn trước có bỏ ra 5 triệu tệ coi như là địa khu Đức Bình vì quốc lộ Thiên Tường mà gom góp tài chính, cũng là phần mà Đức Bình nên bỏ ra, hơn nữa, bỏ ra như thế coi như ít rồi. Về phần con số tự chủ bị 20 triệu tệ, khấu trừ đi 5 triệu tệ,
sẽ còn lại 15 triệu tệ, để lại cho Đức Bình tự do chi dùng. Tuy nhiên, huyện Ma Xuyên là huyện nghèo nhất của cả tỉnh, nghe nói đường phố của huyện vẫn là đường đá vụn, Bí Thư Trang, Vương Triều Trung, 15 triệu tệ còn lại có phải nên dùng cho huyện Ma Xuyên hay không? Tề Chấn Đào lời như búa hỏa âm. Vương Triều Trung cuối cùng trong lòng cũng hết thấp thỏm, tuy nhiên, câu nói kế tiếp của Tề Chấn Đào lại vạch ra cảnh nghèo của huyện Ma Xuyên. Đến đường hướng chi dùng của khoản tiền này cũng đã được sắp xếp xong, Vương Triều Trung tôi đây còn có gì để thao tác? Vất vả nữa nửa ngày đều là vì Diệp Phàm may áo. Vương Triều Trung vẫn chưa há mồm, Trang Thế Thành đã cười nói. Tôi nghe theo sắp xếp của lãnh đạo, huyện Ma Xuyên là huyện nghèo của cả tỉnh, nên được ưu ái về chính sách tài chính, nhân lực, ông nói xem chủ tịch địa khu Vương. Lão Trang ơi lão Trang, đồ chó Nhật, ai chẳng biết Diệp Phàm là cánh ta đắc lực của ông, đồ chó săn. Vì lấy được tiền nên to mồm lớn giọng, hiện tại lại nương thế của bí thư Tề mà đè ông đây. Vương Triều Trung trong lòng chửi chó mắng mèo, kiên trì nói. Ừ, tôi cũng nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. 15 triệu tệ này, xét đến tình trạng của huyện Ma Xuyên địa khu có thể chút xuống 10 triệu tệ dùng vào các dự án tu sửa mặt đường cho thị trấn. Chủ tịch địa khu Vương, thị trấn Ma Xuyên đã vài lần bị ngập lún, tôi sớm đã muốn xây một cây cầu to, thế có thể cấp thêm chút đỉnh hay không? Diệp Phàm nhân cơ hội để đòi tiền. Ừ, thị trấn Ma Xuyên một cây cầu cũng không có, đúng là có chút không tiện. Mấy năm trước tôi có đi qua Ma Xuyên. Nếu có thể xây một cây cầu thì có thể nâng cao đời sống, chất lượng sinh hoạt của nhân dân thị trấn. Hiếm khi thấy Tiếu Duệ Phong đứng ra nói một câu. Chương 979, trong sự thất bại của Chủ tịch Địa Khu Vương. Như vậy đi, Chủ tịch Địa Khu Vương, tôi cho ông hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là Bộ Chỉ huy thu chúng tôi thu hồi 10 quyền sử dụng 5 triệu tệ kia. Lựa chọn thứ hai chính là khoản tiền kia sẽ để lại Đức Bình cho các ông sử dụng. Nhưng phải dùng vào việc xây dựng quốc lộ. Hiện trạng của huyện Ma Xuyên đã như thế, thì cũng nên vì huyện Ma Xuyên mà xây một cây cầu, ông trực tiếp rút ra 8 triệu tệ cho huyện Ma Xuyên, nếu xây cầu không đủ tiền thì bọn họ tự nghĩ biện pháp. Còn nữa, lời của Tề Chấn Đào tôi nói ông nghe có rõ không? Tề Chấn Đào trực tiếp quyết định, Vương Triều Trung hận mình không thể xông lên đánh Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được số tiền 15 triệu tệ mình trăm cay nghìn đắng kiếm về giờ bị Tề Chấn Đào chỉ một câu nói thôi đã lấy mất 8 triệu tệ, kẻ làm thì được đầu nhỏ, kẻ không làm như Diệp Phàm ngược lại được đầu to. Tuy nhiên, Tề Chấn Đào có biệt hiệu là Tề Đại Pháo, người này tính tình cũng khá bốc đồng, nếu chọc ông ta phát đại hỏa thì đến Vương Triều Trung cũng không dám cam đoan ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Vội vàng gật gật đầu, đau lòng muốn chết nói. Ta hiểu rồi bí thư Tề. 8 triệu tệ kia ngày mai tôi kêu người trực tiếp chuyển đến phòng tài chính huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm tất nhiên trộm vui rồi, dù sao hắn cùng Vương Triều Trung cũng không có khả năng tiểu cùng một chỗ, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Gần đây ưu thế rất có lợi, Tổng cục hậu cần cho 20 triệu tệ, giờ thêm 8 triệu tệ, hơn nữa, lúc trước huyện Ma Xuyên còn tự chủ bị 25 triệu hình như bộ chỉ huy không ai đề xuất việc thúc giục cần lấy cả. Có lẽ Tề Chấn Đào đã ngầm đồng ý rằng khoản tiền này sẽ do huyện Ma Xuyên lưu trữ sử dụng. Bởi vậy, trong tay Diệp Phàm đã có hơn 50 triệu tệ, khoản này làm được biết bao nhiêu là việc. Đồng chí Tiểu Diệp vui quá hóa buồn, ý nghĩ trong đầu còn chưa tuôn ra hết, Vương Triều Trung đột nhiên tuôn ra một câu nói. Bí thư Tề, Phó Chủ tịch tỉnh Tân, đồng chí Diệp Phàm vì dự án quốc lộ thiên tường mà gom góp được 25 triệu tệ, đây là công lao rất lớn. Tôi tuy không phải là trung tâm chỉ huy của Bộ Chỉ huy, nhưng cũng là một trong những tổ viên của Bộ Chỉ huy, tôi đề nghị Tổng Bộ có phải là nên khen ngợi đồng chí Diệp Phàm hay không? Con cháu nhà rùa, bình này chưa mở đã nhấc bình kia, chuyện ông mày sợ nhất giờ bị lôi ra, không thể tưởng được lãnh đạo từ tỉnh tới không ai nhắc, Vương Triều Trung ông thân là chủ tịch địa khu Đức Bình lại giở thủ đoạn với người nhà, đem tiền trong nhà nhét vào túi người ngoài. Diệp Phàm thiếu chút nữa tức đến máu dồn lên não. Trang Thế Thành tuy mặt không biến sắc nhiều, nhưng trong lòng sớm đã sâu như mực. Không thể tưởng được Vương Triều Trung vì trả thù, không ngờ đã không lấy đại cục làm trọng như thế, không quan tâm đến ích lợi của toàn địa khu Đức Bình, tay không ngờ vươn ra bên ngoài. Đương nhiên, Trang Thế Thành biết, Vương Triều Trung chính là đang khiêu chiến với mình, Diệp Phàm chỉ là lá ngụy trang mà thôi. Tần Hoài Bắc vừa nghe có kịch hấp dẫn, biết nội bộ bọn họ đang đấu tranh, lập tức cười nói. Ừ, đồng chí Diệp Phàm đã vì quốc lộ thiên tường ra công sức lớn như vậy,
cũng nên được tổng bộ ca ngợi. Tôi thấy nên cấp cho đồng chí Diệp Phàm danh hiệu cán bộ ưu tú, riêng tiền thưởng thôi cũng được mấy chục tệ, như vậy mới có thể khiến cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức của dự án quốc lộ thiên tường tích cực lên, vì quốc lộ thiên tường mà bày mưu tính kế. Nên thế, Vi Kiến Minh và các đồng chí khác đều gật đầu. Tuy nhiên, Trương Minh Đường cười nói. Phó Tổ trưởng Diệp, khi nào cầm được tiền thưởng thì phải khao đấy. Nên thế mà, Diệp Phàm cười chua chát nói. Tuy nhiên, Phó Tổ trưởng Diệp, 25 triệu tệ kia không biết khi nào thì sẽ chuyển đến phòng tài vụ của Bộ Chỉ huy. Trương Minh Đường ra chiêu hậu, ép từ đằng sau tới. Phó Tổ trưởng Trương, khoản tiền này phải để cho nhân dân huyện Ma Xuyên dùng vào việc kiến thiết kinh tế mới đúng. Trang Thế Thành ngồi không yên, nói. Nhân dân huyện Ma Xuyên không phải thuộc tỉnh Nam Phúc quản sao? Trương Minh Đường nói khan. Phó Tổ trưởng Trương, nhân dân huyện Ma Xuyên đương nhiên thuộc Nam Phúc quản hạt, mà lãnh đạo trực tiếp là Ủy ban Nhân dân địa khu của địa ủy Đức Bình. Vừa rồi Bí Thư Tề cũng đã quyết định xong, nói Đức Bình bỏ ra 5 triệu tệ dùng cho việc xây dựng quốc lộ thiên tường, khoản này có thể đã bao gồm có phần của huyện Ma Xuyên bỏ ra trong đó. Cho nên, huyện Ma Xuyên không có lý do gì lại phải bỏ tiền ra lần nữa để dùng cho việc xây dựng quốc lộ thiên tường. Hơn nữa, vì xây dựng quốc lộ thiên tường, nhân dân Ma Xuyên đã trả giá rất nhiều, đã nhượng bộ rất nhiều ở phương diện trưng đất. Diệp Phàm phản kích nói. Trương Minh Đường như người câm phát hỏa, Tần Hoài Bắc nhíu nhíu mày không muốn mở miệng. Vi Kiến Minh nhìn Tần Hoài Bắc không lên tiếng, rõ ràng đang vờ vịt. Kỳ thật, Tần Hoài Bắc đã sớm chú ý tới việc Tề Chấn Đào chiếu cố Diệp Phàm, một khoản tiền 25 triệu tệ chắc chắn Tề Chấn Đào không hề mở miệng đề xuất, cho thấy người ta đang giả bộ hồ đồ, thì mình cần gì phải đắc tội với người ta. Huống chi dù sao bên trên đã bỏ tiền ra, thì không cần thiết phải gây hấn với Tề Chấn Đào. Sau khi Tề Chấn Đào thăng chức lên làm phó bí thư, cái ghế phó chủ tịch thường trực tỉnh sẽ bị trống, vị trí của Hứa Vạn Sơn cũng trống, tỉnh ủy trong phút chốc dư hai khoảng trống là vị trí của hai ủy viên thường vụ. Tần Hoài Bắc dùng dự án quốc lộ thiên tường khai chiến, vì chuyện này đã tìm đến chủ tịch tỉnh Chu và bí thư Quách, mắt chưa phân rõ thị phi hoặc vẫn muốn làm ra thành tích, dãi đường cho mình tiến vào bộ máy tỉnh ủy. Bởi vì Tần Hoài Bắc là phó chủ tịch tỉnh duy nhất có đủ tư cách cạnh tranh gia nhập thường vụ sau khi loại trừ phó chủ tịch thường trực tỉnh. Lúc này đi đắc tội với Tề Chấn Đào, phó bí thư chuyên trách công tác phân công quản lý kinh tế, giao thông thì thật không sáng suốt. Nếu Tần Hoài Bắc biết được quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều Viên Viên, phỏng chừng lập tức sẽ muốn tận dụng mọi biện pháp, đem các khoản tài chính của quốc lộ thiên tường rút ra hơn chục triệu tệ đưa cho Diệp Phàm cấp cho nhân dân huyện Ma Xuyên dùng vào việc kiến thiết. Bỏ đi, khoản tiền này sẽ do địa phương tự quản. Tần Hoài Bắc thể hiện thiện ý. Trương Triều Trung vừa nghe thấy đã có linh cảm, lập tức cười nói. Cảm tạ Bí Thư Tề, Phó Chủ tịch tỉnh Tần cùng với các vị lãnh đạo ở tỉnh đã chiếu cố Đức Bình. Diệp Phàm có cảm giác Trương Triều Trung đang cười hiểm, phỏng chừng lão nói là nói thế nhưng thực tâm không có gì tốt, quả nhiên đúng y. Trương Triều Trung nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói thêm. Tuy nhiên, nếu địa khu đã vì dự án quốc lộ thiên tường thanh toán một lần 5-6 triệu tệ kinh phí xây dựng quốc lộ, vậy thì khoản tiền 25 triệu tệ mà huyện Ma Xuyên tự chủ bị được có nên nhập chung cục tài chính của địa khu hay không, do Ủy ban Nhân dân địa ủy chủ tính an bài. Bí thư Trang, nói thử xem sao. Khoản tiền này là do huyện Ma Xuyên tự chủ bị, nên do đồng chí Diệp Phàm chủ tính an bài. Trang Thế Thành thản nhiên nói. Bí thư Trang, huyện Ma Xuyên chẳng lẽ không phải là huyện do Đức Bình quản sao? Vương Triều Trung thừa thế không buông tha, bước thẳng nói. Đối với tranh cãi bên trong nội bộ Đức Bình, các đồng chí ở tỉnh chỉ xem náo nhiệt. Chủ tịch địa khu Vương, huyện Ma Xuyên đương nhiên thuộc địa ủy Đức Bình quản hạt. Tuy nhiên, giống như địa khu Đức Bình Ủy ban Nhân dân địa khu cũng thuộc tỉnh Nam Phúc quản hạt chứ. Diệp Phàm nói. Tên này có ý gì? Trong lòng Vương Triều Trung thấy bực, thuận miệng nói. Đương nhiên là được rồi, tôi hiện tại bản thân là phó tổng chỉ huy của dự án quốc lộ thiên tường, bí thư Tề, phó chủ tịch tỉnh Tần, các vị lãnh đạo, tôi có kiến nghị. Sao không nhờ gió đông của dự án quốc lộ thiên tường cùng phối hợp tiến hành luôn với các dự án xây dựng quốc lộ của những địa phương khác ở Đức Bình? Đương nhiên, Đức Bình có thể không cần ban điều hành quốc lộ thiên tường bỏ tiền ra, nhưng tài chính mà Đức Bình tự chủ bị phải rút ra để cùng thống nhất an bài mới đúng.
nếu đã mượn gió đông thì phải chủ tính chung mới tốt. Nói không chừng còn có thể xin được chút kinh phí từ Bộ Giao thông, hơn nữa, tôi đề nghị do Chủ tịch Địa khu Vương chủ tính an bài việc sử dụng khoản tiền này. 25 triệu tệ của huyện Ma Xuyên cũng lấy ra và sẽ do tổ công tác mà Chủ tịch Địa khu Vương lãnh đạo phụ trách, xem như đó là kinh phí dùng cho công trình quốc lộ Thiên Tường. Diệp Phàm bình tĩnh nói, khiến mọi người phòng họp không hiểu được trong lòng tên này đang tính toán gì. Ừ, ý tưởng này rất tốt. Vừa mượn gió đông của quốc lộ Thiên Tường vừa giúp nhân dân Đức Bình có được lợi ích thực tế. Đức Bình, nói trắng ra thì cũng thuộc tỉnh Nam Phúc thôi, dân Đức Bình giàu lên, quốc lộ dễ dàng lưu thông thì cũng có một phần công lao của chúng ta trong đó. Huống chi lần này đa phần kinh phí của quốc lộ Thiên Tường đền do Bộ Giao thông bỏ ra. Tề Chấn Đào lên tiếng, quét nhìn Chủ tịch Địa khu Vương liếc mắt một cái, cười nói. Tuy nhiên, Chủ tịch Địa khu Vương đảm đương vai trò tổ trưởng của tổ chỉ huy công trình này không thích hợp, bởi vì ông ta không nằm trong danh sách tổ chỉ huy của Đảng ủy, cái này phải do tổ chỉ huy công trình chọn ra từ bên trong tổ chỉ huy của Đảng ủy mới đúng, hoặc là do các đồng chí ở Đức Bình đảm nhiệm mới thích hợp, bởi vì tiền là của chính bọn họ, chúng ta mặc dù mượn gió đông nhưng cũng nên đem quyền lực giao cho chính bọn họ mới thích hợp. Tề Chấn Đào vừa dứt lời, Vương Triều Trung hoàn toàn biến sắc. Bản thân ăn trộm gà không được còn phải mất nắm gạo, 25 triệu tệ của Ma Xuyên không cầm tới tay ngược lại số tiền tự chủ bị còn bị mất đi 8-9 triệu tệ. Vai trò tổ trưởng tổ công trình cũng vụt mất, vẫn do các đồng chí ở Đức Bình phụ trách, ngoại trừ Trang Thế Thành và Diệp Phàm ra thì còn có ai. Hơn nữa, danh hiệu tổ trưởng hẳn sẽ rơi vào tay Trang Thế Thành, vì Diệp Phàm kinh nghiệm chưa đủ. Việc này tôi thấy đồng chí Diệp Phàm khá thích hợp. Dù sao thì tôi còn phải chủ trì công tác của địa ủy, rất bận rộn, sợ sẽ làm không tốt, mong bí thư Tề và phó chủ tịch tỉnh Tần suy xét một chút. Trang Thế Thành xoay người liền đem ân tình bán cho Diệp Phàm. Một trong hai đồng chí của Đức Bình là Thế Thành đã đề cử đồng chí Diệp Phàm, tin rằng đồng chí Diệp Phàm có kiêm thêm một vai trò là tổ trưởng tổ chỉ huy công trình thì cũng sẽ có thể làm tốt công tác, tổ trưng đất giải phóng mặt bằng do đồng chí Diệp Phàm lãnh đạo trực tiếp an bài là được. Tề Chấn Đào vừa nói dứt lời, Vương Triều Trung thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thằng nhãi này tức đến tay run run, khẩn trương cho một tay vào kẹp giữa hai chân, vuốt vuốt cái thứ cưng cứng đó để lấy lại cảm giác cân bằng, bằng không, phỏng chừng sẽ ra nắm đấm. Tuy nhiên cũng thiếu chút là súng khai hỏa làm ướt cả da quần. Tề Chấn Đào ra tay quá âm hiểm, nếu địa khu Đức Bình tự lập ra tổ công tác, Vương Triều Trung khẳng định sẽ trà trộn chung vào làm rối để phân lợi ích. Mà đem việc này giao cho tổ của Diệp Phàm lãnh đạo, Vương Triều Trung sẽ không chen chân vào được, bởi vì Vương Triều Trung không phải là tổ viên trong tổ của Diệp Phàm, Trang Thế Thành mới là tổ trưởng, nếu lại muốn nhúng tay vào thì đúng là vô cớ xuất binh. Cảm ơn lãnh đạo đã tín nhiệm, tôi sẽ làm tốt công tác mọi công tác của địa khu Đức Bình vì dự án quốc lộ Thiên Tường. Diệp Phàm lập tức đứng lên, biểu lộ thái độ nói. Muốn chọc giận thì phải đem Vương Triều Trung ra chọc cho tức chết luôn. Lão này vẫn luôn hò hét, cho lão biết thiệt hại một lần cũng tốt. Tôi phục tùng mọi sắp xếp của lãnh đạo. Vương Triều Trung nghẹn lời hồi lâu mới nói ra được một câu mà thiếu chút nữa khiến ông ta phải nhảy lầu vì tức. Chương 980, ba người đàn bà. Ha ha, cho thấy tư tưởng của đồng chí giác ngộ rất cao, tôi rất vui mừng. Nếu ai cũng như đồng chí có trí tuệ như vậy thì lo gì chuyện quốc lộ Thiên Tường, phải không? Sau khi Tề Chấn Đào đấm cho Vương Triều Trung một quyền thật nặng, liền ném cho một cục kẹo đường để trấn an. Khiến trong lòng Vương Triều Trung thấy hơi thư thái một chút. Thầm nhủ, mẹ nó, không phải mấy chục triệu tệ, nếu Diệp Phàm đã muốn đấu cùng ông đây thì ông đây phải xuống tay thôi. Tháng 5 Trang Thế Thành nếu lại không bố trí bí thư huyện ủy đến Ma Xuyên, ông đây sẽ nổ súng. Hôm nay việc này rõ ràng là Tề Chấn Đào nghiêng nửa người về phía Diệp Phàm, bên này không sáng thì phía tây sáng. Tuy nhiên cũng lạ, Tề Chấn Đào và Diệp Phàm rốt cuộc có quan hệ như thế nào, thái độ giúp đỡ của Tề Chấn Đào đối với Diệp Phàm cũng khiến trong lòng của vài tổ trưởng nghi hoặc, đánh giá đối với Diệp Phàm lại nặng thêm vài phân. Xem ra vị tổ phó xếp hạng chót, kinh nghiệm lý lịch nông cạn, cấp bậc thấp nhất này cũng không phải là đối tượng dễ chạm vào. Rốt cuộc cũng tan cuộc họp. Diệp Phàm từ trong ánh mắt lãnh đạm của Vương Triều Trung kia cảm nhận được sát khí dày đặc. Trang Thế Thành cũng cảm nhận được nên đi tới vỗ vỗ vai Diệp Phàm, cười nói. Chỉ cần đường đường chính chính thì không cần lo lắng gì. Nơi này là thiên hạ của đảng, không phải của riêng ai. Buổi tối,
Tổng Giám đốc Hầu Kim An của công ty Vũ Thánh cho mời. Vốn là Diệp Phàm muốn tránh Tị Hiềm, nhưng dự án quốc lộ Thiên Tường rất vang dội, chẳng những các công ty bản địa của Đức Bình tham gia đấu thầu, mà chủ yếu nhất chính là các công ty có tư cách cạnh tranh toàn tỉnh Nam Phúc đều đã tới. Đặc biệt vài tập đoàn cầu đường ở Thủy Châu cũng đánh hơi mà đến. So sánh với nhau thì công ty ở Đức Bình chỉ có công ty Vũ Thánh là có năng lực cạnh tranh. Bởi vì công ty Vũ Thánh là một công ty con của tập đoàn Vũ Thánh, có tổng công ty chống lưng nên thực lực khá hùng hậu. Thân là cán bộ của Đức Bình, bất luận là Trang Thế Thành hay là Vương Triều Trung, hoặc Diệp Phàm, ai cũng đều hy vọng công ty bản địa có thể tranh thủ kiếm chút gì từ chiếc bánh ngọt đó. Tuy nhiên, quyền khống chế đấu thầu lần này chủ yếu nằm ở trong tay Tề Chấn Đào và Tần Hoài Bắc, các tổ phó bên dưới đương nhiên cũng có quyền lực nhất định. Mặc dù là thế, nhưng di động của các phó tổng chỉ huy cũng thiếu chút nữa bị gọi đến cháy máy. Trên do trong tỉnh cần người, giữa do ngoài tỉnh thậm chí một số cán bộ và ủy ban của Trung ương, dưới có lãnh đạo Đức Bình, tất cả để nói chuyện tình nghĩa cả. Đối với công ty của Tổng Giám đốc Hầu, có thể chiếu cố thì Diệp Phàm vẫn muốn chiếu cố một chút, dù sao chiêu bài của công ty đó cũng khá mạnh, lại là công ty bản địa ở Đức Bình. Đang tính bước lên xe thì điện thoại vang lên. Bên trong một giọng nữ dễ nghe truyền đến nói. Chỉ huy Diệp còn nhớ tôi không? Cô là, Diệp Phàm quả thật nhớ không ra. Thầm nghĩ rốt cuộc đó là ai? Sao có số điện thoại của mình? Ha ha, chúng ta từng hợp tác qua, khi đó ở Lâm Tuyền. Tiếng cười từ bên trong truyền ra nghe mê người. Cô là Tổng Giám đốc Ôn. Diệp Phàm cuối cùng cũng nhớ ra. Ôn Bảo Linh dẫn dắt công ty Thiên Lạc Đức Bình từng tiếp nhận dự án xây dựng trụ sở làm việc của khu kinh tế Lâm Tuyền và khu công nghiệp Gành Quỷ Anh nên cũng được coi như là từng hợp tác qua. Ha ha, chỉ huy Diệp có rảnh không? Nếu rảnh thì không còn gì hân hạnh bằng được mời anh dùng bữa cơm. Giọng của Ôn Bảo Linh nghe rất có sức hút, có chút gì đó làm người ta mê người. Rất xin lỗi, buổi tối thực không thể lấy đâu ra thời gian. Diệp Phàm cười nói. Thầm nhủ sức hấp dẫn ở Thiên Tường đây. Chỉ huy Diệp, hiện tại làm chỉ huy rồi nên không quen người quen cũ rồi sao? Trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ khác, không phải là bạn học trường Đảng Thái Hồng Ngẫu thì là ai? Không thể tưởng được là Ôn Bảo Linh thật sự rất có thủ đoạn, đến bạn học trường Đảng của mình cũng lôi vào. Là Hồng Ngẫu đấy à, buổi tối thực không rảnh. Diệp Phàm có chút khó xử, Thái Hồng Ngẫu chẳng những là bạn học trường Đảng. Hơn nữa còn là phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ địa ủy. Thực sự không đến sao, Trần Lôi cũng đến đấy. Vài người chúng ta nhân cơ hội này tụ tập lại đi. Đừng làm quan to rồi nên không nhận người quen. Hừ, Thái Hồng Ngẫu dường như tức giận, giả vờ hừ một tiếng nói. Vậy thì thế này đi, tôi sẽ hồi người khác vậy. Diệp Phàm thở dài, biết không nhận lời là không được, cha của Thái Hồng Ngẫu là bí thư quận Thông Đô. Nghe nói sắp được đề cử ghế phó chủ tịch địa khu, ở Đức Bình cũng được coi như là người rất có phân lượng. Còn Trần Lôi đảm nhiệm ghế phó chủ nhiệm ở văn phòng ủy ban nhân dân địa khu, cũng là tai mắt tốt. Vương Triều Trung có chút gió thổi cỏ lay thì mình cũng có thể hỏi dò bóng gió một chút. Bởi vậy, đành phải nhận lời mời của Tổng Giám đốc Hầu, nhưng cũng mịt mờ nói sẽ tương trợ. Tổng Giám đốc Hầu nghe xong rất cảm động, nói ngày mai nhất định sẽ lại mời. Đi chỗ nào để ủy viên chúng ta vui chơi giải trí? Diệp Phàm trêu đùa nói. Bởi vì Thái Hồng Ngẫu khi ở trường Đảng học tập công việc đảm nhiệm chính là ủy viên vui chơi giải trí của khóa học thanh niên thế kỷ ưu tú. Đến biệt viện Khang Kiều. Thái Hồng Ngẫu cười nói. Duyệt, đến lúc đó đừng trách tôi sư tử to mồm ăn nghèo cô đấy. Diệp Phàm cười nói, cảm thấy cô Thái Hồng Ngẫu này cũng không tệ, tính tình cũng rất thẳng thắn. Không có vẻ gì giả dối, hơn nữa, khi còn ở trường Đảng vì tự tiến cử mình ngồi lên ghế trưởng lớp mà cô tự mình ra mặt kéo theo không ít người nhập bọn. Diệp Phàm dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút với người uống nước nhưng không đào giếng mới đúng. Ha ha, đêm nay chị em tốt của tôi là chị Ôn mời khách, đến lúc đó cậu đem cô nàng ăn tươi tôi cũng không phản đối, khanh khách. Thái Hồng Ngẫu lớn mật vui đùa, Trần Lôi, Ôn Bảo Linh đang ở bên cạnh mặt đỏ dần. Ha ha. Nếu tôi thay đổi khẩu vị muốn ăn cô thì sao đây? Trong lòng Diệp Phàm trách Thái Hồng Ngẫu lớn mật, nên phản quân nói. Được thôi, chỉ cần cậu dám thì chúng tôi sẽ là nhím xù lông, khanh khách. Thái Hồng Ngẫu ngắt điện thoại trong tiếng cười. Từ sau khi chiếc Wrangler báo hỏng, Diệp Phàm lái chiếc Santana.
tổng bộ của tổ đặc nhiệm không tỏ vẻ gì, khiến trong lòng Diệp Phàm luôn mắng Trấn Đông Hải nhỏ mọn. Không lâu sau đã tới biệt viện Khang Kiều, không biết buổi tối Ôn Bảo Linh kêu khách nào đi cùng, Diệp Phàm có linh cảm một mình tác chiến. Mặc kệ các cô, chỉ vài cô nàng thôi mà, có thể ăn tươi bố mày sao? Diệp Phàm cười khan rồi cho xe dừng hẳn. Vừa mới đẩy cửa bước ra, phát hiện dưới bóng cây có hai người đang đứng, một người phỏng chừng là nhân viên phục vụ của biệt viện, người còn lại không ai khác chính là Tổng Giám Đốc Ôn Bảo Linh. Cô này mặt trang điểm nhẹ, áo màu hồng phấn váy trắng, chân mang đôi giày da màu đen, tóc đen bóng như thác nước, nhìn vừa tao nhã vừa có cảm giác rất hấp dẫn. Diệp Phàm thấy nao nao, Ôn Bảo Linh nhìn thấy trước kia luôn cho người ta cảm giác trang trọng cao nhã, nhưng đêm nay thì cô như thoát ra khỏi cái lớp trang trọng kia, đôi chân thon dài, bộ ngực đầy đặn khiến cho người ta cảm thấy tim đập mạnh hơn. Không ngờ cô tự mình đến đây. Diệp Phàm mỉm cười nói. Tôi dám không đến sao? Anh hiện tại là khách quý, chúng tôi phải nịnh bợ anh mới được. Ôn Bảo Linh giọng điệu giống như hơi hờn, nhưng cũng khiến Diệp Phàm sửng sốt, thầm nhủ, quái, ông mày không biết cư xử thế nào đây, trước kia khi ở Lâm Tuyền gặp nhau chỉ là xã giao, chưa từng có hành động thân thiết quá giới hạn. Đúng lúc này, từ xa một chiếc Audi dừng lại dưới tàng cây, Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo Ôn Bảo Linh lùi về phía bóng cây. Đó không phải là người anh quen. Ôn Bảo Linh nói nhỏ ở bên tai Diệp Phàm. Không phải. Diệp Phàm đáp, dưới đôi mắt ưng, phát hiện người từ trong xe bước ra chính là cục trưởng của công an địa khu Lâm Thiên. Người này vừa bước xuống xe, hai phụ nữ toàn thân mặc một màu đen, một trái một phải, dựa sát vào người ông ta đi về phía sân khấu ở đại sảnh. Cục trưởng Lâm là khách quen nơi này. Ôn Bảo Linh cười nói. Khách quen, nghe nói nơi này chi phí khá cao. Diệp Phàm nói. Đó là mỗi lần cục trưởng Lâm đến, động phủ mà người ta chuẩn bị cho ông ta đều là trước tam giáp. Lại không cần ông ta ra tiền, phí có cao tới đâu cũng không việc gì. Hơn nữa, hai phụ nữ đi bên cạnh ông ta được người trong giới gọi là Đại Kiều, Tiểu Kiều, ha ha. Ôn Bảo Linh hơi thở thơm tho, khiến Diệp Phàm nghe ngứa ngáy bên tai. Đại Kiều, Tiểu Kiều, không thể ngờ được rằng cục trưởng Lâm lại có nhã hứng, cũng noi theo Chu Công thời Tam Quốc, nhưng thật ra ông ta lợi hại hơn nhiều, người ta Chu Công chỉ có Tiểu Kiều, còn ông ta đến Đại Kiều của Tôn Sách Đại Vương cũng bao nốt. Diệp Phàm mở miệng vui đùa nói, đi theo Ôn Bảo Linh vào trong. Ha ha, một con rồng đạp hai con phượng, đàn ông các người không phải đều thế sao, làm không biết mệt. Ôn Bảo Linh liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hình như có ý đó. Ha ha, tôi là loại người trước giờ có tà tâm nhưng không dám trộm, không tưởng thôi. Diệp Phàm nhỏ giọng cười, hỏi. Đại Kiều Tiểu Kiều không tệ, hai người đó chẳng lẽ là song sinh, nếu không sao đều mặc đồ đen. Điểm này thì anh đoán đúng rồi, đúng thật là một đôi song sinh. Mở một câu lạc bộ giải trí tên Diệp Phong, kỳ thật, toàn bộ là dựa vào cục trưởng Lâm để làm ăn. Nghe nói bên trong cái gì cũng có, rất bát nháo, tuy nhiên, đã có cục trưởng Lâm chống lưng nên cũng không có kẻ đuôi mù nào dám đến gây rối. Ôn Bảo Linh tỏ ra tin tức rất linh thông. Xem ra Đại Kiều, Tiểu Kiều rất có tiền, tuổi trẻ như vậy mà mở được câu lạc bộ giải trí xa hoa như thế, đáng nể. Kỳ quái, bọn họ ở nhà tự mở câu lạc bộ giải trí, vậy còn lui tới biệt viện Khang Kiều này vung tiền làm gì? Chẳng lẽ tiền nhiều quá nên không có chỗ đốt? Diệp Phàm vờ như tùy hứng hỏi. Đây là điều bí ẩn, người bình thường sẽ không nhận ra. Anh chẳng lẽ không cảm giác được, tới nơi này trên cơ bản thì nhân mã của hai bên sẽ không phải gặp mặt. Đây là chỗ lợi hại của biệt viện Khang Kiều, muốn bàn chuyện quan trọng, muốn chơi bời gì đó thì nơi này là địa điểm tốt nhất. Hơn nữa, cách điệu cao nhã, phong cách độc đáo. Ôn Bảo Linh nhỏ giọng cười nói, một câu cũng không đề cập về chuyện đấu thầu của dự án quốc lộ Thiên Tường. Vừa đi vừa nói đến khi bước vào động thiên số 2, Ôn Bảo Linh hơi ngượng ngùng, nói. Ngại quá, động thiên số 1 bị người ta đặt mất rồi, đành phải ở số 2 vậy. Đẳng cấp khá cao, Tổng Giám Đốc Ôn, cần gì tiêu pha như thế? Diệp Phàm nói. Có thể mời được chỉ huy Diệp đại giá quang lâm, số 2 không là gì. Hai người cười nói bước vào động thiên. Nội thất bên trong không thua gì động thiên số 1, chỉ có điều hơi nhỏ hơn một chút. Thái Hồng Ngẫu cùng Trần Lôi đang uống trà. Diệp Phàm quét qua một vòng, nói. Chỉ có vài người chúng ta sao? Chẳng lẽ anh còn chê ít, muốn không,
tôi kêu thêm vài cô nàng đến tiếp. Thái Hồng Ngẫu trêu ghẹo nói, có chút gì rất mờ ám. Ha ha, không dám, ba người thì tôi chịu không nổi, sao dám hy vọng chuyện xa vời. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, đổi lại chính là cái lườm của ba cô. Không đợi lâu, rượu và thức ăn được đưa lên, Trần Lôi mở một dòng nhạc rất êm dịu. Vài ly rượu xuống bụng, sắc mặt của ba cô nàng đã hơi hơi đỏ, nhìn dưới ánh đèn càng có vẻ mê người. Diệp Phàm tuần qua một vòng cái động có chút lãng mạn này, trong lòng cảm giác được một thứ cảm giác bức bối trào dâng lên. Chương 981, khá kiểu diễm. Diệp Phàm, tôi nói thẳng đây, lần này dự án quốc lộ thiên tường khởi công, cũng đừng quên phần của chị em tốt của tôi là Bảo Linh, nghe nói công ty thiên lạc của cô ấy từng hợp tác với anh khi ở Lâm Tuyền, coi như đã là khách hàng cũ rồi, anh nên chiếu cố thêm. Thái Hồng Ngẫu dùng danh nghĩa bạn học ra nói chuyện. Cái này, cô cũng thấy đấy không dễ dàng gì, tuy rằng tôi là phó chỉ huy của bộ chỉ huy, nhưng nói thật, tôi cũng không thể nói rõ. Bên trong tất cả đều là quan lớn cấp giám đốc sở trở lên, tôi chỉ là một trưởng phòng còn con, chỉ có thể làm kẻ chạy cờ. Diệp Phàm mịt mờ từ chối, bởi việc này đương nhiên không thể dễ dàng nhận lời. Hừ, cứ vờ vịt, ai chẳng biết đại danh của phó chỉ huy Diệp, gần đây việc trưng đất giải phóng mặt bằng và bồi thường bóng dáng của anh xuất hiện khắp mọi nơi. Đừng nói với tôi anh không có quyền, kỳ thật, nó nằm cả ở trong hạng mục công trình. Có thể nắm giữ khoản tiền bồi thường trong tay thì quyền lực tương đối lớn rồi. Việc này cho thấy lãnh đạo trong bộ chỉ huy rất coi trọng anh, bằng không, sao lại đồng ý giao quyền lực cho anh. Thái Hồng Ngẫu cũng không phải là người dễ qua mặt, từng câu từng chữ nói trúng tim đen Diệp Phàm. Đương nhiên là chưa nói tới khoản kiếm chắc được, chỉ mới nói tới quyền lực thôi. Tôi biết chỉ huy Diệp nhìn cao, xem thường công ty nhỏ như chúng tôi. Tổng giám đốc Hầu hình như gần đây rất năng động. Chỉ mỗi Ma Xuyên thôi cũng đã chạy tới chạy lui vài lần. Chỉ huy Diệp có phải trách Ôn Bảo Linh tôi không sớm đến chào hỏi hay không? Nói thật, tôi cũng muốn đến lắm, nhưng gần đây công ty bận rộn chuyện quốc lộ La Thủy, cho nên đã làm lỡ việc. Ôn Bảo Linh có vẻ hơi hờn, nói. Ôi, Hồng Ngẫu, Tổng Giám Đốc Ôn, các cô đừng nói tôi vô tình thế chứ. Theo ý của tôi mà nói có đem cả dự án quốc lộ thiên tường toàn bộ giao cho công ty bản địa Đức Bình tôi cũng không có ý kiến. Chỉ có điều lần này bộ chỉ huy đã có quyết sách, tất cả đều do các công ty ở tỉnh làm. Mặc dù là tôi và Bí Thư Trang có góp lời, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đấu thầu lần này chủ yếu ở trong tay Bí Thư Tề và Phó Chủ tịch tỉnh Tân, bởi vì quốc lộ thiên tường là đại công trình của Bộ Giao thông, hơn nữa chạy xuyên suốt qua ba tỉnh, chẳng những lãnh đạo ba tỉnh đó nhìn chăm chú vào, mà ngay cả các lão thành trong Bộ Giao thông cũng không dám làm cầu thả. Lần này... Thứ vứt bỏ chính là lý lịch và tài chính, nói khó nghe thì công ty ở Đức Bình ngoại trừ công ty Vũ Thánh có thể cùng các công ty ở Thủy Châu cạnh tranh ra cái khác công ty thực lực đều không có. Đương nhiên, tôi và Bí Thư Trang cũng đã vì công ty bản địa Đức Bình tranh thủ được một vài đoạn đường, nhưng muốn bao trọn đoạn đường kia thì không có khả năng. Diệp Phàm nói rất thẳng thắn và thành khẩn. Chuyện này tôi cũng rõ, Thiên Lạc chúng tôi đang đứng ở thời kỳ phát triển. So cùng công ty lớn như Nam Hoa của Thủy Châu là chuyện không thể so được, người ta có tiền, có thế. Nhưng công ty Thiên Lạc chúng tôi trước giờ rất có uy tín, tòa nhà Đức Hồng cũng do Thiên Lạc nhận thầu và xây dựng. Chất lượng công trình thì chỉ huy Diệp chắc cũng nghe qua. Tiếc rằng chúng tôi là công ty có quy mô nhỏ. Tôi hy vọng chỉ huy Diệp có thể nhìn vào tình hình thực tế của Đức Bình mà ưu ái một chút. Điều này cũng hợp với chủ trương chính sách của địa khu. Luôn chế định muốn giúp đỡ xí nghiệp bản địa. Hơn nữa, sau này công ty Thiên Lạc lớn mạnh rồi mọi người sẽ không quên ơn của chỉ huy Diệp. Ôn Bảo Linh rất biết nói chuyện, đưa chính sách địa khu vào làm ví dụ. Tổng Giám Đốc Ôn, mấu chốt của vấn đề là các cô có thể bước vào cánh cửa thứ hai hay không? Diệp Phàm có chút xem nhẹ công ty Thiên Lạc. Mặc kệ có vào được hay không, chúng tôi đều muốn thử. Ôn Bảo Linh đột nhiên khí thế hừng hừng. Xem ra có vẻ không chịu thua. Bỏ đi, đừng nói về vấn đề này nữa, chúng ta đi nhảy thôi. Thái Hồng Ngẫu đề nghị nói. Trần Lôi liền mở nhạc vũ trường. Diệp Phàm, anh phải giúp Bảo Linh. Thái Hồng Ngẫu vừa nhảy vừa nói bên tai Diệp Phàm. Tôi sẽ suy xét. Diệp Phàm vẫn từ chối, bởi việc này đích xác không dễ giúp. Bác của Bảo Linh là phó chủ tịch địa khu Ôn Tín Niên ở Đức Bình, xe của Đường Diệu phó chủ tịch địa khu lái.
ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã xuống khảo hạch phó chủ tịch địa khu Ôn rồi. Thái Hồng Ngẫu dù sao cũng công tác bên ban tổ chức, cho nên tin tức của phương diện này rất nhạy bén. Cô nói phó chủ tịch địa khu Ôn gia nhập thường vụ. Diệp Phàm thản nhiên hỏi nhưng không kinh ngạc lắm, bởi vì chuyện này đã từng nghe Tề Chấn Đào nói với Trang Thế Thành, phỏng chừng do lúc ấy Tề Chấn Đào vì muốn qua lại với Lão Phượng nên tìm Trang Thế Thành làm cầu nối. Cho nên, bán chút ân tình cho Trang Thế Thành, không thể tưởng được Ôn Tín Niên chính là người mà Trang Thế Thành lựa chọn, hoặc cũng có thể Ôn Tín Niên là người mà Tề Chấn Đào nhắm đến. Kỳ thật, trong vài chủ tịch địa khu ở Đức Bình, thực lực của Ôn Tín Niên cũng không phải hàng mạnh nhất, nếu nói mạnh nhất thì phải là phó chủ tịch địa khu Cha Kế Cương. Đến Đường Thiên Thạch khi so với Ôn Tín Niên cũng mạnh hơn một vài phần. Chỉ có điều Cha Kế Cương vẫn luôn đi lại với Vương Triều Trung, còn Đường Thiên Thạch lại quá kiêu ngạo, cho nên, đều khó có thể lọt vào pháp nhãn của Trang Thế Thành, nên mất đi cơ hội gia nhập thường vụ. Ôn Tín Niên xếp hạng 3 trong các vị phó chủ tịch địa khu, tuy nhiên, tuổi tác của ông lại lớn nhất, phỏng chừng cũng sắp 50. Người tính khí trầm ổn, thẳng thắn, làm việc thì đâu ra đó, đây có lẽ là nguyên nhân mà Trang Thế Thành lựa chọn ông ta. Ừ, phỏng chừng chỉ trong vài ngày nữa sẽ tuyên bố. Thái Hồng Ngẫu cười nói, thấy vẻ mặt của Diệp Phàm rất thản nhiên, cứ như không để ý nhiều vậy. Anh sao thế, đừng tưởng rằng là đại bí thư thay thế, một chức phó tổng chỉ huy xuông thì lên mặt. Người ta tốt xấu gì thì cũng là ủy viên thường vụ, nếu muốn gì thì rất phiền toái, hừ. Thái Hồng Ngẫu có chút tức giận, áp sát miệng vào bên tai Diệp Phàm lớn tiếng hét. Nói sau, thêm bạn thì thêm cơ hội, dự án quốc lộ thiên tường phó chủ tịch địa khu Ôn không có biện pháp nào nhúng tay vào, nhưng quốc lộ thiên tường cũng không thể thi công cả đời. Hơn nữa, về sau công việc trưng đất di rời thì bác của Bảo Linh có thể gián tiếp giúp đỡ anh. Hồng Ngẫu, không phải tôi không giúp. Việc này tôi không có quyền quyết định, chỉ có thể đề nghị thôi. Tôi cùng bí thư Trang sớm đã thương lượng mọi thứ, ngày mốt bộ chỉ huy sẽ họp đảng ủy, khi đó chúng tôi sẽ vì quyền lợi công ty bản địa tham dự đấu thầu mà đấu tranh. Ít nhất cũng có thể đấu tranh được vài đoạn lộ, điều này cũng là cố gắng của chúng tôi trong khả năng có thể, dù sao, bộ chỉ huy đều do lãnh đạo ở tỉnh quản, lực lượng vẫn rất mỏng. Tôi hiện tại nếu nhận lời Bảo Linh thì khác nào nói suông, làm thế được gì? Diệp Phàm nói với giọng điệu chân thành, Thái Hồng Ngẫu nghe vậy nên không rằng co nữa. Trong chốc lát, Ôn Bảo Linh cũng đi ra nhảy cùng Diệp Phàm. Lúc này, Thái Hồng Ngẫu cũng vờ làm chuyện xấu, liền đẩy Ôn Bảo Linh ngã vào người Diệp Phàm. Ôn Bảo Linh tìm cách né tránh nhưng lại bị Trần Lôi và Thái Hồng Ngẫu ôm chặt không cho cô thoát khỏi lồng ngực Diệp Phàm. Về phần hắn thì đối với chuyện thế này đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cự tuyệt. Mắt đắm đuối nhìn bộ ngực căng tròn của Ôn Bảo Linh cùng cặp mông lắc lư khi xoay người rất hấp dẫn thi thoảng lại cọ sát vào người khiến hắn có cảm giác như nóng lên. Đến cuối cùng, Ôn Bảo Linh cũng không thèm phản ứng nữa, cũng không từ chối, để Diệp Phàm tùy ý nhẹ nhàng ôm lấy, hai người ép sát vào nhau cùng nhảy một bàn, đúng là Thái Hồng Ngẫu và Trần Lôi như được mở rộng tầm mắt. Tính cách của Ôn Bảo Linh hai cô rất quen thuộc, tuy lăn lộn trong giới kinh doanh, nhưng kiểu mẫu của cô lại thuộc dạng rất truyền thống. Trong việc buôn bán thì chuyện cười đùa là khó tránh, nhưng một vài người có tiền có thế muốn động tay động chân vào người của Bảo Linh thì tuyệt không thể, nếu làm bừa thì khả năng ăn cái tát tai là chuyện thường. Đi tắm thôi, nhảy vài bản nhạc, mọi người đã có cảm giác mệt mỏi, hơn nữa, trên người da đầy mồ hôi nên không vui vẻ gì. Trần Lôi kêu lên, ba cô trốn vào phòng thay áo tắm, Diệp Phàm cũng thay đồ, chỉ có điều không mang đồ giặt đến. Xui xẻo. Sớm biết rằng có chuyện này thì đã mang quần áo đến rồi, chẳng lẽ phải mặc quần áo dơ? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, kêu nhân viên phục vụ lại, bảo cô đi mua hộ một bộ. Khi ba cô từ trong phòng đi ra, hai mắt Diệp Phàm bỗng nhìn đăm đăm. Trần Lôi nghe nói sắp kết hôn, do chưa có con nhỏ cho nên bộ ngực khá đẹp, mông cũng không tệ. Mông của Thái Hồng Ngẫu nhiễm không to, nhưng bộ ngực khá tròn, hai chân thon dài gợi cảm, đúng là khiến người khác phải động lòng. Mê người nhất vẫn là người lớn tuổi nhất Ôn Bảo Linh, cô này nghe nói độ 27-28. Mông đầy, ngực tròn khêu gợi trong bộ đồ bơi trong suốt mê người. Còn cả đường cong của thân hình duyên dáng, tuy không thuộc loại mỹ nữ, nhưng cũng khiến đàn ông thèm muốn. Ôn Bảo Linh rất gợi cảm, nhưng cũng không làm cho người ta có một thứ cảm giác là rất mập, có lẽ cái mập đó là mập đẩy đà, là khiêu gợi. Bởi vì trong phòng có hồ suối nước nóng nhỏ, đủ cho 5-6 người ngâm mình.
vừa xuống nước, đồ tắm bị nước thấm vào, những chỗ trên cơ thể không trong suốt giờ liền bị trong suốt. Ba cô dưới cái nhìn của Diệp Phàm cảm thấy mặt hơi hơi đỏ. Nhìn gì mà nhìn, không thấy qua mỹ nữ sao? Thái Hồng Ngẫu có chút phiền não, trừng mắt nhìn gã bất lương liếc mắt một cái. Ha ha, mỹ nữ đương nhiên là thấy qua rồi, nhưng xinh như ba em thì chưa thấy qua. Truyền thuyết nói Thượng Đế sinh ra phụ nữ là cho đàn ông nhìn, bằng không, các mỹ nhân mặc đẹp như vậy để làm chi? Hắn hắng giọng cười nói, một chút xỉ cũng không nghĩ đến. Tuy nhiên, ba cô biết Diệp Phàm nói đùa, nhưng cũng nghe và rất thích. Kỳ thật, trong ba cô thì Trần Lôi chỉ thuộc bậc trung, Thái Hồng Ngẫu ở mức trung bình, còn Ôn Bảo Linh thì ngược lại, cũng thướt tha, cũng thành thục, miễn cưỡng thì cũng được xem là thượng phẩm. Diệp Phàm, anh nên chú ý chút, Ma Xuyên có khả năng sẽ thay đổi thời tiết. Trần Lôi đột nhiên tiết lộ một câu, Diệp Phàm hơi sửng sốt, nói. Có ý gì vậy? Có phải việc bí thư huyện ủy chọn người đã có quyết định hay không? Quyết định, hẳn là không có, tôi vẫn chưa nhận được tin tức. Tuy nhiên, nghe nói chủ tịch địa khu Vương và phó bí thư Lôi gần đây luôn đề cập đến, bí thư Trang vẫn đang suy xét, phỏng chừng trung tuần tháng 5 sẽ xuống quyết định. Thái Hồng Ngẫu công tác ở ban tổ chức cán bộ, đối với phương diện này thì tin tức đương nhiên linh thông hơn so với Diệp Phàm. Tuy nhiên đáng tiếc rằng anh đảm nhiệm chức chủ tịch huyện không được mấy tháng thì tuổi đã vượt qua tuổi thanh niên, bằng không, đây là cơ hội tốt để trở thành người chủ trì huyện Ma Xuyên. Ha ha, việc này tôi không dám nghĩ đến, mục tiêu chính trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ mà Bí Thư Trang và Lão Vương giao cho tôi, đó là ngả mũ công trình quốc lộ Thiên Tường. Chỉ với kinh nghiệm lý lịch này chính thức nhậm chức Bí Thư, tôi không bị các bô lão địa khu này phun nước miếng cho chết đuối mới là chuyện lạ. Diệp Phàm khá thoải mái. Biết rõ kinh nghiệm lý lịch của mình nên không hy vọng xa vời. Tuy nhiên, Trần Lôi, những lời vừa rồi cô nói là có ý gì? Chương 982, tạo áp lực. Tôi cũng trong lúc vô tình mà nghe được, chủ nhiệm Khâu Mậu Thủy của Văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu chúng ta có khả năng sẽ tới Ma Xuyên, lúc ấy cửa bọn họ không quan trọng, có đồng chí nói vui như vậy, Khâu Mậu Thủy tuy không đề xuất phản bác, cứ như cam chịu vậy. Trần Lôi là phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu, sự hiểu biết khẳng định rất rộng, kỳ thật, Trần Lôi cũng âm thầm vui mừng. Trần Lôi, vậy cô không phải là có hy vọng rồi sao, bước rất hay. Thái Hồng Ngẫu cao hứng nói, tuy nhiên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hơi ngượng ngùng, nói. Đối với anh thì không phải là chuyện tốt. Khâu Mậu Thủy là người như thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Nếu Khâu Mậu Thủy có khả năng đến Ma Xuyên đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, thì cái đầu tiên cần phải thăm dò rõ ràng là bối cảnh của người này, để dễ bố trí sách lược ứng đối. Khâu Mậu Thủy à, người này rất khó nói, lòng dạ rất sâu. Vẫn luôn đi theo chủ tịch địa khu Vương, hình như là người nhiều mưu trí trong phe phái của bọn họ. Người này trên mặt nhìn qua không thấy lộ ra hỉ nộ ái ố, cũng rất ít khi biểu hiện khí phách ra ngoài, nhưng biện pháp dùng trị người sau lưng thì khó lường. Thuộc loại người rất khó chơi, rất khó đối phó. Là bạn học cũ nên tôi nhắc nhở anh, cẩn thận khi đối phó, đừng để lật thuyền trong mương. Trần Lôi kể từ sau ngày cùng Diệp Phàm và Trang Thế Thành cùng đến canteen ăn cơm, thêm lần ở Thủy Châu Bát Bảo gặp Tề Trấn Đảo đối với Diệp Phàm rất thân thiết, liền quyết tâm trợ giúp Diệp Phàm. Hơn nữa, từ biểu hiện của Diệp Phàm thời gian gần đây rất xuất sắc, đừng nói là bí thư Trang ở địa khu vừa lòng, mà nghe nói bí thư Quách Phác Dương ở tỉnh cũng khen thưởng hắn. Cho nên, Trần Lôi càng chắc chắn với quyết định của mình hơn, nguyện làm tai mắt cho Diệp Phàm, đóng quân tại văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Ừ, không có gì. Diệp Phàm thản nhiên nói, kỳ thực trong lòng không được bình tĩnh cho lắm, nhìn Trần Lôi liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói. Trần Lôi, có muốn ngồi vào chỗ của Lão Khâu? Muốn thì ai không muốn, chỉ có điều vị trí đó đang bị chủ tịch địa khu Vương khống chế trong tay, không có phần của tôi. Trần Lôi lắc lắc đầu. Cái đó rất đơn giản, cô hôn Diệp Phàm một cái, coi như là cái giá phải trả cho việc đổi mũ quan, đến lúc đó Diệp Phàm ở trước mặt bí thư Trang đề cử, có lẽ có thể có được cái vị trí kia, khanh khách. Thái Hồng Ngẫu nửa đùa nửa thật. Tôi đánh chết cô, con bé chết tiệt kia, dám loạn ngôn. Trần Lôi mặc kệ, đuổi theo Thái Hồng Ngẫu đang cười khanh khách trốn vào người của Diệp Phàm, Trần Lôi nhào tới. Thái Hồng Ngẫu thấy không ổn liền khẩn trương khéo Ôn Bảo Linh ra làm tấm chắn cho mình. Trần Lôi chạy quá nhanh, đụng phải Ôn Bảo Linh, hai cô túm qua túm lại,
túm sau đó mà kéo cả áo tắm của đối phương tuột hẳn xuống, do áo tắm khá rộng, lập tức nửa ngực bị lộ ra hết, lại còn chạm vào người của Diệp Phàm nữa chứ. Diệp Phàm khẩn trương giơ hai tay ra ôm hai cô lại không cho bị ngã sấp xuống. Tuy nhiên cùng với cái ôm đó thì bốn gò bồng đảo cũng cọ sát vào hắn. Á, chết rồi, có người được nhìn đã mắt rồi, thiệt thòi quá. Thái Hồng Ngẫu ở phía đối diện đắc ý kêu lên, vừa kêu vừa chỉ vào bộ ngực của Ôn Bảo Linh và Trần Lôi. Á, hai cô cúi đầu liền lập tức phát hiện ra, xấu hổ đến hai tai đều đỏ dần lên, khẩn trương hoảng không ngừng địa hướng lên trên lấy quần áo. Khanh khách, có sao đâu, dù sao cũng không có người ngoài, cho Diệp Phàm nhìn một chút có thiệt đi đâu. Thái Hồng Ngẫu đến gần đắc ý cười gượng nói. Đúng lúc này, Trần Lôi cùng Ôn Bảo Linh đột nhiên ra tay, một người ôm lấy Thái Hồng Ngẫu, một người dùng hai tay kéo áo của cô ta xuống. Cảnh trước mắt Diệp Phàm lập tức hiện ra một thân hình trắng như tuyết, da thịt nõn nà, cảnh này khiến người ta loạn nhịp tim, như muốn phun huyết. Ôn Bảo Linh lần này quá ác, kéo một cái liền kéo đến tận rốn, trong tiếng thét chói tai của Thái Hồng Ngẫu, hai cô hợp lực đẩy Thái Hồng Ngẫu vào người Diệp Phàm, sau đó hai người nhảy xuống hồ, trong phút chốc thành đồng minh. Cảnh tượng này nói mờ ám bao nhiêu thì mờ ám bấy nhiêu. Diệp Phàm giả vờ đến đỡ người, vô tình sờ được chỗ muốn sờ, tùy tay nhéo một cái, cảm giác rất thích thú. Thái Hồng Ngẫu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thét chói tai đẩy ra, tuy nhiên, đẩy đâu không đẩy, không ngờ đẩy trúng cái đó của hắn. Cô này đương nhiên cũng cảm giác được, á một tiếng sau đó khẩn trương kéo áo lên. Trò khôi hài rốt cục đã kết thúc. Trần Lôi, nếu Khâu Mậu Thủy thật sự tới Ma Xuyên, văn phòng ủy ban nhân dân địa khu khẳng định sẽ có thêm một vị chủ nhiệm, đến lúc đó, khi có cơ hội tôi sẽ đề cập với Bí Thư Trang, thành hay không thì tôi không dám cam đoan, nhưng mà cũng có chút chắc chắn. Diệp Phàm cho Trần Lôi một lời hứa hẹn, khiến hai mắt Trần Lôi đột nhiên sáng lên. Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1997. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, tuy nhiên, ở Lão Hổ Khẩu núi Thiên Sa Mạch của huyện Ma Xuyên cờ bay phấp phới. Bởi vì, đường hầm hổ lĩnh khởi công tại Lão Hổ Khẩu, việc khởi công này cho thấy quốc lộ thiên tường đã bắt đầu tiến vào giai đoạn khởi công. Chu Chủ tịch tỉnh cùng Tề Chấn Đào và Phó Chủ tịch tỉnh Tần đang cắt băng khánh thành. Không ít quan to có mặt, Phó trưởng ban bên Bộ Giao thông cũng đến, Tổng cục Hậu cần cũng phái thiếu tướng đến, cho nên, Phó Tổng chỉ huy Diệp Phàm có bổn phận làm chân chạy việc, cắt băng khánh thành cũng không có phần. Về phần các phó tổng chỉ huy khác, cũng chỉ có phó tổng chỉ huy thường vụ Tần Hoài Bắc, phó chủ tịch tỉnh có được một chân khi cắt băng khánh thành, quan lớn cấp sở căn bản không có phần khi cắt băng khánh thành, Trương Minh Đường, Vi Kiến Minh phụ trách công tác tạp vụ. Bởi vì chỉ quan lớn cấp phó tỉnh bộ thôi đã gần 20 người, chỉ có duy nhất Trang Thế Thành là quan lớn cấp giám đốc sở, đó là bởi vì ông ta là chủ nhân nước mình mới được chút danh dự này. Cùng thời khắc đó, còn có hai vị phó khởi động lễ cắt băng. Núi Thiên Sa bên này có thể nói là chủ khởi công, ở hai tỉnh Giang Đô và An Đông đều tự khởi công, Chủ tịch tỉnh Tề Phóng Hùng và Chủ tịch tỉnh An Đông Sở Vân Thiên đều tự mang người đến cắt băng tại tỉnh mình. Bộ Giao thông phái hai vị vụ trưởng đến cầm kéo vờ vịt, bên Tổng cục Hậu cần sẽ không có nhiều tướng quân đến như vậy, hai tỉnh Giang Đô, An Đông phái hai đại tá đến tham gia, ba tỉnh đều phái cán bộ đến hiện trường chúc mừng. Lần này quốc lộ thiên tường đi xuyên qua ba tỉnh, nên các tỉnh đều kiếm được chút ít lợi. Kinh ngạch dự toán định hình cuối cùng của thiết kế bản vẽ đã đạt tới 400 triệu. Hai tỉnh An Đông, Giang Đô đương nhiên đều kéo dài lộ trình của quốc lộ, địa điểm chắp đầu trực tiếp kéo dài tới hai tỉnh, thủ phủ địa khu hoặc thành phố cấp thành thị cùng Nam Phúc của huyện Ma Xuyên tiếp giáp. Bên tỉnh Nam Phúc nơi được lợi ích lớn nhất thực tế chính là huyện Ma Xuyên, chẳng những nhân cơ hội này vì hai xã chức nữ, Ngưu Lang xây dựng văn phòng ủy ban nhân dân xã, hơn nữa ba cây cầu lớn của thị trấn Ma Xuyên cũng được liệt vào dự án quốc lộ thiên tường. Đến kiến thiết đường phố cũng có một nửa được liệt vào cho dự án xây dựng quốc lộ thiên tường, những thứ này, ít nhất cũng giúp huyện Ma Xuyên tiết kiệm được 20 triệu tệ. Số tiền 10 triệu tệ mà Sở Giao thông cấp cho quốc lộ La Thủy kiến thiết quốc lộ của các xã đã bị Diệp Phàm chuyển tới huyện Ma Xuyên, tạo cơ sở hạ tầng cây trúc từ Sơn Trang thị trấn đến xã Kháo Sơn Chuân Tử, đến căn cứ mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Như vậy trên cơ bản quốc lộ của các xã, thị trấn huyện Ma Xuyên có đến 7 phần nằm trong giàn giáo xây dựng của quốc lộ mới. Đối với điểm này, Tề Chấn Đào mở một mắt nhắm một mắt, Trang Thế Thành đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ, dù sao khối thịt này rơi vào trong bát nhà mình,
mặc kệ là bắt ai, chỉ cần ở trong nước mình là được. Mà Phó Tổng Chỉ huy Thường vụ của Bộ Chỉ huy Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc không ra mặt phản đối, các phó tổ trưởng khác đến Trương Minh Đường chỉ nói vài câu không tác dụng, chỉ tỏ thái độ một chút, bằng không, ông ta cũng không dễ giải thích với mọi người. Tuy nhiên, lập tức đã bị Phó Tổng Chỉ huy là Diệp Phàm cùng Trang Thế Thành liên thủ hợp tác áp chế. Khi không có ngoại viện, Tề Chấn Đào lại giả ngu, thái độ của Phó Chủ tịch tỉnh Tần mờ ám, Trương Minh Đường một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, đành phải trơ mắt nhìn quốc lộ thiên tường có gần hơn 30 triệu tệ rơi vào hầu bao huyện Ma Xuyên, thành khoản tiền cấp cho huyện Ma Xuyên dùng giúp đỡ người nghèo. Còn Diệp Phàm, trong khoảng thời gian này kiếm đầy thanh danh và chiến tích, ở huyện Ma Xuyên, thanh danh của hắn nổi danh không thua gì Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Vì Bất Lý và Thiết Đông cũng thu kiếm, ở trên hội nghị thường vụ huyện căn bản Diệp Phàm đã xuất hiện nắm toàn bộ cục diện, xu thế nghiêng về một phía. Thường thì khi một đề tài thảo luận được bày ra, Vì Bất Lý và Thiết Đông nhiều lắm chỉ hừ vài câu, ba người Phương Hồng Quốc, Tôn Minh Ngọc và Phương Viên phụ họa theo, Đỗ Tiểu Lan và Liễu Mi Phương đám người này chỉ trầm mặc, cứ như vậy mà thông qua. Nhìn hết vị trí trọng yếu này đến hết vị trí trọng yếu kia bị Diệp Phàm an bài chiếm cứ, Vì Bất Lý và Thiết Đông lòng đang rướm máu. Đường Đại Tông, thân thích của Triệu Sa Thành cũng thuận lợi tới Ban Kinh tế Thương mại huyện ủy đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm, về phần nói ra tay kiêm chức chủ nhiệm thị trấn Thanh Sơn Diệp Phàm tạm thời còn chưa động tới. Bởi vì, Diệp Phàm cho rằng thời cơ còn chưa chín. Trương Minh Đường vốn muốn đem tình hình phản ánh lên Bộ Giao thông, tuy nhiên ngẫm lại thì dừng tay, nếu thực làm như vậy, phỏng chừng chính mình sẽ trở thành công địch của toàn tỉnh. Rất có khả năng bị Tề Chấn Đào đá ra khỏi quốc lộ thiên tường, mất nhiều hơn được. Trương Minh Đường tuy nói đi theo Cố gia, nhưng phải suy xét việc kiếm chút chiến tích cá nhân mới được. Không kiếm ra được chút chiến tích nào mặc dù là Cố gia không dễ gì chịu giúp đỡ, muốn để bạt, dù sao cũng phải có lý do. Danh hiệu Phó Tổng Chỉ huy Quốc lộ Thiên Tường là con đường tốt nhất để mò ra chiến tích. Phải biết rằng, ở tỉnh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó, có bao nhiêu quan lớn thiếu chút nữa ganh tị rớt răng hàm. Con đường này, thật thành mà nói, đại diện cho mũ quan, đại diện cho việc đề bạt thăng chức. Bí thư Cố, Diệp Phàm rất càn rỡ. Trương Minh Đường thực sự bị chọc tức rồi. Càn rỡ, tuy nhiên không sao, hắn thích lùi bên này nhảy bên kia, Tề Chấn Đào cùng hắn lại có quan hệ mờ ám, vậy thì ở trên đầu hắn có thêm một lời chú cẩn cô, đến lúc đó nhảy bán chết bán sống, người hái quả đào cũng không phải hắn, xem hắn nhảy ra sao. Cố Phong Sơn miệng lạnh lùng nói, cứ như chuyện rất bình thường. Nghe nói việc này Trang Thế Thành ép rất dữ, Vương Triều Trung và Lôi Minh Hoài miệng luôn đề xuất, yêu cầu xác định chọn bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên. Trương Minh Đường có chút giận dữ, nói. Cứ ép, thoát được mùng một nhưng không né được tới 15. Cố Phong Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng Trương Minh Đường âm thầm vui mừng, biết ông đang tức giận, phỏng chừng ngày bình yên của Diệp Phàm sắp kết thúc. Ông chủ chuẩn bị khi nào thì tạo áp lực với Trang Thế Thành. Trương Minh Đường cẩn thận hỏi. Chương 983, bộ máy nhỏ của Trang Thế Thành. Chỉ có điều bí thư Ma Xuyên chọn người cậu đã dò hỏi kỹ chưa? Cổ Phong Sơn ánh mắt sâu xa, dường như muốn xuyên thấu cả vũ trụ vậy. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung đề chính là chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân địa khu Khâu Mậu Thủy, phó bí thư Lôi Hoài Minh đề xuất chính là phó bí thư huyện Ma Xuyên Vì Bất Lý. Mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn lại đề xuất phó bí thư quận Thông Đô Túc. Nhất Tiêu, đây chính là đối thủ đáng gờm nhất của ba người này. Trương Minh Đường tỏ ra tai mắt nhanh nhạy, lần này y cũng đã tốn tâm sức. Bởi vì công tử Cố Tuấn Phi của Cố gia hận đồng chí Tiểu Diệp đến xương tủy, không ngờ quốc lộ thiên tường ở tỉnh đã được ngăn, mà thằng nhóc này đã chạy lên bộ giao thông rồi. Hơn nữa tay sai của Cố gia ở sở giao thông là Lô Cửu Nhất, cũng bị Quách Phác Dương tống xuống văn phòng tôn giáo. Nghe nói đã quản một đám lính, Lô Cửu Nhất tức giận đến nỗi về sinh bệnh, thực sự là quá đau đớn. Từ một giám đốc sở giao thông người người ngưỡng mộ bị điều đến văn phòng tôn giáo để làm một chủ nhiệm, một chỗ thì quá giàu, một chỗ thì đến một chiếc xe rách cũng chẳng có mà đi. Cho nên, bây giờ y vẫn còn ở bệnh viện Thủy Châu an dưỡng. Thực sự y chẳng có bệnh gì cả, chỉ là quá mất mặt, nên muốn trốn tránh mà thôi. Đến chủ của y là Cố Phong Sơn cũng mất hết, thực sự khó có thể nuốt xuôi cục tức này. Nhưng lần này là bí thư tỉnh ủy Quách mượn hơi của Phó Thủ tướng Yến Vân để hạ Lô Cửu Nhất.
Quách Phác Dương thì Cố Phong Sơn nhất thời chẳng có cách gì để động vào, đương nhiên là chút giận lên người khởi xướng là chủ tịch huyện Diệp Phàm rồi. Dự tính lúc đầu của Cố Phong Sơn là đợi sóng gió qua sẽ đẩy Diệp Phàm vào cục tôn giáo địa khu Đức Bình, đương nhiên là để lấy lại thể diện cho thủ hạ lâu cửu nhất của mình rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tề Trấn Giảo và Diệp Phàm dường như có quan hệ mờ ám, hai ủy viên trong danh ngạch thường vụ còn chưa định được, Cố gia và Tào gia ở thủ đô đều còn muốn vào, ít nhất có thể điều Tống Sơ Kiệt ngồi vào vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh mà ban đầu Tề Trấn Đào ngồi. Cho nên, Cố Phong Sơn chịu đựng trước, bắt đầu là hạ bí thư huyện ủy Ma Xuyên Diệp Phàm đã, sau đó tinh sau. Cũng phải để cho thằng nhóc này phải nếm mùi khổ một chút. Hơn nữa, tâm lý của Cố Phong Sơn đương nhiên là hy vọng người mình điểm chúng càng cứng rắn càng tốt. Thô lỗ một chút cũng chẳng vấn đề gì, xung đột với Diệp Phàm cũng chẳng làm sao, đến lúc đó, thanh thế càng lớn càng tốt, bản thân mình cũng dễ dàng nhân cơ hội mà tính sổ. Chỉ có điều Tề Trấn Đào đối với Diệp Phàm là thế nào, hiện giờ vẫn chưa rõ. Cố Phong Sơn ngấm ngầm mưu tính. Ba người này, người nào thích hợp nhỉ? Cố Phong Sơn khẽ gạt tàn thuốc lá, hỏi. Vì Bất Lý là cán bộ bản địa Ma Xuyên, nền tảng rất vững chắc. Khâu Mập Đức là chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân địa khu, quan hệ rộng, là người bát diện linh thông, chỉ có điều nham hiểm thì có thừa nhưng lại thiếu khí phách. Mà Túc Nhất Tiêu của quận Thông Đô là người mạnh mẽ, cứng rắn, hơn nữa nghe nói trước kia tranh khoản tiền ở cục giao thông còn có chút bất mãn với Diệp Phàm, điểm đáng chú ý của người này là hắn là cháu ngoại của phó chủ tịch tỉnh. Trương Minh Đường giống như chiếc máy thu thập tình báo, cười nói. Tôi nói sao lại thế này? Kiều Chí Hòa hôm trước còn nói chuyện với tôi, hóa ra là đặt nền tảng cho Túc Nhất Tiêu. Có chỗ dựa vững chắc, hắn đến Ma Xuyên, hái đào, được rồi. Cố Phong Sơn trên mặt lộ ra sự nham hiểm, nói. Tuy nhiên, trong bụng Trang Thế Thành không biết tính toán thế nào. Chỉ sợ ông ta chọn người khác, trước mắt phe phái trong hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình rất không rõ ràng, dường như quyền lực Trang Thế Thành nắm trong tay ngày càng tăng lên. Đến lúc ba người đều bị dội nước nóng, thì kế hoạch của chúng ta coi như thất bại. Trương Minh Đường nhíu mày, nói. Không đâu. Cố Phong Sơn có vẻ nắm rõ, nhưng thực ra lại làm cho Trương Minh Đường càng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi, nên có chút khó chịu. Nhìn Trương Minh Đường một cái, Cố Phong Sơn cười nói. Điều này rất đơn giản, vừng và dưa hấu thì ông sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là dưa hấu rồi. Trương Minh Đường gật gật đầu trả lời, có chút không hiểu ý lắm. Ha ha, ủy viên thường vụ phó chủ tịch địa khu Đường Diệu Dông đi rồi. Trang Thế Thành đề cử chính là phó chủ tịch địa khu Ôn Tín Niên Đường Diệu Đông vào hội nghị thường vụ. Cố Phong Sơn cười quỷ dị nói. Tôi hiểu rồi. Trương Minh Đường như bừng tỉnh. Ôn Tín Niên nếu là đề cử của Trang Thế Thành, thì đương nhiên đó là cốt cán của ông ta rồi. Phỏng chừng Trang Thế Thành cũng tiến thêm một bước trong việc nắm trong tay hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình. Tuy nhiên, ủy viên thường vụ địa ủy còn phải qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy nữa. Ông chỉ cần hừ một tiếng, phỏng chừng con thuyền của Ôn Tín Niên sẽ bấp bênh thôi. Để bảo đảm Ôn Tín Niên vào thường vụ, thì phải dùng vị trí bí thư huyện ủy Ma Xuyên đổi lại. Ông chủ thủ đoạn cao minh, tuy nhiên, như vậy, nếu Trang Thế Thành nắm được trong tay hội nghị thường vụ địa ủy, thì sự ủng hộ cho Diệp Phàm không phải càng lớn hay sao? Huyện quan không bằng hiện quản, Trang Thế Thành nắm trong tay quyền lực lớn rồi, thì mũi nhọn chĩa về đảng ủy Đức Bình, chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Ít nhất sau khi Túc Nhất Tiêu đến Ma Xuyên rồi, thì Trang Thế Thành trong thời gian ngắn không thể chuyển hắn đi được. Người là do ông ta đồng ý, mấy tháng mà đã cho chuyển, thế không phải là tự vả vào miệng mình sao? Hơn nữa, Kiều Chí Hòa lần này có khả năng sẽ vào hội nghị thường vụ tỉnh. Một khi ông ta ngồi lên ghế ủy viên thường vụ, Trang Thế Thành muốn động vào cháu trai Túc Nhất Tiêu của ông ta cũng phải suy nghĩ. Huống hồ, Túc Nhất Tiêu nhậm chức, tôi cũng chào hỏi qua, hai vị thường vụ chào hỏi qua, Trang Thế Thành sẽ chọn ai? Cố Phong Sơn ý nghĩ rõ ràng, bước gì đều nắm trong lòng bàn tay, ông ta có vẻ khá hài lòng với kế hoạch mình vạch ra, cảm giác như một người, môi giới chứng khoán, thật dễ chịu. Hay, đúng là ý hay. Đến lúc đó 80% Diệp Phàm trở thành kẻ đáng thương. Đứng trước lợi ích lớn trước mắt, kết cục của Diệp Phàm chẳng cần nói cũng biết. Trương Minh Đường khen ngợi nói. Không phải 80%, mà là 100%. Trang Thế Thành ở tỉnh cũng không có mấy người ủng hộ,
đâu dám đắc tội với người trên tỉnh. Mục tiêu của chúng ta không chỉ thế mà còn lớn hơn nữa, ha ha. Cố Phong Sơn không nói nữa. Mục tiêu lớn hơn, chẳng lẽ là ép Trang Thế Thành phải nhập vào môn hạ của chúng ta? Trương Minh Đường trong lòng thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra, tâm trạng của ông chủ phức tạp, Trương Minh Đường có lúc cảm thấy như ngắm hoa trong sương vậy. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 5. Đường phố huyện Ma Xuyên nơi nào cũng lộn xộn, vì đang cải tạo, mở rộng mặt đường, toàn bộ giải xi măng, cây cầu thần nữ ở Ma Xuyên cũng đang được khởi công. Nhà khách Ma Xuyên đi trước một bước, đã xây đến tầng thứ 2, tổng giám đốc của công ty Vũ Thánh rất quyết đoán, làm việc hiệu suất rất cao, làm cả ngày lẫn đêm. Bởi vì xã Kim Đào, Ma Xuyên tương đối cao so với mặt nước biển, cho nên, cuối tháng 5 hoa đào đang nở rộ, chuẩn bị kết quả rồi. Bàn đào ảnh thị sơn trang kết cấu giàn giáo toàn bộ đã ra rồi, đang gấp rút tiến hành trang hoang, để đến mùa đào đón những du khách đầu tiên. Thay đổi lớn rồi, thay đổi lớn rồi. Một cụ già phấn khởi thốt lên như vậy. Thay đổi hay quá. Một cụ già khác thốt lên. Diệp Phàm, cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước. Vẻ mặt Trang Thế Thành nghiêm trọng nói. Bên cạnh còn có Hạ Hải Vĩ và trưởng ban thư ký địa ủy Trịnh Chí Minh, cùng với người mới vào thường ủy là phó chủ tịch địa khi Ôn Tín Niên. Đây là người trong, vòng tròn trung tâm, của Trang Thế Thành, Diệp Phàm có thể trở thành khách, cũng được coi như là gặp vận may. Hội nghị thường vụ trước mắt, Trang Thế Thành đã chiếm 4 phiếu, cho nên, hội nghị thường vụ gần đây, Trang Thế Thành tiến mạnh, sự, bại hoại, đến lượt Vương Triều Trung rồi, đây gọi là, phong thủy luân lưu chuyển. Bí thư Trang, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Ông có thể kéo dài thời gian nhậm chức bí thư Ma Xuyên đến bây giờ là đã là quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên, không biết người đến là ai vậy? Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh mặc dù biết rõ đây chỉ là chuyến sớm muộn. Nhưng ngày này đến quả thật cũng có chút không thoải mái, trong khoảng thời gian này làm nhân vật số 1, có thể chỉ điểm Giang Sơn, nay bỗng chốc mất đi nên thật sự có chút không quen. Túc Nhất Tiêu. Trang Thế Thành nặng nề nói ra ba chữ này, đưa tay ra khẽ vỗ vào vai Diệp Phàm. Là hắn, yên tâm đi bí thư Trang, tôi sẽ phối hợp làm tốt công việc. Diệp Phàm vẻ mặt chua xót, không ngờ người đến chính là Túc Nhất Tiêu, thật là xui xẻo. Trước kia ở cục giao thông làm cho y mất mặt, giờ lại đến Ma Xuyên, phỏng chừng muốn đấu với mình một phen đây. Thật có thể như vậy sao? Trang Thế Thành nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Vâng. Diệp Phàm phun hai mấy chữ này, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Không có việc gì đâu Diệp Phàm, đừng để ý đến Túc Nhất Tiêu làm gì, ông anh này sẽ mãi ở bên chú. Hạ Hải Vĩ cười nói. Chủ nhiệm Hạ, không phải anh muốn khơi mào chiến tranh chứ? Ha ha, vừa vào phó chủ tịch địa khu Ôn tâm trạng khá tốt, liền pha trò cười. Không thể khiến chú em bị chèn ép chứ? Hạ Hải Vĩ cười nói. Cảm ơn anh Hạ, không sao đâu. Diệp Phàm ưỡn ngực nói, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng đâu thể bình tĩnh được. Hai, đáng tiếc là tuổi cậu quá nhỏ, bằng không, lần này có cơ hội lớn rồi. Trang Thế Thành có chút tiếc nuối, sau đó lại nói tiếp. Không sao đâu, cậu cứ làm đi, rồi cũng có cơ hội thôi. Đức Bình sau khi quốc lộ thiên tường khai thông sau, sẽ mở ra thời kỳ phát triển nhanh. Các khu huyện lâu rồi cũng không thay đổi, xem ra cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Những lời này của Trang Thế Thành vừa được nói ra, đám Hạ Hải Vĩ mở tròn mắt. Biết Trang Thế Thành nắm được hội nghị thường vụ, không lâu sau sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự. Điều đó mang đến một cơ hội, bản thân mình là một người trong, vòng tròn, của Trang Thế Thành, cũng có thể nhân cơ hội này cũng xây dựng một bộ máy nhỏ của mình, kiếm lấy mấy ngũ quan, đề bạt mấy cấp dưới. Chương 984, Bí thư mới đến nhận chức. Đương nhiên. Cái này cũng không thể nói lên tâm địa của đám người Hạ Hải Vĩ khác thường, con người mà, phải có vòng lẫn quẩn của mình. Vòng lớn chụp vòng nhỏ, tạo thành xã hội hiện tại, không có gì kỳ quái cả. Bí thư Diệp, tôi phải cảm tạ anh đã chiếu cố Bảo Linh. Ôn Tín Niên nói rất chân thành, nâng chén rượu lên kính Diệp Phàm. Nên thế mà, tôi chỉ là chấp hành chính sách của địa khu chế định ra đến giúp đỡ xí nghiệp bản địa, cũng không phải chiếu cố đặc biệt gì, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười, không một chút gì là làm ra vẻ. Biết chuyện mà Ôn Tín Niên nói chính là chuyện của Ôn Bảo Linh, bởi vì thực lực của công ty Thiên Lạc quá yếu, khi đấu thầu quốc lộ thiên tường chỉ được thầu một tiêu đoạn trị giá 10 triệu,
dưới sự công kích của Thái Hồng Ngẫu và Ôn Bảo Linh, Diệp Phàm cuối cùng cũng làm chủ, đem hạng mục cải tạo đường phố thị trấn Ma Xuyên giao cho công ty Thiên Lạc. Đem quyền thi công dự án hai cây cầu của thị trấn Ma Xuyên giao cho công ty Vũ Thánh. Công ty Vũ Thánh cũng không tệ lắm, khi đấu thầu cũng đã mò được một hợp đồng lớn trị giá 50 triệu, hơn nữa Diệp Phàm lại giao cho dự án hai cây cầu, thiếu chút nữa thì Tổng Giám Đốc Hầu cười đến mỏi cả miệng. Tin tức truyền đến nói Tổng Giám Đốc Hầu sắp thăng chức, ban đầu chỉ là Giám Đốc Công ty Con Nước Bình của Tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh, nghe nói sắp chính thức lên làm Phó Chủ tịch của Tập đoàn. Diệp Phàm vốn định phân cho Ôn Bảo Linh dự án của một cây cầu, dù sao cũng là ủy viên thường vụ của địa ủy, chỉ có điều năng lực về máy móc thiết bị của công ty Thiên Lạc không đủ, Diệp Phàm đành phải từ bỏ. Trong mắt Ôn Bảo Linh thấy thế, trong lòng nóng như lửa, công ty cũng đang mở rộng gọi thầu, cũng thành lập một mảng bên cầu đường, chuẩn bị phát triển phương diện cầu đường. Nếu không, về sau có công trình lớn bên trong phải thi công cầu đường thì chẳng phải là đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội sao? Ngày 5 tháng 6 năm 1997. Thứ năm, 10 giờ sáng, Diệp Phàm dẫn theo 4 bộ máy hành chính huyện Ma Xuyên tới thị trấn Ngưu Đầu ghi chép chép, cái bảng hiệu Nhân dân huyện Ma Xuyên hoan nghênh bạn. Nhìn lướt qua hơn 10 chiếc xe có rèm che phía sau, cùng lực lượng công an cảnh sát đầy uy vũ. Từ giờ sẽ không xe máy kéo có phun sơn hai chữ cảnh sát nữa, Diệp Phàm vẫn còn hơi chút cảm thán. Bản thân mình đến huyện Ma Xuyên gần nửa năm, huyện Ma Xuyên đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm nay chỉ mỗi một hạng mục trà thanh vụ thôi mà phòng tài chính huyện đã thu về gần 2 triệu tiền thuế, thuế nửa năm đầu thu về đã gần 10 triệu, mới nửa năm thời gian thôi mà tiền thuế đã bằng tiền thuế cả năm ngoái của huyện Ma Xuyên. Theo chuyên gia suy đoán, 6 tháng cuối năm thu nhập từ thuế sẽ còn tăng mạnh, bởi vì có chỗ dựa vững chắc là công ty chế phẩm trúc của làng trúc, cùng với sơn trang bàn đảo ảnh thị. Còn có khu du lịch Bối Diệp Cốc, tất cả đều đem về doanh thu từ thuế. Phỏng chừng tài chính cả năm từ thuế vụ sẽ vượt qua 20 triệu, trước tiên thực hiện nhiệm vụ mà Chủ tịch Địa khu Vương và Bí thư Trang giao cho Diệp Phàm là dỡ bỏ cái mũ huyện đứng nhất toàn tỉnh đếm. Sang năm đợi quốc lộ Thiên Tường vừa kiến thành, tài nguyên sẽ lại cuồn cuộn mà đến. Bởi vì chỉ mỗi khoản trương phí quốc lộ thôi huyện Ma Xuyên có thể được phân đến mấy triệu, càng không cần phải nói đến cái khác. Tương lai của Ma Xuyên sẽ bởi vì quốc lộ Thiên Tường sắp phát sinh mà biến hóa làm cho người ta khiếp sợ. Tổng chỉ huy Diệp, nhìn những chiếc xe đó đi, ôi, sao có chút nhớ nhung xe máy kéo khi trước. Tên Ngô Đồng biết hôm nay không thể lại gọi bí thư Diệp nên thay đổi cách gọi, bởi vì hôm nay bí thư huyện ủy mới sẽ tới. Nhưng khi kêu chủ tịch huyện Diệp hình như lại không cam lòng tình nguyện, cảm thấy đã hạ giá Diệp Phàm, nên kêu là chỉ huy Diệp. Bởi vì ban điều hành quốc lộ Thiên Tường tuy nói lâm thời thiết lập, nhưng cấp bậc bộ chỉ huy rất cao, cấp bậc hội nghị của bộ chỉ huy đảng ủy phòng chừng ngang với hội nghị thường vụ thành phố cấp phó tỉnh, cho nên, Ngô Đồng cảm thấy kêu Diệp Phàm là tổng chỉ huy Diệp sẽ càng hoành tráng. Dứt khoát chiếc Mitsubishi của ông cho bố mày là xong, hay là đi lái xe máy kéo đi. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Đừng để ý, ha ha, tôi chỉ thuận miệng thôi. Ngô Đồng hắng giọng cười nói. Nhìn cục trưởng cục đất đai Mai Thiên Kiệt liếc mắt một cái. Chiếc Mitsubishi của tôi có là gì, anh nhìn người ta cục trưởng Mai xem, lái chiếc Audi. Bí thư Trang ngồi điều khiển chiếc Santana 2000, ôi, đúng là che già măng mọc. Người ta lái là xe cá nhân, hiểu không? Xe của Mai Chủ tịch là xe chuyên dụng, ai kêu tên nhóc anh lúc ấy đầu thai sai địa chỉ, không tìm nhà tốt mà vào. Bằng không cũng không dùng tay lái chiếc máy kéo đi phá án. Diệp Phàm trêu chọc nói. Anh nói đi, hôm nay ai đi cùng Túc Nhất Tiêu? Ngô Đồng cười gượng nói. Hẳn là trưởng ban tôn của ban tổ chức cán bộ đi cùng. Phương Hồng Quốc đứng một bên cười tiếp lời. Chú ý đi, đừng có Túc Nhất Tiêu này Túc Nhất Tiêu nọ, phải kêu là bí thư Kê. Diệp Phàm hừ thanh nói, vẻ mặt đứng đắn. Kê cái trứng chứ Kê, tôi chỉ quen chỉ huy Diệp. Ngô Đồng lắc lắc đầu. Đừng cho người khác nghe thấy, ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm gõ đầu Ngô Đồng, đối với chiêu thúc ngựa của tên này trong lòng thấy rất thoải mái. Từ xa có mấy chiếc Santana 2000 chạy lại. Đến rồi. Trong lòng Diệp Phàm nhẹ giọng nói một câu, ưỡn ưỡn ngực. Xe dừng hẳn, không thể tưởng được. Chủ tịch địa khu Vương, xin chào. Diệp Phàm cười tiếp đón, không thể tưởng được chủ tịch địa khu Vương chiều trung tự mình đưa Túc Nhất Tiêu đến, chiều này quá cao. Diệp Phàm cũng hiểu được,
đây là chiêu mà Vương Triều Trung cho Túc Nhất Tiêu mặt mũi, phản diện nói, chính là ra uy phủ đầu mình, nói cho mình biết, trả Túc Nhất Tiêu, là người của bố đây, về sau tiểu tử như cậu nhớ khách khí một chút, bằng không thì tự hiểu, vừa mới bắt tay chủ tịch địa khu Vương, từ trong chiếc xe thứ hai phó bí thư Lôi Minh Hoài bước ra, còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn, người cũ là phó chủ tịch địa khu cha, ban tổ chức cán bộ địa ủy ngược lại chỉ có phó trưởng ban thường trực Lưu Tồn Thiên. Không thấy bóng dáng nhân vật số một Tôn Quốc Đống, không chừng là không có đến đây. Xem ra, Vương Triều Trung đang phô bày thế lực của chính mình ra, rõ ràng là làm chỗ dựa chống lưng cho Túc Nhất Tiêu lớn tiếng dọa người, vừa ra tay là đàn áp Diệp Phàm. Tuy nói vì bất lý trong lòng thấy vô cùng mất mát, nhưng vẫn tươi cười tiếp đón. Hai mắt Thiết Đông sáng lóe, cảm giác như mùa xuân của Ma Xuyên lại về. Bởi vì, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm đóng vai chính, thằng nhãi này bị áp chế đến sắp không thở nổi, tay Diệp Phàm đã sắp duỗi đến địa bàn của gã là thị trấn Thanh Sơn, Túc Nhất Tiêu vừa đến đảm nhiệm, Diệp Phàm sao còn hống hách như xưa được, một tay mà muốn nắm trong tay hội nghị thường vụ huyện hẳn là chuyện không có khả năng. Trong lòng Thiết Đông sớm tính toán đâu ra đó. Hơn nữa, hôm nay bảy biển đưa Túc Nhất Tiêu đến cũng rất hoa lệ, hơn nữa nghe nói lai lịch của Túc Nhất Tiêu rất mạnh, là nhân vật không tầm thường, sau lưng người ta có chỗ dựa vững chắc, khiến cho các cán bộ không ưa Diệp Phàm ở huyện Ma Xuyên thấy bọn họ như thấy được mùa xuân. Đặc biệt có văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương, người phụ nữ này căn bản là cây cỏ đầu tường, đã sớm xoay mông to chen chúc vào, dám vứt thanh niên trai tráng như Thiết Đông qua một bên, giơ tay nắm chặt Túc Nhất Tiêu. Túc Nhất Tiêu cảm thấy trước mắt sáng ngời, hình như cũng vô cùng vui khi nắm tay chủ nhiệm Liễu. Hai người nắm chặt tay nhau, chỉ còn thiếu cái đá mắt đưa tình thôi. Bí thư Kê, nhân dân Ma Xuyên trông sao trông trăng, rốt cục cũng trông được ngày bí thư Kê đến đây, ha ha ha. Diệp Phàm bật cười ha hả, dùng nụ cười tiếp đón. Không dám, chủ tịch huyện Diệp quá khen rồi. Về sau chúng ta là đồng chí cùng một chiến hào, công tác của tôi còn phải nhờ anh ủng hộ nhiều, đến lúc đó chủ tịch huyện Diệp cũng đừng phiền, ha ha ha. Túc Nhất Tiêu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, có chút không nỡ khi rút tay ra khỏi bàn tay của Liễu Mi Phương, duỗi tay về phía Diệp Phàm. Những lời đó nói nhưng không hiểu ra sao cả. Hai đầu sỏ của Ma Xuyên, rốt cục cũng nắm tay nhau. Hai người tay bắt mặt mừng, nhưng các cán bộ ở đây đều hiểu được, từ khoảnh khắc này về sau huyện Ma Xuyên sẽ không còn thanh bình. Đối với rất nhiều cán bộ mà nói, lại phải suy xét, hạ quyết tâm đứng về phe nào. Chủ tịch huyện Diệp, đồng chí Nhất Tiêu ở quận Thông Đô chẳng những là phó bí thư, mà còn kiêm luôn chức phó chủ tịch thường trực quận Thông Đô. Quận Thông Đô dưới sự hiệp trợ của anh ta, tăng trưởng kinh tế của năm nay rất khả quan. Mà Ma Xuyên của các cậu, tình hình tăng trưởng kinh tế của nửa năm đầu cũng rất khả quan đó chứ. Hai người phối hợp vào cùng một bộ máy, là cường mạnh liên hợp cùng cường mạnh. Hy vọng các anh đoàn kết một lòng vì tương lai Ma Xuyên, ha ha ha. Vương Triều Trung cười tâng bốc Túc Nhất Tiêu một hồi, và khích lệ Diệp Phàm, đương nhiên là nhân tiện mới thế. Cái này gọi là hoa hồng cũng phải có lá xanh tô điểm mới được, Diệp Phàm chính là tượng trưng cho lá xanh kia, làm nền cho đồng chí Nhất Tiêu. Trở lại Ủy ban Nhân dân huyện, sau khi thực hiện xong nghi thức tuyên bố long trọng thì trời đã về chiều. Diệp Phàm vốn thầm nghĩ sẽ làm nghi thức đơn giản thôi, nhưng do cấp trên có dặn dò, cho nên... Hôm nay tất cả cán bộ cấp phó phòng của huyện Ma Xuyên đều được triệu tập lại. Bên ngoài thì nghe chủ tịch địa khu Vương phát biểu, trên thực tế là chủ tịch địa khu Vương đang tự tạo uy thế cho Túc Nhất Tiêu thôi. Buổi chiều, chủ tịch địa khu Vương dẫn theo phó bí thư Lôi, phó chủ tịch địa khu cha cùng một vài cán bộ tuần tra vùng gần sát cổng thành Ma Xuyên cùng quốc lộ Thiên Tường, dự án kiến thiết cầu, chỉ đông chỉ tay, gạn đục khơi trong, múa bút vẩy mực nhưng không khoe khoang, bởi chủ tịch địa khu Vương không có tật xấu kia. Buổi tối, tại thần nữ tửu lầu lại mở ra vài bàn tiệc. Tất nhiên là vì bí thư Kê mới đến mà tẩy trần. Diệp Phàm uống mấy chén thì bỏ đi, bởi vì bận rộn với công tác của Thiên Tường, hắn này phó tổng chỉ huy nên cũng có nhiều chuyện để làm. Hơn nữa, nếu mình ở đây thì sẽ khiến cho các cán bộ không ưa mình không tiện. Bởi vì, uy thế của chủ tịch huyện Tiểu Diệp quá mạnh, nên làm cho các cán bộ này chột dạ sợ hãi, buổi tối phỏng chừng sẽ gặp ác mộng. Cho nên, Diệp Phàm rất hiểu, dứt khoát bỏ đi, khiến cho các đồng chí cùng phe cũng bật người đứng dậy thành hàng bỏ đi. Diệp Phàm vừa đi, Ngô Đồng và Phương Viên cũng đi.
Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc ở lại thêm nửa tiếng sau cũng đi về, còn trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Tề Quy Vân căn bản là không có tới. Đám người của Diệp Phàm vừa đi, Túc Nhất Tiêu mặt đang cười tủm tỉm lập tức trở nên âm trầm. Cũng khó trách ông ta, Diệp Phàm làm vậy là không nể mặt mũi ông ta. Mà các đồng chí bỏ về trước là có thái độ gì, lão Kê trong lòng tất nhiên so đo rồi. Bọn họ đều bề bộn với nhiều việc làm lắm sao? Túc Nhất Tiêu không nín được, hừ thanh nói. Bận, buổi tối đã tan ca cả rồi, có gì mà vội. Liễu Nghi Phương cười nhợt nhạt nói, cứ như tùy ý nói đại, lập tức khiến Túc Nhất Tiêu nổi lửa giận hừng hực. Hừ, chủ nhiệm Liễu, thông báo với mọi người, sáng mai mời tất cả tham gia họp hội nghị thường vụ. Túc Nhất Tiêu lạnh giọng hừ nói, ông ta muốn cho Diệp Phàm biết, lãnh địa Ma Xuyên này là của lãnh địa của Túc Nhất Tiêu ông ta, không phải là thiên hạ của Diệp Phàm. Bí thư Kê, ngày mai phải họp hay là nên về sớm một chút? Thiết Đông cố ý kích Túc Nhất Tiêu nói. Chương 985, chiêu thứ nhất của bí thư Túc. Ý tứ Túc Nhất Tiêu không thể không nghe ra, hắn ta bày nhìn chai rượu trên bàn rồi nói. Dự án quốc lộ Thiên Tường đã khởi công toàn diện, việc xây dựng cổng thành cũng đang được triển khai toàn diện, còn cả Sơn Trang xã Kim Đào nữa cũng không thể kéo dài được. Không có một người lãnh đạo tốt, thì sau này sẽ làm được gì? Cứ quyết định thế đi, sáng mai 9 giờ tiến hành họp hội nghị thường vụ. Túc Nhất Tiêu vung tay lên, quyết định, Thiết Đông và Vi Bất Lý cùng nhau truyền đi ánh mắt không tuyên bố, là ánh mắt vui mừng chợt lóe lên rồi qua. Biết rằng Bí Thư Diệp một khi đến như cây đao lớn, sẽ nói việc nhân sự. Hiện nay nếu mở cuộc họp hội nghị thường vụ sẽ rất bất lợi cho Túc Nhất Tiêu, vì cơ bản hội nghị thường vụ đều do Diệp Phàm khống chế. Cứ để cho nhân vật thế mạnh Túc Nhất Tiêu va chạm với chú nghé con Diệp Phàm này xem sao. Kết cục buổi họp ngày mai không khó tưởng tượng, đến lúc đó Túc Bất Tiêu không thể xuống, bắt buộc phải tìm Vi Bất Lý và Thiết Đông. Chỉ cần Túc Nhất Tiêu đưa tay ra thì Vi Bất Lý và Thiết Đông cũng có phần lợi ích. Túc Nhất Tiêu trong quán nữ thần, y ngại trong cơ quan không đủ khí thế. Chỉ huy Diệp, sáng mai sẽ cho mở hội nghị thường vụ, Túc Nhất Tiêu đang có ý gì đây? Ngô Đồng lên tiếng hỏi. Có ý gì, ha ha, cũng nên gặp mọi người nói chuyện chứ, Túc Nhất Tiêu vừa đến mới 2 ngày đã họp hội nghị thường vụ, dù sao cũng không thể ngay lập tức nhúng tay vào nhân sự chứ, nếu có nhúng tay vào cũng không tìm được mục tiêu. Phương Viên nói. Đúng, muốn điều chỉnh thì cũng tìm hiểu cho tường tận chứ, cũng không thèm thông báo cho tôi một tiếng. Cuộc họp ngày mai chắc chắn cũng không có hành động gì, gặp mặt các vị ủy viên cũng đúng thôi. Trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc cũng đồng ý ý kiến của Phương Viên. Cũng khó nói, Túc Nhất Tiêu là người có thế mạnh, tôi chỉ nghi ngờ rằng không biết lãnh đạo phía trên có căn dặn gì không, nên Túc Nhất Tiêu không thể ngồi yên mà lại có động tĩnh thế. Diệp Phàm không thấy lạc quan, hơi lắc đầu, cũng bỏ một hạt đậu vào miệng, tóp tép giống như con chuột đang mài răng vậy. Cũng có thể. Chúng ta cũng cứ phải chuẩn bị đi. Ngô Đồng vẻ mặt thận trọng nói. Chuẩn bị cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến chặn lại. Phương Viên lạnh lùng nói, cũng không coi Túc Nhất Tiêu là gì cả. Lúc này chuông điện thoại Tôn Minh Ngọc vang lên, một lúc rồi gác điện thoại, vừa mới định nói thì có điện thoại, sau khi nghe xong, gác điện thoại xuống vẻ mặt liền thay đổi thật khó coi. Cha tôi vừa gọi điện. Căn dặn là Túc Nhất Tiêu có quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Kiều Chí Hòa, hình như là cậu của hắn ta. Mặt Tôn Minh Ngọc thật khó coi. Ngô Đông cùng đám người đều nghe thấy sắc mặt cũng có chút thay đổi, chỉ còn Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bởi vì hắn ta sớm biết được là do Trang Thế Thành nhắc nhở. Thảo nào hôm nay Chủ tịch Vương và Phó Bí Thư Lôi đều đến, thì ra là vì nể mặt Kiều Chí Hòa. Ngô Đồng hừ nói. Đó là điều đương nhiên nếu không Túc Nhất Tiêu dựa vào cái gì để làm thế. Tôn Minh Ngọc nói, Kiều Chí Hòa cũng từ Đức Bình chúng ta đây mà thăng tiến, ở Đức Bình có 2 vị là do Phó Chủ tịch Kiều đề bạt lên. Hơn nữa, nghe nói Phó Chủ tịch Kiều còn có khả năng là ủy viên thường vụ tỉnh. Đúng, Phó Chủ tịch Kiều và Phó Chủ tịch Tần đều có khả năng vào thường vụ, vì tỉnh ủy đang thiếu 2 vị ủy viên thường vụ mà, một là sau khi Bí Thư Tề thăng chức đã để lại vị trí Phó Chủ tịch thường vụ tỉnh. Hai là sau khi Hứa Vạn Sơn xảy ra việc thì chức bí thư thành ủy vẫn còn chống đó. Lại không nằm trong con số mầy vị phó chủ tịch tỉnh thường vụ nên phó chủ tịch Tần nắm vị trí số 1, phó chủ tịch Kiều ở vị trí số 2, cả 2 đều là phó chủ tịch tỉnh có đầy đủ tư cách.
Gần đây vì dự án quốc lộ Thiên Tường mà uy tín của Phó Chủ tịch Tần càng được nâng cao, theo lý mà nói, phần chắc chắn ông ấy sẽ nắm nhiều hơn. Diệp Phàm thản nhiên nói. Kệ ông ấy, Phó Chủ tịch Kiều dù gì cũng là ở tỉnh, quan huyện không bằng, nếu động đến chúng ta thì chúng ta sẽ cho cháu ngoại của ông ta biết tay. Phương Viên lạnh lùng nói. Đúng cũng không cần quá lo lắng làm gì, dù sao ở Đức Bình này vẫn còn có Bí Thư Trang đứng đầu. Tôn Minh Ngọc phụ họa thêm. Tôi mới mặc kệ mọi thứ khác, chỉ quan tâm đến chỉ đạo của chỉ huy Diệp thôi, chỉ đâu đánh đấy. Ngô Đồng nói luôn. Người ta đúng là súng chỉ huy đảng, Ngô Đồng, đến lúc đó Bí Thư Túc là đại diện cho đảng, thì chắc anh sẽ sầu. Tôn Minh Ngọc hắng giọng cười. Lẽ nào chỉ huy Diệp không đại diện cho đảng sao? Ngô Đồng tôi không quan tâm đến việc khác chỉ theo cấp trên thôi, ha ha. Ngô Đồng giơ một quyền trên chiếc ghế, phát ra một âm thanh răng rắc. Nhẹ chút, đừng làm hỏng chiếc ghế này, nghe nói chiếc ghế này là Mã Hồ Tử trước kia giữ lại đó, là đồ cổ, có hiểu không? Diệp Phàm tức giận mắng. Đồ cổ đồ này đáng mấy đồng, nếu muốn tôi có thể đến các vùng thu được cả xe về. Ngô Đồng gượng cười xoa xoa vào chiếc ghế tựa. Chủ tịch Diệp, vừa rồi Bí Thư Túc Nhất Tiêu có điện thoại đến nói tôi chuẩn bị tất cả tài liệu của trưởng phó phòng trong huyện để ngày mai ông ấy xem. Tôn Minh Ngọc liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Quái lạ, lẽ nào Túc Nhất Tiêu thật sự ra tay, quá nhanh rồi, mới đến mà đã ra tay như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Các cán bộ bình thường sẽ không mắc phải sai lầm này. Ngô Đồng không chịu nổi bèn hỏi. Quan mới nhận chức có ban hành động, lẽ nào hành động đầu tiên của Túc Nhất Tiêu là điều chỉnh nhân sự, nhưng điều này thật quái dị, hắn còn chưa biết rõ tình hình mà thì sao điều chỉnh được ai. Phương Viên cũng rất buồn bực. Hơn nữa, có thể anh ta đã biết tổng hiện trạng Ma Xuyên rồi, nhưng tại sao vẫn còn dám làm như thế? Thăm dò. Diệp Phàm lên tiếng. Đúng, rất có khả năng muốn thông qua biểu hiện của các đồng chí mà phân rõ địch, ta để sau đó quyết định kết minh với ai. Chèn ép ai? Tôn Minh Ngọc gật đầu. Nhưng, việc này sẽ phải trả giá, dùng thủ đoạn bình thường thì sẽ phải dừng lại một thời gian, không thăm dò tình hình trước mà dám lên tiếng mở cuộc họp. Nếu như lần đầu tiên mở cuộc họp mà bị người khác chỉnh thì thật là mất mặt, hơn nữa, uy tín súng sẽ không giữ được. Sau này muốn lấy lại uy tín cũng khó khăn, cán bộ tối kỵ. Đúng là có chút kỳ lạ, nhưng ngày mai, để cho đồng chí Túc nếm món canh cay bỏng của chúng ta chuẩn bị. Diệp Phàm thản nhiên nói. 8 giờ sáng ngày thứ hai. Huyện lại náo nhiệt trở lại, các cán bộ nhân viên mỗi người một cương vị riêng, bận rộn với công việc của mình. Đương nhiên là diễn cho bí thư huyện ủy mới thấy được. Tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu trong huyện tương đối yên tĩnh, dùng lạc tước để hình dung cũng không đủ. Trừ phi anh ta tạm thời sắp đặt hai thư ký theo anh ta không cho ai khác đến xuyên qua cửa đó. Hơn nữa, phòng làm việc của Diệp Phàm lại hoàn toàn tương phản. Các cán bộ đến báo cáo tình hình đều được nối liền nhau. Cộng thêm Diệp Phàm lại là phó tổng chỉ huy quốc lộ Thiên Tường, vì thế, có chút công đầu, giám đốc dự án lại thường xuyên qua lại. Túc Nhất Tiêu cảm thấy vô vị, đang tiện bước ra ngoài phòng làm việc, vừa mới ló ra mặt cỏ đã thấy bên Diệp Phàm rầm rộ, khuôn mặt hắn bỗng tối lại, thất thanh nói hừ một cái quay người trở về. Bí thư Túc, vừa mới quay người thì thấy tiếng gọi cung kính ở đằng sau. Cuối cùng cũng thốt lên một tiếng, Túc Nhất Tiêu trong lòng thầm chửi, quay lại và nói. Chủ tịch Lôi, mời vào phòng nói chuyện. Phó Chủ tịch Lôi đương nhiên là đã được Diệp Phàm nói trước rồi, Phó Chủ tịch Lôi Lượng Minh được phân đi quản lý phòng tuyên giáo và phòng khoa học kỹ thuật. Bí thư Túc, việc phân bổ quản lý của tôi không biết đến khi nào mới được điều chỉnh lại. Lôi Lượng Minh hút một điếu thuốc, anh ta có người anh là Lôi Minh Hoài Phó Bí thư Địa ủy, vì thế nói rất thẳng thắn. Đừng sốt ruột, việc của anh Bí Thư Lôi cũng đã nói với tôi rồi. Nhưng việc phân công công việc là việc của Chủ tịch Diệp, tôi trực tiếp nhúng tay vào sẽ có chút không ổn, người ta sẽ nói tôi làm quá giới hạn chức trách của mình, ha ha ha. Túc Nhất Tiêu cố ý nói, tự nhiên khiến lão Lôi cứng miệng. Chính quyền huyện lẽ nào không phải do huyện ủy lãnh đạo sao? Huống chi, Diệp Phàm căn bản là cố ý muốn gây khó dễ. Tôi một là không phạm sai lầm lớn nào. Hai là không hề đắc tội, ba là làm việc trung thực, kiên định, họ Diệp kia dựa vào cái gì mà phân cho tôi quản lý tôn giáo và khoa học kỹ thuật chứ? Đến một phòng có tiếng tăm cũng không có, thật ức hiếp người quá lắm. Lôi Lượng Minh căm giận nói. Kiên định cái khối ấy,
loại người như anh đã làm được việc tốt nào, nghĩ rằng ta đây hồ đồ lắm hay sao? Trong lòng Thúc Nhất Tiêu ngầm chửi Lôi Lượng Minh, anh trai Vương Quyên là Vương Hán đã ẩm ý lâu nay muốn đến huyện Ma Xuyên này, lần này có vẻ là thời cơ tốt đây, vốn dĩ có thể nhận một chức trưởng phòng trong sở giao thông thành đô, ai mà biết được khi dự án thiên tường khởi công, vị trí trưởng phòng trong sở giao thông lại trở thành món bánh ngon cho viên trưởng phòng tài chính. Vương Hán cứng rắn bị người ta điều xuống một vị trí của sở giao thông, nếu hắn muốn đến Ma Xuyên thì có thể điều Lôi Lượng Minh nhận chức trong sở giao thông huyện, sau đó ngầm ám hiệu Lôi Lượng Minh để anh ta đưa ra ý kiến chọn người nhận chức trên sở giao thông, rồi cũng là cơ hội để điều Vương Hán về Ma Xuyên này. 9 giờ sáng. Trong phòng họp huyện ủy, ngồi trong phòng có 11 vị ủy viên thường vụ. Túc Nhất Tiêu nghiêm trang, khuôn mặt nghiêm túc ngồi chính giữa. Bí thư Túc, cuộc họp hôm nay không biết bàn về vấn đề gì, có thể nhanh chóng kết thúc không, tôi cũng còn rất nhiều việc bận bù đầu. Hiện nay dự án quốc lộ thiên tường đề cập đến 3 tỉnh, hơn nữa huyện Ma Xuyên chúng ta lại tiếp giáp 2 tỉnh là Giang Đô và An Đông, dù sao cũng phải làm tốt công tác an toàn như cấp trên đã giao. Bằng không gây loạn thì sẽ rất nguy, trách nhiệm này sẽ do ai chịu đây? Ngô Đồng Khác Thường đột nhiên lên tiếng. Đây đơn giản là khiêu chiến Túc Nhất Tiêu. Anh ta bèn trầm lại một lát rồi nói. Ngô Đồng Anh từng chưa tham gia họp hội nghị thường vụ hay sao? Đã tham gia không ít lần. Ngô Đồng trừng mắt nói. Tham gia rồi mà còn không hiểu quy tắc, anh cứ việc bận việc của anh, việc anh quan trọng, còn việc họp hội nghị thường vụ không quan trọng hay sao? Nói trắng ra, các vị ủy viên ngồi đây đều là lãnh đạo chủ chốt của huyện Ma Xuyên, mỗi một câu nói, một hành động đều thể hiện hình tượng Ma Xuyên, đại diện cho lãnh đạo đảng. Túc Nhất Tiêu nhìn mọi người trong phòng họp một lượt rồi hừ một tiếng. Anh ta đợi ích tìm được một cớ để nói, trước hết phải giết con gà rồi con khỉ đằng sau rồi mới nói. Bí thư Túc, tôi chỉ hỏi nội dung của cuộc họp, làm gì mà nói tôi như thế? Ngô Đồng có chút tức giận, giọng cao lên chút. Điều này cho thấy Túc Nhất Tiêu trong lòng đang tức giận, cảm thấy thời cơ lập uy đến rồi, bịch một tiếng, anh ta đạp tay xuống bàn, rồi nói. Lẽ nào mỗi lần họp hội nghị mấy người bí thư chúng tôi đều phải báo cáo nội dung hội nghị cho chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật như anh sao? Là đảng quản cơ quan chính trị hay cơ quan chính trị quản đảng? Một chút quy tắc cũng không hiểu, còn nói nhiều nữa, sẽ tống anh ra ngoài. Chương 986, Nhục Nhã. Ngô Đồng chép miệng, đang muốn cãi lại, nhưng Diệp Phàm vẫn thản nhiên nói. Bí thư, ngồi xuống đi, đừng nóng vội, tuy nhiên đồng chí Ngô Đồng hỏi một chút về nội dung hội nghị cũng là lẽ phải thôi mà. Đồng chí Ngô Đồng một lòng vì công việc, lo quốc lộ thiên tường xảy ra vấn đề an toàn, đó cũng là biểu hiện của trách nhiệm với công việc thôi. Chỉ có điều, vừa rồi đồng chí ấy cũng có chút nôn nóng, còn về nội dung của hội nghị. Diệp Phàm nhìn Vi Bất Lý một cái, cười nói. Hình như tôi và Phó Bí Thư Vi, Phó Bí Thư Phương cũng chưa nghe thấy nội dung hội nghị có phải không? Cái này, tôi cũng đang muốn hỏi Bí Thư Túc, nhưng đồng chí Ngô Đồng lại hỏi trước. Đồng chí Ngô Đồng, về sau đừng quên quy củ như vậy nữa nhé, muốn hỏi cũng đừng có nôn nóng như vậy. Ừ, Vi Bất Lý cũng gật gật đầu. Bí Thư Túc không thông báo cho tôi. Phương Viên càng cứng rắn hơn, liền nói thẳng luôn. Trong những ánh mắt có vẻ như đang châm chọc của các ủy viên thường vụ, sắc mặt của Túc Nhất Tiêu liền tím đen như màu gan lợn. Bởi vì, hội nghị thường vụ bình thường, bí thư đều sẽ thông báo nội dung trước. Giống như Túc Nhất Tiếu, trước khi hội nghị phải thông báo một phần nội dung với Diệp Phàm, Vi Bất Lý, bà cả Phương Viên nữa. Nếu không ít nhất cũng phải thông báo cho nhân vật số 2 là Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm, Vi Bất Lý, Phương Viên đều kiêm chức phó bí thư huyện ủy. Nếu Túc Nhất Tiêu muốn mở cuộc họp bí thư, cũng chính là bốn người này. Nếu phải thảo luận việc nhân sự, thì trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc cũng phải tham gia. Tuy nhiên, vì Tôn Minh Ngọc không phải phó bí thư cho nên không có quyền kiến nghị và bỏ phiếu. Vừa rồi, Diệp Phàm hỏi như vậy, Vi Bất Lý và Phương Viên trả lời không phải là đã nói Túc Nhất Tiêu ngang ngược hay sao? Trước khi hội nghị cũng chẳng thèm thông báo cho mấy phó bí thư. Cho nên... mặt lão Túc mới chuyển thành màu gan lợn như vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng rất tán dương, bề ngoài thì phê bình Ngô Đồng không tuân theo quy củ, nhưng thực chất là nói Túc Nhất Tiêu cũng vô tổ chức. Lão Túc không oán mới là lạ. Tuy nhiên lão cũng rất giảo hoạt, thậm chí là vô lại, ho một tiếng, cười cười nói. Ồ, cả ngày bận hôm qua bận rộn,
quên mất phải thông báo cho Chủ tịch huyện Diệp và Phó Bí Thư Vi, Phó Bí Thư Phương về nội dung họp hôm nay. Thực ra, hôm nay cũng chẳng có gì, mới đến nên cũng muốn làm quen với mọi người một chút, để tăng thêm tình cảm, đoàn kết nội bộ. Hai nữa là quốc lộ Thiên Tường đang tiến hành giải mở trong toàn huyện ta, nên về phương diện an toàn cũng phải nên chú ý một chút. Thứ ba là... Túc Nhất Tiêu vừa nói đến đớ, thư ký của lão liền bước vào, ghé vào tai lão nói vài câu. Túc Nhất Tiêu lập tức đứng lên, cười nói. Bí thư Lôi đến rồi, chúng ta đi ra đón thôi. Lôi Minh Hoài, không phải đã đi rồi sao? Lạ thật. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của Lôi Minh Hoài. Nhất Tiêu à, hôm qua đã đi Thiên Nguyên Tự một chuyến, cùng Cổ Tiết Đại Sư đánh cờ. Sáng nay trên đường qua Ma Xuyên mới nhớ ra là có một chuyện quên nói với mọi người. Những tài liệu có liên quan đến công tác xây dựng đảng gần đây trên tỉnh, ông phải tổ chức cho mọi người học tập một chút. Thế thì vừa hay, hôm nay toàn thể ủy viên thường vụ đều có mặt, vừa hay có thể nghe Bí Thư Lôi tọa đàm. Túc Nhất Tiêu lập tức phụ theo, tuy nhiên lại cảm thấy hai tên này đang đóng kịch, thầm nghĩ tên Lôi Minh Hoài đến đúng lúc như vậy, lúc nữa lại có chuyện rồi. Ha ha, không dám nói là tọa đàm, đấy là chuyện của các giáo sư, chúng ta qua loa là được rồi. Lôi Minh Hoài vẻ mặt tươi cười nói. Túc Nhất Tiêu vội vàng đưa Lôi Minh Hoài ngồi vào ghế chủ tọa, nhưng Lôi Minh Hoài không ngồi mà ngồi ở một bên Diệp Phàm. Các đồng chí, cách đây không lâu, Trung ương có in và phát hành quy tắc làm trong sạch cán bộ, lãnh đạo về mặt chính trị, đưa ra yêu cầu về mặt chính trị đối với cán bộ lãnh đạo chúng ta rất rõ ràng, yêu cầu toàn đảng quán triệt chấp hành. Đây là một giải pháp của Trung ương Đảng về việc làm trong sạch bộ máy trong đảng, xây dựng tác phong cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Có ý nghĩa quan trọng đối với việc chống tham nhũng trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta ngồi đây đều là đảng viên, lại là đảng viên của đảng viên nữa, cho nên càng phải gương mẫu. Lôi Minh Hoài làm ra vẻ nói một hồi. Diệp Phàm biết thừa đây đều là những văn kiện, quá hạn, đã được học hồi tháng tư rồi. Lôi Minh Hoài đưa ra những luận điệu cũ rích, phỏng chừng chỉ để làm ngụy trang thôi, chứ mà kịch chính vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên. Lôi Minh Hoài nói xong, Túc Nhất Tiêu liền hùa theo, nói. Các đồng chí, quốc lộ Thiên Tường ở đang được mở rộng trong toàn huyện ta, giao thông vào lúc này càng quan trọng. Một người tốt cầm lái, có thể chủ trì được cả đại cục giao thông của huyện. Phó Chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh tận chức tận trách, gần đây, sau khi quốc lộ Thiên Tường khởi công, đồng chí Lượng Minh lại làm gương cho cán bộ, ở quốc lộ huyện Ma Xuyên chúng ta, thường xuyên thấy bóng dáng của đồng chí ấy. Tôi cảm thấy. Một người có năng lực, tận tâm với công việc như vậy, nếu không để cho đồng chí ấy phát huy năng lực của mình thì thật đáng tiếc. Vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài, cũng là một trong những tiêu chuẩn của đảng chúng ta. Cho nên, trước mắt trên trận tuyến giao thông huyện chúng ta, tôi đề nghị Chủ tịch huyện Diệp nên điều chỉnh phân công công tác một chút, điều chỉnh những đồng chí có năng lực lên chiến tuyến chính, vì đại nghiệp giao thông của tỉnh ta. Ha ha, các đồng chí điều chỉnh công tác, tôi không xen vào nữa. Tôi đi trước đây. Lúc này, Lôi Minh Hoài giả bộ đứng lên, để tránh bị nghi ngờ. Bí thư Lôi, đồng chí là lãnh đạo cấp trên, chúng tôi là cấp dưới. Lần này khó lắm mới gặp hội nghị thường vụ Ma Xuyên, nên mời đồng chí ở lại lắng nghe chút đã. Có chút nào không phải cũng mong đồng chí chỉ giáo. Túc Nhất Tiêu có ý giữ lại nói. Đúng vậy, Bí thư Lôi, ở lại đi, chúng ta khó lắm mới được nghe đồng chí chỉ bảo. Vì bất lý cũng cười nói, Thiết Đông gật đầu, Liễu Nghi Phương cũng tủm tỉm gật đầu. Ha ha, tôi ở đây chỉ sợ. Lôi Minh Hoài nói ý, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ha ha, Bí thư Lôi, đồng chí lưu lại đi, chúng tôi đều muốn nghe ý kiến của đồng chí. Đồng chí là lãnh đạo địa ủy, khó lắm mới xuống đây một chuyến, càng khó có dịp đến dự hội nghị thường vụ cùng chúng tôi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Lôi Minh Hoài nghe xong, sao lại không hiểu được hàm ý trong đó chứ? Do đó lão không hề khách khí nói. Nếu các đồng chí có lòng như vậy, thì tôi đây cũng ở lại một chút, ha ha, các đồng chí cứ tiếp tục đi, tôi chỉ ngồi nghe thôi. Tiếp tục chủ đề ban nãy đi, đối với đề nghị của tôi, Chủ tịch Diệp có ý kiến gì không? Túc Nhất Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thầm nhủ, để xem thằng nhóc này đắc ý được đến lúc nào, trước mặt Lôi Minh Hoài chẳng nhẽ mày còn dám chống lại tao. Muốn chơi tâm kế với ông đây à,
mày còn non và xanh lắm. Ừ, nên điều chỉnh phân công công tác cho đồng chí Lôi Minh Lược, tôi cũng sớm có ý này rồi. Thời gian trước suy nghĩ đến việc đồng chí Lôi Minh Lượng luôn công tác trên chiến tuyến công nghiệp rồi, mà đồng chí ấy cũng đề xuất là muốn được điều chỉnh phân công công tác, nghỉ một thời gian. Hiện tại xem ra, đồng chí Lôi Lượng Minh nghỉ cũng kha khá rồi. Những đồng chí có năng lực thì không thể để cho nghỉ lâu được, cái này cũng là lãnh đạo bất đắc dĩ mà thôi. Vì nhân dân phục vụ, cũng có lúc bất đồng, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Vừa nãy, Bí Thư Túc nói rồi, quốc lộ Thiên Tường đang trong giai đoạn mở rộng, nếu Bí Thư Túc cho rằng đồng chí Lôi Lượng Minh thích hợp với mặt trận, giao thông, chủ trì đại cục giao thông, thì tôi cũng chẳng có gì phản đối. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Nói đến đây, quay đầu sang hỏi Thúc Nhất Tiêu, nói. Bí Thư Túc, có phải là muốn để đồng chí Lượng Minh quản lý công tác giao thông không? Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Nếu Chủ tịch huyện Diệp giữ nguyên ý kiến, vậy thì ghi vào đi. Hội nghị thường vụ chúng ta vẫn rất dân chủ, cho phép có những tiếng nói bất đồng mà. Nếu không sẽ biến thành độc đoán, như vậy thì không phù hợp với nguyên tắc xây dựng đảng. Túc Nhất Tiêu có chút kinh ngạc, thầm nhủ, quái lạ, thằng nhóc này đâu có nói như vậy mà nói là giữ nguyên ý kiến. Nhưng ít ra cũng không nói phản đối. Tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu cũng khá nham hiểm, vốn hội nghị thường vụ đều phải ghi biên bản lại, Túc Nhất Tiêu còn muốn cố ý cường điệu một chút, tự nhiên là khiến cho Phó Bí Thư Lôi nhớ kỹ ý kiến này của Diệp Phàm. Giữ nguyên ý kiến, nói thẳng ra là cũng có cái nhìn. Tin tưởng Phó Bí Thư Lôi sẽ càng nhớ đồng chí Diệp Phàm. Ngay cả các đồng chí khác trong ủy viên thường vụ cũng âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ thằng nhãi này bị Phó Bí Thư Lôi chèn ép, nói cũng chẳng dám nói, lại còn giữ nguyên ý kiến, úp úp mở mở như vậy. Đây thực ra là một thái độ bất đắc dĩ mà thôi, giống như nhà nước ngoại giao vậy. Xem ra, trước kia tỏ ra cứng rắn cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, lãnh đạo địa ủy vừa lộ ra một cái là trở nên yếu đuối ngay. Tan họp, Túc Nhất Tiêu xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, nhàn nhã tự đắc di ra khỏi phòng. Nhíu mày nói, Chủ tịch Diệp à, tôi thấy huyện chúng ta cũng nên xây dựng một trụ sở làm việc cho tử tế rồi. Nếu cứ làm việc ở đại viện Mã Hồ Tử này thì thật sự không tiện, như thể là nha môn thời cổ đại vậy, trông lạc hậu quá. Ha ha, muốn thì cũng muốn đấy, nhưng không có tiền thì cái gì cũng chỉ là nói suông thôi. Tuy nói thuế vụ nửa năm cũng rất khả quan, nhưng cũng vừa bổ sung thêm lương cho cán bộ, nếu phải xây nữa thì không biết moi tiền ở đâu ra. Cái này cũng đã quen rồi, lãnh được mấy tháng lương đầy đủ, giờ nếu lại cắt tiếp, thì e cán bộ sẽ không phục. Diệp Phàm lấy lương của cán bộ làm cớ nói. Nói sằng bậy, mẹ nó chứ, mày không những có tổng bộ hậu cần cấp 20 triệu, còn có tiền góp để làm quốc lộ Thiên Tường trước kia nữa, cũng không dưới 20 triệu. 40 triệu này, mày đem đi giải trên đường cũng còn phải thừa không đến 30 triệu nữa. Muốn giữ lại để ăn mảnh chứ gì, mà cứng ông đây cũng phải cứng mới được. Túc Nhất Tiêu trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Ha ha, xây dựng trụ sở làm việc, đây là bộ mặt của Ủy ban Nhân dân huyện. Tôi nghĩ Chủ tịch huyện Diệp cứ về suy nghĩ đi, xem có thể tính ra phương án khả thi không. Chương 987, chơi gái trong giờ làm việc. Được, sau khi về tôi sẽ sắp xếp nhân sự, xem có thể làm được hay không. Diệp Phàm gật đầu sứt khoát. Thầm nghĩ muốn lấy tiền từ túi ông đây đều không thể. Ông đây vừa đến Ma Xuyên Mông ngồi chưa ấm chỗ, không ngờ Lôi Minh Hoài lại đến đẻ bố. Ngay cả việc phân công quyền lực cũng muốn nhúng tay, cứ thử xem. Thật sự là bắt nạt người quá đáng, mình vô dụng lại lôi Lôi Minh Hoài đến bức cung. Đồ chố Túc Nhất Tiêu, còn dám đưa bố mày ra hội nghị thường vụ, tôi không để yên đâu. Ngô Đồng tức giận chưa làm gì được hung hăng nhổ bãi nước bọt, cảm thấy chưa hết giận lại đá văng mấy hòn đá. Diệp Phàm nhìn thấy thế nhíu mày nói. Cậu làm thế là thế nào, nếu y mượn Lôi Minh Hoài gây gió thì chúng ta lại lấy quốc lộ Thiên Tường để gây gió thôi. Người như Lôi Lượng Minh thì ngoài ăn uống ra thì sẽ không làm, nghĩ phân công quản lý giao thông, đơn giản là nhìn thấy gần đây quốc lộ Thiên Tường mở qua huyện Ma Xuyên, có mùi mỡ. Nếu như vậy, tôi sẽ cho người theo dõi, y sớm muộn sẽ gặp điều không may. Túc Nhất Tiêu lần này có lẽ đưa hắn đến nhà giam, ha ha. Ngô Đồng đắc ý mỉm cười. Ừ, trên trận tuyến giao thông đã chôn vùi quá nhiều cán bộ, bởi vì ngành này thật sự rất béo bở. Hiện nay làm nhà thầu,
thủ đoạn lôi kéo người là trình tự bất tận, dù phòng thế nào chỉ cần anh lộ ra một kẽ hở người ta sẽ bật lại anh, so với ruồi bọ thì lợi hại hơn nhiều. Lôi Lượng Minh phỏng chừng sẽ ngã quỵ tại đây, nếu có thể làm liên lụy đến Túc Nhất Tiêu, ha ha, chẳng khác nào lão Túc mở hội nghị thường vụ, đưa chính mình lên đoạn đầu đài. Phương Viên âm thầm cười, Ngô Đồng dùng mình một cái. Thầm nghĩ may mắn là mình các ngày lễ Tết nhận tiền lì xì, không tính là nhận hối lộ, nếu không đồng chí Phương này có thể nắm điểm yếu của mình hay không cũng khó nói. Ha ha, tôi hy vọng đồng chí Lôi Lượng Minh có thể qua được thử thách, nếu không, Phó Bí Thư Lôi sẽ đau lòng chết mất. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, Phương Viên cũng phải theo dõi kỹ, đừng để cho tài sản quốc gia tổn thất quá nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình Ma Xuyên chúng ta. Tôi hiểu được. Một khi đạt đến hình phạt thì tôi sẽ thu lưới. Phương Viên gượng cười đáp. Anh Phương, tôi cảm giác như anh là người đào hầm vậy. Ngô Đồng Dùng Minh cười nói. Hừ, anh Ngô nói thế tôi cũng nói nghiêm túc, coi như là một con lợn rừng, nếu không thế thì tôi làm sao có thể được phân công làm phó bí thư quản lý ủy ban kỷ luật không có chút thành tích, cũng không đúng với đảng và nhân dân. Phương Viên cười trêu. Đừng đùa, tôi tốt xấu gì cũng chỉ là con hổ nhỏ. Sao có thể thành lợn được? Ngô Đồng bất mãn hừ nói. Lợn, đó là cất nhắc anh. Còn anh, nhiều nhất cũng chỉ là gà rừng, không coi là lợn được. Phương Viên đắc ý cười nói. Xem như anh lợi hại, đừng tưởng là ủy ban kỷ luật là sắt, công an có chứng cứ, cũng có thể bắt người của ủy ban kỷ luật các anh, ha ha. Ngô Đồng vẫn không buông tha. Được rồi, bắt cái gì chứ? Diệp Phàm lên tiếng. Thần nữ tử lầu. Bí thư Túc, tôi kính anh một ly, việc hôm nay, rất cảm ơn anh. Lôi Lượng Minh mặt đỏ bừng, tất nhiên là do uống nhiều rượu. Ha ha, chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, làm tốt, sao còn có việc lớn chờ chúng ta làm. Túc Nhất Tiêu thản nhiên cười nói. Lượng Minh, cậu nói xem, địa phương dễ tạo ra thành tích nhất ở Ma Xuyên là chỗ nào? Dễ tạo ra thành tích, đương nhiên là ba các căn cứ một cảng khu. Chỗ bàn đào ảnh thị Sơn Trang hiện mức đầu tư lên đến hơn 40 triệu, tổng cộng ước chừng đạt đến con số 60 triệu. Cho nên, lãnh đạo xã Kim Đào có quả đào có thể hái được. Lôi Lượng Minh cười nói. Tuy nhiên, bí thư xã Kim Đào đương nhiệm Thái Tắc Dân chính là tay sai của Diệp Phàm. Mà chủ tịch xã Tề Thuận Thủy nghe nói là người thân của trưởng ban chỉ huy quân sự Tề Quy Vân, là người mà ông ta cùng Phương Hồng Quốc đổi lấy vị trí trên tay Diệp Phàm. Hai người này chỉ nghe theo Diệp Phàm, cho nên muốn hái quả đào của xã Kim Đào trước tiên phải đem hai người này đi, thay bằng người của chúng ta. Tiếp đó 3-4 tháng, tuyên truyền hình ảnh của Sơn Trang trên truyền hình, lúc đó ai là người làm ra thành tích sẽ rõ ràng. Ngược lại, khai thác trà thanh vụ, phát triển chức nữ, Ngưu Lang cũng giống thế, còn có khu bối Diệp Cốc và xã Kháo Sơn Chuân Tử sản xuất hàng gia công. Mấy xã này sau khi phát triển thì chính là điểm sáng của Ma Xuyên. Có thể khống chế các xã này, cũng là nắm giữ mạch máu của Ma Xuyên. Lôi Lượng Minh gần đây không có việc gì làm, nên không có việc gì không tìm hiểu qua. Nghề nào cũng có trạng nguyên câu này dùng với y thật sự chuẩn xác. Muốn làm quả đào, nói thì tốt, ha ha, xem ra, cho cậu chủ trì toàn bộ giao thông của huyện là chính xác. Túc Nhất Tiêu cười sang sảng, trước đó đã nghĩ, phải có tài như thế nào mới có thể đổi các nhân vật số 1 số 2 của các khu này thành người của mình được. Khống chế một huyện, nhân sự là quan trọng, nhưng mạch máu kinh tế quan trọng hơn. Kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng nói thế rất đúng. Về cán bộ kinh tế Túc Nhất Tiêu có Kiều Chí Hòa là chỗ dựa thân cận, y căn bản là không thiếu mạng lưới quan hệ, cho nên, chỉ cần có khả năng làm ra thành tích lo gì không có chức quan to. 10 ngày qua, Túc Nhất Tiêu cũng thành thật rất nhiều. Đầu tiên là đi thăm toàn bộ các xã, thị trấn trong huyện một vòng. Cùng không mời dự họp hội nghị thường vụ, nhìn ngoài hình như là điều tra nghiên cứu tình hình các xã thị trấn, trên thực tế là như thế nào có trời mới biết. Xem ra, y cũng hiểu rõ tình hình hiện nay của huyện Ma Xuyên. Đã không có chỗ dựa vững chắc bên ngoài là không thể động đến địa vị bá chủ của Diệp Phàm. Tuy nhiên, theo tin tức nhận được, Túc Nhất Tiêu tuy nói không có động tác gì lớn. Nhưng trong quá trình thăm cũng kết bạn được không ít người cùng chung chí hướng, Diệp Phàm biết, Túc Nhất Tiêu ở đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, khi nào ra tay vẫn chưa biết. Tuy nhiên, xem ra Lôi Minh Hoài quá giải thích với Lôi Lượng Minh cho nên 10 ngày qua, Lôi Lượng Minh cũng rất thành thật, mỗi ngày đều đi quanh công trường một vòng,
chỉ uống ít rượu không có biểu hiện gì khác. Đã qua giữa tháng 6. Buổi chiều, Diệp Phàm đang xem văn bản, thư ký Sa có chút bối rối báo cáo. Chủ tịch Diệp, thị trấn Thanh Sơn xảy ra chuyện. Đừng vội, từ từ nói. Diệp Phàm chỉ vào chiếc ghế đối diện mình nói. Tuy nhiên Sa Hồng Quân không ngồi, bởi vì anh ta ngồi không yên, vội vã nói. Trưởng phòng cục đất đai Mai sáng nay đến thị trấn Thanh Sơn, nhưng chưa gặp được phó chủ tịch thị trấn phân công quản lý mỏ đồng Lý Mậu Hoa. Cũng không biết trưởng phòng Mai nghe tin từ đâu nói là phó chủ tịch Lý đang cùng tình nhân Thiết Nguyệt muội uống rượu, trốn tránh không gặp trưởng phòng Mai. Trưởng phòng Mai nghe thế, giận dữ, đi thẳng đến chỗ Lý Mậu Hoa, tại đó đã phá cửa phòng Thiết Nguyệt muội. Quả nhiên đúng vậy, Lý Mậu Hoa đang ôm Thiết Nguyệt muội trên giường. Trưởng phòng Mai như một con ngựa lồng lên, tát vài cái Lý Mậu Hoa và Thiết Nguyệt muội lập tức thành đầu heo. Lúc đó Thiết Nguyệt muội hô to cứu người. Nhà họ Thiết ở Thanh Sơn có rất nhiều người toàn bộ vây lại, hơn nữa rất ngẫu nhiên, cục trưởng phân cục công an thị trấn Thanh Sơn Chu Đại Sương không ngờ mang theo cảnh sát đi tuần tra nông thôn. Kết quả, liền đánh đi lên, hiện tại không biết tình hình thế nào. Vừa rồi là tôi nhận được điện thoại của chánh văn phòng cục đất đai Trung Hồng cầu cứu. Nói là trưởng phòng Mai gặp nguy hiểm, nhà họ Thiết nổi giận sẽ đánh chết người. Sa Hồng Quân không ngừng lời nói hết tình hình. Ngô Đồng, thị trấn Thanh Sơn xảy ra tình hình nghiêm trọng, nhân dân công kích cán bộ huyện, trưởng phòng Mai của cục đất đai bị nhà họ Thiết vây đánh, anh lập tức xuống xử lý, phải nhanh, đảm bảo an toàn cho trưởng phòng Mai. Diệp Phàm nói, hừ, gan lớn thật, tôi sẽ lập tức xuất phát. Ngô Đồng chưa nói hai lời, lập tức triệu tập người đi thẳng đến thị trấn Thanh Sơn. Diệp Phàm cũng lái xe thẳng đến thị trấn Thanh Sơn. Điện thoại của Mai Thiên Kiệt cũng không gọi được, không biết tình hình như thế nào. Mai Thiên Kiệt nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ phiền toái đây. Diệp Phàm nghĩ một chút lập tức gọi điện đến chính quyền thị trấn Thanh Sơn, tuy nhiên không ngờ không có ai nhận điện thoại, hình như phòng trực ban không có ai. Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, biết là Thiết Đông Thành Quỷ, vừa có tổng công ty xây dựng quốc lộ đóng ở thị trấn Thanh Sơn, lập tức gọi điện Khô Hầu Kim An, yêu cầu họ cho mượn một ít người đến thị trấn Thanh Sơn để ngăn chặn. Hầu Kim An rất sảng khoái, lập tức đồng ý. Bởi vì đang xây dựng đường, cho nên xe đi không tốt, tốc độ xe căn bản là không nhanh được. Nửa tiếng sau mới đến Thanh Sơn. Vào Ủy ban Nhân dân thị trấn, thấy có xe công trình đang đứng trước cửa trụ sở. Bên trong đầy người, Diệp Phàm xuống xe. Chủ tịch huyện, hay là liên hệ với cục trưởng Ngô trước? Sa Hồng Quân lo lắng nói. Sợ cái gì, đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay cái xẻng, nhìn những người nhà họ Thiết đang hùng hổ, Diệp Phàm cũng không để trong lòng. Thầm nghĩ, nếu dám tấn công mình, thì nhân dịp nhà cho nhà họ Thiết một bài học. Thấy Diệp Phàm tới, Ngô Đồng cho vài cảnh sát dẹp đám người ra. Tình hình thế nào? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. May mắn là tổng phụ trách công trình dẫn theo mấy chục công nhân và xe công trình mở đường, nếu không, Mai Thiên Kiệt xem ra đã tàn. Tuy nhiên, trưởng phòng Mai rất lợi hại, một mình đánh ngã 8 thanh niên khỏe mạnh. Nhưng nhà họ Thiết quá độc ác, trưởng phòng Mai bị thương nhiều chỗ trên người, xương cốt hình như cũng có vấn đề, hiện còn bị vây quanh trụ sở làm việc, nhà họ Thiết rất kích động, không cho đưa vào bệnh viện. Ngô Đồng vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thiết Đông đâu? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không thấy, hình như không có ở thị trấn. Đã cho người liên hệ, chỉ có điều không có hồi âm. Ngô Đồng nói. Vào trước rồi nói sau. Diệp Phàm nói, có vài người cảnh sát đi trước dẹp người. Không sao chứ Thiên Kiệt. Mai Thiên Kiệt mặt mày bầm tím, trên tay cũng có chỗ bị thương. Ngô Đồng phải dùng thuốc xử lý tạm thời. Không việc gì chủ tịch, tôi là mệnh con gián. May nắm xem ra xương sườn bị kéo nứt. Mai Thiên Kiệt tức giận mắng.